Mặt khác, liên quan tới thông nương phương diện, ta sẽ liên hệ Xích Tiêu Tử tiền bối cùng với khác các vị tiền bối, nhìn xem có thể hay không nhằm vào thông nương, tận khả năng tăng tốc nó cảnh giới tăng lên. Nếu quả thật không được, cái kia thông nương cùng cửu tu phượng hoàng đao, liền đều trước lưu tại ta hạch tâm thế giới bên trong. Chí ít, đối phương không có khả năng xâm nhập đến ta hạch tâm thế giới tới. Ôn Nhu Bá Tống trầm tư nói. Thông nương thiên phú rất mạnh, nếu như cho nàng áp lực cường đại, lại cho nó đầy đủ tài nguyên tu luyện, nó tốc độ tu luyện một ngày ngàn dặm không thành vấn đề. Nó có thể là bị mấy vị tiền bối đại lão cho rằng là có thiên đạo chi tư. Nhưng là, thời gian quá ngắn. Đệ bát thiên đạo đã lui nhậm, đệ cửu thiên đạo tranh đoạt chiến đã mở ra. Trong thời gian ngắn, muốn để thông nương tăng lên tới bát phẩm huyền thánh cảnh giới, đồng thời hoàn thành đối cửu tu phượng hoàng đao tế luyện, quá khó khăn. Thông nương cùng cửu tu phượng hoàng đao, trong thời gian ngắn không cách nào trở thành trợ lực. Da đen tử nhẹ gật đầu. Bá Tống đưa tay, tiếp tục lật xem Vũ Nhu tử thư tín. Sau đó, Tống tiền bối ta cũng muốn đi nghiêm túc tu luyện nha. Ta muốn rời khỏi Linh Điệp đảo, tiến về cửu u thế giới. Bạch tiền bối sắp lâm vào ngủ say, về sau tại đệ cửu thiên đạo sinh ra trước đó, hắn sẽ tiến vào chiều sâu ngủ say trạng thái. Trước lúc này, hắn vì ta chế tạo riêng một bộ tu luyện phương án, để ta tận khả năng mau sớm mạnh lên. Ta cũng không thể bị Tống tiền bối ngươi kéo ra quá lớn khoảng cách. Liền Vũ Nhu tử, cũng muốn bắt đầu nhận nghiêm túc bế quan tu luyện. Không chỉ có là hắn, Liền Vũ Nhu tử cũng biến hóa rất nhiều. Hư không bên trong Tống Thư Hàng, thở dài trong lòng một tiếng. Vũ Nhu tử muốn đi theo Bạch tiền bối tu luyện, không phải đi theo Thiên Đế tử sao? Bá Tống nhìn đến đây lúc, đột nhiên sững sờ. Hắn nhớ kỹ. Vũ Nhu tử trên thân hẳn là cho thấy thời gian hệ thiên phú tu luyện. Về sau, Thiên Đế tử một mực có âm thầm chỉ đạo nó tu hành. Hư không bên trong Tống Thư Hàng cũng có chút sững sờ, Vũ Nhu tử lại muốn cùng Bạch tiền bối tu luyện. Thiên Đế tử tiền bối cũng sẽ cùng đi, Da đen tử đáp. Cũng tốt, Bá Tống hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn đưa tay đem sắt thép hóa thân triệu hoán đi ra. Sau đó, hắn đem một viên bảo tàng chìa khóa. Đem cho sắt thép hóa thân, ta nhớ được, Bạch tiền bối cuối cùng để lại cho ta bảo tàng bên trong, có mấy món đối tu luyện thời gian lực lượng có đặc hiệu bảo vật. Người đưa chúng nó mang cho Vũ Nhu tử cùng Bạch tiền bối. Bạch tiền bối tại về cố hương thời điểm, đem hắn thu thập tất cả bí bảo, phân cho quần bên trong thành viên. Liền Bá Tống trả hơn phân nửa linh thạch, cuối cùng đều bị Bạch tiền bối lại chuyển giao cho hắn. Sắt thép hóa thân mang theo chìa khóa, mở ra cổng không gian. Biến mất không thấy gì nữa. Bá Tống lật ra giấy viết thư. Bạch tiền bối đối ta nhắc qua hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo siêu thoát bất hủ sự tình. Ta có thời gian đều đang nghĩ, nếu như Bạch tiền bối không hề rời đi, Bạch tiền bối cùng Tống tiền bối, nhất định có thể hoàn thành hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo khả năng này. Bất quá bây giờ, ta cũng sẽ cố gắng nghiên cứu nó. Ta, còn có rất nhiều người, cùng một chỗ. Bá Tống nhìn đến đây lúc, nụ cười trên mặt rực rỡ có loại lão phụ thân nhìn thấy nữ nhi rốt cục lớn lên cảm giác. Đúng, Tống tiền bối. Ngươi nói đã từng xảy ra sự tình, có hay không cải biến khả năng? Nếu như đem thời gian hệ lực lượng tu luyện tới cực hạn, có thể hay không thay đổi quá khứ? Cải biến sau quá khứ, lại có thể không thể ảnh hưởng đến tương lai. Thay đổi quá khứ, Bá Tống nhẹ nhàng nắm vuốt giấy viết thư. Thay đổi quá khứ. Tống Thư Hàng cùng Bá Tống phát ra đồng dạng thanh âm. Tương lai tử muốn thay đổi quá khứ, vậy dĩ nhiên là quá khứ phát sinh qua rất nhiều, muốn để nó đi cải biến sự tình. Tại lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều tương lai tử không chỉ một lần trở lại quá khứ, tiếp xúc đến hắn. Tương lai tử, có phải là tại thử nghiệm loại chuyện này? Cải biến đối tương lai tử mà nói là quá khứ, hắn hiện tại. Nguyên lai, người đã như thế cố gắng a. Tống Thư Hàng thấp giọng nói. Tại ta không có hoàn toàn phát giác được thời điểm, người khẳng định đã làm rất nhiều nếm thử a. Tống đầu gỗ tại quá khứ liều mạng dẫy giụa, phản kháng vận mệnh. Tương lai tử tại tương lai không ngừng nếm thử, không chịu khuất phục. Quá khứ cùng tương lai, tất cả mọi người tất cả cố gắng, chỗ hội tụ kết quả, khả năng ngay tại hắn hiện tại bên trên. Không, không phải khả năng. Tự tin điểm. Đem khả năng bỏ đi. Hắn hiện tại,
liền gánh chịu lấy tất cả quá khứ cùng tương lai. Cho nên, trở về, Tống Thư Hằng nói, tương lai tử muốn thay đổi quá khứ, khả năng đã cải biến. Cho nên, đứng tại góc độ của hắn, đã không biết quá khứ đã từng phát sinh qua cái gì. Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, thành thục bá Tống cùng tương lai tử cải biến, cùng hai người tín nhiệm. Tại ta chỗ này, Bạch Tiền Bối không hề rời đi. Chúng ta đã làm tốt tất cả công tác chuẩn bị, siêu thoát bất hủ cơ sở đã đánh xuống. Núp trong bóng tối địch nhân, chúng ta đã biết hắn dễ, biết tay của nó pháp. Liền hắn bá chiếm bí pháp đều đem hóa thành ta có. Nó ở trước mặt ta, đã không có chút nào bí mật có thể nói. Tu Liêu Trường Sinh chi đạo, bước tiếp theo liền có thể hoàn thiện. Tự tin điểm, ta đã gánh chịu quá khứ, hiện tại, tương lai. Ta bây giờ có thể là cửu liên bá nam nhân. Thế gian này, không còn có một người, so ta càng bá một chút. Hắn ý thức, từ thời gian Trường Hà bên trong lui về. Tống U U đạo tiêu, dẫn dắt hắn trở về chính xác thời gian tiết điểm. Đồng thời, á bất hủ thân thể, mọc ra mắt tinh cầu đại lão, cửu tu phượng hoàng đao cung cấp lực lượng, cũng tiêu hao hầu như không còn. Tại Bạch Tiền Bối chúc phúc bên dưới, tất cả phát triển đều thuận lợi vừa đúng. Hiện thế, Tống Thư Hàng mở to mắt. A, à, Sở Các Chủ ngốc mau kéo dài, ngốc mau đầu nhọn ngắm nhìn Tống Thư Hàng mặt. Có như vậy một nháy mắt, nó cảm giác Tống Thư Hàng tựa hồ thành thục rất nhiều. Không phải già đi, mà là khí chất bên trên thành thục. Cho nên, Sở Các Chủ nghi hoặc hỏi, người lúc này, tại thời gian Trường Hà bên trong vượt qua thời gian rất lâu. Không có 80-100 năm cải biến, lấy Tống Thư Hàng tính cách, rất khó thành thục như thế nhiều. Không có, vẻn vẹn nửa ngày tả hữu thời gian trôi qua. Tống Thư Hàng trả lời, nhưng thu hoạch rất lớn. Ta tiếp xúc đến một cái đã trở thành đáng tin đại tiền bối ta. Người sợ không phải đang nằm mơ. Xích Tiêu Kiếm tiền bối từ vầng sáng bên trong dậm chân mà ra. Lúc này Xích Tiêu Kiếm hoàn thành một bước cuối cùng thuế biến, chân chính biến thành hình người. Tống Thư Hàng vô ý thức liền nghĩ đối Xích Tiêu Kiếm tiền bối thi triển tay trượt thiên phú. Nhưng vừa định đưa tay, nhìn thấy Xích Tiêu Kiếm tiền bối lúc này bộ dáng, ngạnh sinh sinh đem tay trượt thiên phú nhịn xuống. Lúc này Xích Tiêu Kiếm, một đầu thiên nhiên gợn sóng quyển tóc dài, ngũ quan tinh xảo, dáng người thon dài. Toàn thân từ sắt thép khôi giáp tạo thành. Tựa như là một cái máy móc thiếu nữ. Xích Tiêu Kiếm tiền bối, người cái này nhân thiết cùng ta nữ nhi tương xung. Tống Thư Hàng nửa ngày về sau, lên tiếng nói. Sở Các Chủ ngốc mao. Không chỉ có nhân thiết tương xung, mà lại, nó còn phát hiện Xích Tiêu Kiếm lớn cùng Tống Thư Hàng có một điểm tương tự, cùng Tống Thư Hàng đứng chung một chỗ về sau, tựa như là huynh muội. Nhân thiết loại vật này, đối một thanh kiếm đến nói, có cái gì tốt để ý. Ta là kiếm, cũng không phải người. Xích Tiêu Kiếm tiền bối ngược lại không thèm để ý những vật này. Huynh đài, ngươi là đao. Bia đá đạo hữu cái thứ nhất không phục, lên tiếng nhắc nhở nó cảm giác này chính mình có thể là ghen ghét Xích Tiêu Kiếm đạo hữu cái thứ nhất từ pháp bảo tiến hóa ra hình người đến, nó cũng muốn tiến hóa a. À. Xích Tiêu Kiếm trực tiếp liền che giấu tiểu đồng bọn bia đá đạo hữu phát biểu, nó xoáy khí hất lên chính mình gợn sóng tóc dài, đối với một thanh kiếm đến nói, nắm ở trong tay có thể tăng cường bao nhiêu chiến lực, mới là chuyện trọng yếu nhất. Các ngươi không cần ánh mắt thiển cận, không cần chỉ nhìn bề ngoài của ta. Các người muốn nhìn ta nội tại. Xích Tiêu Kiếm đạo hữu đây là siêu việt đát. Đát đát đàn cẩn thận quan sát đến Xích Tiêu Kiếm, ngữ khí có chút không xác định hỏi. Tại quan sát của nàng bên dưới, Xích Tiêu Kiếm đột phá trường sinh giả thần binh một cái cực hạn. Mặc dù cái tăng cường một chút chút, nhưng cái này một chút chút, lại là lịch sử tính một bước. Đột phá cực hạn về sau, Xích Tiêu Kiếm liền có thể tiếp tục lại cường hóa xuống dưới. Không còn bị dĩ vãng cực hạn trói buộc. Không sai, mặc dù ta không cách nào tiến hóa thành đạo khí, nhưng trước mắt ta đột phá cực hạn, tại kế tiếp cực hạn tiến đến trước đó, ta có thể thỏa thích tiến hóa, không ngừng mạnh lên. Cuối cùng cực hạn, ngay cả chính ta trước mắt đều không thể tính ra. Xích Tiêu Kiếm chiến lược ngửa đầu, đắc ý nói. Nói đến đây lúc, nó lại xoay đầu lại hướng Tống Thư Hàng nói, đến, bá Tống, sử dụng ta. Chảm một đao phần thiên hỏa diễm đao để mọi người mở mắt một chút. Tống Thư Hàng nhìn qua lúc này Xích Tiêu Kiếm, lại nhìn mắt mình tay. Ta cái này muốn làm sao sử dụng Xích Tiêu Kiếm tiền bối.
Ngươi cũng không phải kiếm hình thái, ta muốn cầm ngươi vị trí nào đi chạm phần thiên hỏa diễm đao đến. Cổ, nắm lấy cổ của ta a. Lúc trước Xích Tiêu tử chính là làm như vậy, cổ chính là chuôi kiếm a. Xích Tiêu kiếm tiền bối bất mãn nói. Tống Thư Hàng, coi như ngài cổ chính là chuôi kiếm, ngài hiện tại hình thể, ta cũng không thích hợp nắm lấy sử dụng a. Đang lúc này, Tống Thư Hàng sau lưng công đức xà mỹ nhân đột nhiên tiến lên một bước. Nó thân hình phồng lớn mấy lần, sau đó đưa tay chộp một cái, như là bóp con gà con đồng dạng bóp lấy Xích Tiêu kiếm tiền bối cổ, nắm lấy nó nhẹ nhàng vung vẩy. Đao khí tung hoành, tùy ý vung lên, không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, không gian lại phảng phất đều muốn bị chém rách. Cẩu đản cha, tam nhãn thiếu niên tiền bối. Tùy ý vung mấy đao về sau, công đức xà mỹ nhân sách ngược lên Xích Tiêu kiếm tiền bối, cùng nó mắt đối mắt, bốn mắt nhìn nhau. Chờ chút, tiên tử, người muốn làm cái gì? Xích Tiêu kiếm tiền bối có chút bất an hỏi. Nó vừa dứt lời, đối diện công đức xà mỹ nhân tựa hồ quyết định, nó chậm rãi mở ra miệng nhỏ của mình. Đừng, công đức tiên tử mau dừng tay. Xích Tiêu kiếm tiền bối bây giờ không phải là kiếm hình, ngài cái này muốn nuốt vào, cũng không phải là nuốt kiếm, mà là tại ăn người, hình tượng quá 404. Tống Thư Hàng vội vàng kêu dừng. Công đức xà mỹ nhân một mặt tiếc nuối, ngừng trong tay động tác. Tiên tử, người đem Xích Tiêu kiếm đạo hữu giao cho ta nhìn xem. Lúc này, phía dưới Bạch tiền bối đột nhiên lên tiếng nói. Công đức xà mỹ nhân hơi thân cúi xuống đuôi rắn, bóp lấy Xích Tiêu kiếm tiền bối, đưa cho A Bạch. Bạch tiền bối đưa tay, giống tiếp hài tử đồng dạng, hai tay nâng Xích Tiêu kiếm dưới nách, đưa nó tiếp được. Lần thứ nhất từ nhân loại thị giác bị người dùng tư thế như vậy ôn nhu ôm lấy, Xích Tiêu kiếm cảm giác rất phi diệu. Bạch tiền bối cao cao giơ Xích Tiêu kiếm, tựa hồ tại quan sát. Một lát sau, là hệ thống tu luyện bên trên tiến hóa. Bạch tiền bối lên tiếng nói. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hệ thống tu luyện. Pháp khí có chính mình hệ thống tu luyện sao? Hắn nói thế nào cũng là luyện hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tồn tại. Pháp khí cường hóa trên cơ bản là dựa vào tu sĩ chính mình một chút xíu ôn dưỡng, hoặc là gia tăng các loại phù văn, gia tăng chân quý vật liệu luyện khí, đi tăng lên pháp khí đẳng cấp. Đây chính là Xích Tiêu kiếm đạo hữu hiện tại biến hóa. Bạch tiền bối đem Xích Tiêu kiếm cao cao quăng lên, lại đưa nó tiếp được, chơi quên cả trời đất. A Bạch một bên chơi lấy, một bên giải thích nói, Xích Tiêu kiếm đạo hữu thể nội, tiến hóa ra hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Nói cách khác, từ giờ trở đi nó có thể một chút xíu đi tu luyện, sau đó thông qua tu luyện phản hồi, để cho mình tiến một bước cường hóa. Đây chính là Xích Tiêu kiếm phá vỡ cực hạn về sau, lại cái mạnh lên một chút chút nguyên nhân. Nhưng là, Xích Tiêu kiếm bản thân liền là trường sinh giả thần binh cấp bậc. Tiến hóa ra hoàn chỉnh hệ thống tu luyện về sau, chỉ cần cho nó một chút thời gian giảm sóc, nó rất nhanh liền có thể đem tự thân cảnh giới tăng lên tới cùng mình pháp khí trạng thái tướng xứng đôi cảnh giới. Mượn nhờ Xích Tiêu tử đạo trưởng trường sinh pháp, bản thân nó cảnh giới đều có thể đạt tới tiếp cận trường sinh giả trình độ. Thậm chí nếu như nó lĩnh ngộ ra một đầu hoàn chỉnh trường sinh đạo, nó còn có thể chân chính tiến hóa thành trường sinh giả. Đến lúc đó, thân có trường sinh giả thần binh cộng mới trường sinh giả hai loại thân phận, đồng thời điều động hai loại trường sinh chi đạo lực lượng. Đáng tiếc, pháp khí cùng tu sĩ tự thân, không thể xem như hai cái khác biệt cá thể. Nếu không, có được hoàn chỉnh hệ thống tu luyện pháp khí cùng giữa các tu sĩ ăn ý phối hợp, có lẽ là tốt nhất khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo tuyển hạng. Bất quá, trước mắt hắn cùng Thư Hàng ở giữa, vì hoàn thành khác biệt cá thể chứng đạo cơ sở, từng bước một đạt thành quan hệ, đã càng hơn pháp khí cùng tu sĩ bản thân quan hệ trong đó. Như vậy tiếp xuống, tại đạo tử đạo hữu lui nhậm trước đó. Thư Hàng người đem tất cả tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, toàn bộ thăng cấp một lần. Ta cảm giác bọn chúng sẽ cử đi công dụng, Bạch tiền bối cuối cùng đã định nói. Đồng thời, bên hông hắn lưu tinh kiếm nhẹ nhàng chấn minh. Trừ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên ngoài, hắn lưu tinh kiếm đồng dạng cần một lần tăng lên. Sẽ cử đi công dụng, ta đã biết, Bạch tiền bối. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta sẽ đem toàn bộ tinh lực, dùng tại thăng cấp ba bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cùng lưu tinh kiếm bên trên. Tống Thư Hàng trầm ổn nói. Trong lòng của hắn biết, Bạch tiền bối nếu là nói như vậy, cái kia tương lai tại cái nào đó khâu, liền nhất định sẽ cần dùng đến thăng cấp sau tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cộng lưu tinh kiếm.
ba bộ pháp khí, một bộ là thiên đạo bạch luyện chế đem cho bạch tiền bối, khác hai bộ, một bộ là Tống Thư Hàng tự thân có được, còn có một bộ là bạch tiền bối ủy thác hắn chế tạo, mặc dù về sau một mực là Tống Thư Hàng tại dùng, nhưng quyền sở hữu kỳ thật về bạch tiền bối. Vì mỹ hảo hiện tại, cũng vì có thể có tốt đẹp hơn tương lai. Tống Thư Hàng thi triển tăng phát thuật, tóc dài bay múa, sau đó lại hóa thành dòng dã 100 con vung vẩy tiểu thủ. Hắn sẽ trở thành mạc đắc cảm ngộ công cụ người, vì tăng cường tất cả pháp khí uy lực, đầu nhập chính mình tất cả yêu. Không chỉ có là tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cùng lưu tinh kiếm, còn có bia đá đạo hữu cũng cùng nhau tăng thêm. Đúng, còn có cửu tu phượng hoàng đao. Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn về phía vầng sáng vị trí, trước mắt cửu tu phượng hoàng đao đã hoàn thành đệ cửu chuyển. Bất quá nó cũng không có hóa ra hình người đến, trong vầng sáng, mơ hồ có thể thấy được một cái phượng hoàng hư ảnh. Mà lại cửu tu phượng hoàng đao cũng không có như xích tiêu kiếm như vậy, từ trong vầng sáng ra. Tại hét dài một tiếng về sau, nó bay đến Tống Thư Hàng phía sau, dung nhập trong cơ thể của hắn, tại Tống Thư Hàng phần lưng hóa ra một đôi hỏa diễm cánh hình xăm. Rất đẹp hình xăm, đáng tiếc rơi vào Tống Cẩu Đản trên thân. Cẩu Đản cha tiếc nuối nói, xinh đẹp như vậy hình xăm, rơi trên người Trình Cẩu Đản sẽ càng phối một chút. Thật không được, bên cạnh còn có Bạch Đạo Hữu A. Đều là Cẩu Đản cha ngươi có thể nào nặng bên này nhẹ bên kia. Thiên đế tử tâm tình rất không tệ, đồ tốt chỉ cần không rơi vào Trình Lâm trong tay, nó liền vui vẻ. Cẩu Đản cha rất tiến độ nói, bởi vì Tống Cẩu Đản nhan trị không đủ. Tống Thư Hàng, ta hiện tại bên dưới nửa gương mặt vẫn là rất xoái a. Mặt khác, cửu chuyển sau khi hoàn thành cửu tu phượng hoàng đao, nó ở vào vận sức chờ phát động trạng thái. Nó phụ thân trên người Tống Thư Hàng, hóa thành một loại đợi kích hoạt bí pháp. Cái bí pháp này, cùng thiên đạo ban văn long đại lão thoát thân có quan hệ. Cẩu Đản cha, Trình Cẩu Đản mảnh vỡ, có thể trước giao cho ta sao? Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Làm gì? Cẩu Đản cha hỏi. Thiên đạo ban văn long lưu lại một chút tuyến tác, cần mấy cái tiền trí điều kiện, đem tuyến tác mở ra. Tống Thư Hàng như có điều suy nghĩ nói. Mà mấy cái này tuyến tác, hắn đã tập hợp đủ. Cửu chuyển cửu tu phượng hoàng đao. Hạch tâm thế giới, kim liên thế giới hoặc là tà liên thế giới, trong đó nhậm một cái. Sau đó là khối lớn quỷ thần Trình Lâm, không cần hoàn chỉnh, chỉ cần là khối lớn là được. Cuối cùng, chính là Cẩu Đản cha thừa nhận. Giữa bất chi bất giác, Tống Thư Hàng phát hiện những thứ này tiền trí điều kiện hắn đều đã tập hợp đủ. Có lẽ, không phải bất chi bất giác. Hắn tại tiếp xúc những thứ này tiền trí điều kiện đồng thời, thuộc về thiên đạo ban văn long vật phẩm, cũng tại tương hỗ hấp dẫn, cuối cùng trong tay hắn hội tụ. Cẩu Đản cha nghe được là thiên đạo ban văn long lưu lại tuyến tác, liền đem chứa Trình Lâm mảnh vỡ Cẩu Đản lấy ra, ném cho Tống Thư Hàng. Tạ ơn Cẩu Đản cha, Tống Thư Hàng vô ý thức lộ ra một cái ôn nhu đáng tin tiếu dung tới. Cái này đáng tin cảm giác 10 phần tiếu dung, để Cẩu Đản cha dùng mình. Họa phong biến quá khoa trương, phi thường khó chịu. Tại thời gian trường hà thăm dò bên trong, Tống Cẩu Đản đến cùng gặp được cái gì? Tống Thư Hàng tiếp được viên kia trứng, đưa nó nâng ở trong tay. Phía sau, hạch tâm thế giới cửa ra vào mở ra, một đóa tượng trưng cho hạch tâm thế giới hoa sen hình chiếu ngưng tụ thành hình. Tống Thư Hàng đưa tay đem lớn trứng bỏ vào hoa sen hình chiếu phía trên. Phía sau cửu tu phượng hoàng đao hình xăm hóa thành một đôi xích hồng cánh, bám vào hoa sen bên trên Cẩu Đản bên trên. Hoa sen bên trên, sinh ra một cái mọc cánh trứng. Phi thường duy mỹ hình tượng. Về phần Cẩu Đản cha thừa nhận, cái này liền càng đơn giản hơn. Trình Cẩu Đản cái danh xưng này biến hóa Tống Cẩu Đản, liền đại biểu cho Cẩu Đản cha thừa nhận. Quá khứ, vất vả các ngươi. Tống Thư Hàng đối hoa sen trứng nói khẽ, hiện tại, tất cả giao cho ta đi. Hoa sen, Cẩu Đản, cánh, cùng Trình Cẩu Đản cái này đạo hiệu, tứ trọng chứng nhận chợt lóe lên. Chứng nhận thành công. Sau đó, tất cả tiêu tán như lúc ban đầu. Không có bất kỳ cái gì biến hóa. Cửu tu phượng hoàng đao hình xăm vẫn như cũ. Hạch tâm thế giới vẫn là cái kia hạch tâm thế giới. Cẩu Đản bên trong Trình Lâm cùng Tống đầu gỗ mảnh vỡ cũng không có ngưng tụ. Trên đỉnh đầu, sở các chủ ngốc mao có chút chuyển động. Nó chuyển động tần suất so bình thường phải nhanh hơn một chút xíu. Tống Thư Hàng cũng vẫn như cũ là cái kia Tống Thư Hàng,
nhưng lại tựa hồ biến càng thêm đáng tin một chút. Loại này đáng tin, là khí chàng biến hóa. Là thiên đạo ban văn long lưu lại thoát thân tuyến tác, để bá tống biến càng thêm tự tin. Cẩu đản cha, trình cẩu đản các nàng, có thể trước gửi ở ta chỗ này sao? Tống Thư Hàng quay đầu đối cẩu đản cha nói, đang khi nói chuyện, loại kia đáng tin thiếu dung lần nữa hiển hiện. Loại nụ cười này có ma lực, cẩu đản cha kém chút liền cảm giác bá tống quá đáng tin, ta hoàn toàn có thể đem cẩu đản giao phó cho hắn. Không, nhưng thân là cửu u chúa tể, cẩu đản cha chính là muốn đối loại này đáng tin nói không. Vậy nếu như, ta nói là nếu như, tương lai ngươi vạn nhất có tôn nữ, ta có thể để ngươi cho nàng lấy cái nhũ danh. Tống Thư Hàng nói, thành giao, cẩu đản cha gật đầu nói, thiên đế tử. Đây chính là tống tiền bối cùng cửu u chúa tể ở giữa thần kỳ giao lưu hình thức. Tạ ơn cẩu đản cha, Tống Thư Hàng đưa tay đem trình cẩu đản các nàng chứa vào túi. Sau đó, hắn lại quay người đối mặt đạo tử tiền bối ý chí thể, đạo tử sư huynh, thiên đạo hạch toán ngoại quải hoàn thành đại khái cần bao nhiêu thời gian. Là thiên đạo hạch toán phai nén, không phải ngoại quải. Đạo tử ý chí thể nghiêm túc nói. Ta đường đường 8 năm nhậm thiên đạo. Như thế nào lại làm ngoại quải loại vật này? Là phai nén. Phai nén. Tống Thư Hàng đối đạo tử tiền bối giơ ngón tay cái lên, vì trò chơi cân bằng, cự tuyệt ngoại quải, từ người ta làm lên. Sở các chủ ngốc mau. Ta vừa rồi cảm giác bá tống biến đáng tin một chút, nhất định là ảo giác. Trên thực tế, ta đã hoàn thành. Đạo tử sư huynh trả lời. Không hổ là tại nhiệm thiên đạo, thật nhanh công tác hiệu suất. Mô bản cùng con đường đều tại, ta chỉ cần điều động một chút béo cầu thiên đạo còn sót lại tin tức, sửa đổi một chút, liền có thể sử dụng. Vì để phòng vạn nhất, ta còn thí nghiệm mấy lần, bảo đảm không sai, có thể tùy thời đưa vào sử dụng. Đạo tử sư huynh giải thích nói. Nói đến đây lúc, đạo tử sư huynh dừng một chút, lại nói, ta chuẩn bị sớm một bước, từ thiên đạo chi vị bên trên lui nhậm xuống tới. Tống Thư Hàng. Chúng ta đi đánh cái chênh lệch thời gian. Đã cái kia đen nhánh cự lão tại phía sau màn nhìn trộm, âm thầm muốn gây sự. Vậy chúng ta đến lúc đó liền đánh hắn trở tay không kịp. Ta sẽ tận lực trước mô phỏng ra thiên đạo hưng thịnh, chí ít còn có thể tiếp tục vài vạn năm dạng này giá thức ra, cũng che đậy thiên cơ. Nếu có tồn tại cường đại quái toán, cũng chỉ có thể đạt được thiên đạo vạn năm bên trong thay đổi tin tức. Dưới tình huống như vậy, chúng ta tại trong mấy ngày này, hoàn thành tất cả chuẩn bị. Sau đó, ta tìm một cơ hội, đem chư thiên vạn giới tất cả trường sinh giả đều hội tụ đến cùng một chỗ. Đến lúc đó, ta đột nhiên tự hạ nhậm, Thư Hàng ngươi liền đăng tràng, cùng bạch đạo hữu cùng một chỗ chân áp tất cả trường sinh giả, chứng đạo bất hủ. Các ngươi bắt gấp thời gian, tại đen nhánh cự lão kịp phản ứng trước thực nghiệm hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo tuyển hạng. Nếu là thành công không còn gì tốt hơn, nếu là thất bại, trong các ngươi trước hết chọn một cái chứng đạo. Chờ trở tay không kịp đen nhánh cự lão phát giác được dị trạng, nó đã căn bản không có thời gian cân nhắc, chỉ có thể ngay lập tức cho các ngươi bù một cái bá chiếm bí pháp. Nhưng chúng ta khai phát ra phản bá chiếm bí pháp vừa vặn có thể đem hắn bá chiếm bí pháp biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đến lúc đó, chúng ta muốn đem nó an bài rõ ràng. Có thể là đạo tử sư huynh, người vừa mới tiền nhiệm không bao lâu. Tống Thư Hàng nói. Đây chính là chư thiên vạn giới hơn phân nửa trường sinh giả tha thiết ước mơ bất hủ cảnh giới, là chấp trưởng chư thiên vạn giới quyền lực vương tọa. Ta chấp niệm đã hoàn thành, mà lại, đã ta tại nhiệm thời điểm không cách nào giải quyết đen nhánh mặt trời tai họa ngầm, vậy ta có thể làm, chính là tận lực đem chính mình thiên đạo tác dụng phát huy đến lớn nhất. Cho các ngươi tích lũy càng nhiều đối phó đen nhánh mặt trời ưu thế. Đạo tử tiền bối lên tiếng nói, lưu cho chúng ta thời gian vốn là không nhiều. Tiếp xuống chỉ chờ ngươi cùng bạch đạo hữu sau khi chuẩn bị xong, chúng ta liền tiến hành giao tiếp. Đem đen nhánh mặt trời cái này tai họa ngầm lưu cho Tống Thư Hàng, đạo tử đã rất hổ thẹn. Cho nên, chỉ cần có thể đối phó đen nhánh mặt trời, hắn đều vui lòng đi làm. Còn nữa, hắn thiên đạo quyền hạn, vốn là có thời hạn. Tại có hạn thời gian bên trong, đem thiên đạo quyền hạn tác dụng tối đại hóa, là lựa chọn chính xác. Bên cạnh cẩu đản cha gật đầu nói, đạo tử đạo hữu quyết định là chính xác, chúng ta bên này đang nghiên cứu phản bá chiếm bí pháp cũng đã có chút đầu mối. Lại cho chúng ta mấy ngày thời gian, liền có thể có hiệu quả. Bạch tiền bối nói,
Thư Hàng đem tất cả bản mệnh pháp khí dưỡng đến Xích Tiêu kiếm dạng này trung cực trạng thái, cũng cần mấy ngày thời gian. Vậy liền quyết định như vậy, mấy ngày nay ta đến thiết lập ván cục, đem chư thiên vạn giới trường sinh giả tận lực tụ tập lại một chỗ. Đồng thời, ta sẽ mô phỏng ra cường thịnh thiên đạo dáng vẻ, mê hoặc tất cả mọi người. Đạo tử tiền bối xác định nói. Thiên đế tử nhìn về phía Tống Thư Hàng, nhắc nhở, Tống tiền bối, vài ngày sau hành động, không thành công thì thành nhân. Thừa dịp cuối cùng mấy ngày, người muốn làm cái gì, liền đi làm đi. Ta có thể làm, muốn làm sự tình, kỳ thật đều đã có sắp xếp. Mà lại, Tống Thư Hàng kiên định nói, chúng ta sẽ thành công siêu thoát. Thiên đạo ban văn long đại lão thông qua cửu tu phượng hoàng đao, trình lâm khối lớn mảnh vỡ, hạch tâm thế giới, cầu đản tra tán thành đa trọng chứng nhận bên dưới, lưu lại tuyến tác cũng làm cho Tống Thư Hàng đối siêu thoát càng có lòng tin. Nếu như nói, hai cái khác biệt cá thể chứng đạo là siêu thoát cơ sở, này thiên đạo ban văn long lưu lại tuyến tác, chính là siêu thoát bước tiếp theo chỉ dẫn. Đè thiên đạo bạch nửa bước siêu thoát kinh nghiệm, tại siêu thoát cuối cùng khâu, bất hủ thiên đạo cùng chư thiên vạn giới ở giữa liên hệ, sẽ giống chơi diều dây thừng, một mực cài chặt thiên đạo, để thiên đạo không cách nào tránh thoát trói buộc, tiến hành siêu thoát. Nhưng nếu như không chứng đạo thiên đạo, tự liền siêu thoát tư cách đều không có. Cái này phi thường mâu thuẫn. Muốn siêu thoát trước hết trở thành thiên đạo sau nhưng lại không cách nào tránh thoát dây thừng. Cho nên, thiên đạo bạch nhắc nhở là hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo. Đây là siêu thoát chìa khóa. Nhưng hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo về sau, muốn thế nào siêu thoát? Thiên đạo bạch cũng không để lại đầy đủ nhắc nhở. Hiện tại, thiên đạo ban văn long đại lão từ thiên đạo bên trên toàn thân trở ra tuyến tác, thì để Tống Thư Hàng thấy được siêu thoát bước tiếp theo phương án. Thiên đạo ban văn long lưu lại toàn thân trở ra phương án, trên thực tế là một cái siêu thoát phương án tưởng tượng. Lấy thiên đạo ban văn long tính cách, tại vị kỳ ở giữa làm sao có thể không đi nghiên cứu siêu thoát. Trên thực tế, liên quan tới siêu thoát nghiên cứu, cơ hồ lịch đại thiên đạo đều có liên quan đến. Đen nhánh mặt trời thiên đạo siêu thoát phương án rất cực đoan, nó muốn thông qua hủy diệt chư thiên vạn giới, trừ bỏ trói buộc căn nguyên. Mà thiên đạo cẩu đản tra phương án, thì phải cấp cao rất nhiều, hắn thông qua sáng tạo cùng loại hắc long thế giới loại này có được cửu u, hiện thế đối lập hoàn chỉnh tiểu thế giới, sau đó thông qua cửu tu phượng hoàng đao bí pháp, đem bất hủ thiên đạo khóa lại chuyển rời đến cái kia hoàn chỉnh trên tiểu thế giới đi. Chỉ cần khóa lại chuyển di thành công, vậy kế tiếp muốn đối tiểu thế giới làm cái gì, đều là thiên đạo cẩu đản tra tự do, cho dù là đem tiểu thế giới kia hủy đi, để tự thân hoàn thành siêu thoát. Kim liên thế giới, tà liên thế giới, thiên đạo phòng tối, đều là thiên đạo cẩu đản tra thực nghiệm kết quả. Từ trước mắt tuyến tác đến xem, còn không xác định thiên đạo cẩu đản tra phải chăng siêu thoát thành công, bất quá, từ cẩu đản tra trước mắt trạng thái đến xem, thiên đạo ban văn long còn không có hoàn mỹ siêu thoát tỷ lệ muốn lớn hơn một chút. Nhưng nó bất hủ thiên đạo khóa lại chuyển di phương án, là hoàn chỉnh. Thiên đạo ban văn long thành công rời đi thiên đạo khóa lại về sau, từ thiên đạo chi vị bên trên toàn thân trở ra. Bước ra trở ra trước, nó còn dành thời gian đem cẩu đản tra cho an bài. Kết hợp thiên đạo ban văn long phương án, Tống Thư Hàng trong lòng có một cái bước tiếp theo phương án. Hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo sau, có thể để một cái lưu lại, trấn thủ thiên đạo chức trách, duy trì lấy thiên đạo cùng chư thiên vạn giới ở giữa liên hệ. Khác một cái, dùng thiên đạo cẩu đản tra chuyển di thiên đạo khóa lại phương án, đem khóa lại chuyển rời đến khác một cái thiên đạo cá thể bên trên. Sau đó tới, đi thiên đạo bạch siêu thoát con đường, để tự thân đạt được siêu thoát. Đây là Tống Thư Hàng đè trước mắt trong tay tất cả tuyến tác, tin tức, đoán ra được khả năng. Chân chính siêu thoát, có lẽ cùng hắn tưởng tượng sẽ có khác biệt. Nhưng ít ra, đối với siêu thoát cái này khâu, hắn có bước tiếp theo tuyển hạng chỉ dẫn. Cho nên, sẽ thành công. Ta cùng Bạch Tiền Bối hiện tại trạng thái đặc thù, là từ quá khứ, tương lai cùng hiện tại, tất cả cố gắng chỗ tụ lại kỳ tích. Đây không phải mù quáng tự tin, mà là đối tất cả cố gắng qua người lòng tin. Một mực kéo dài lấy ngốc mao, chú ý Tống Thư Hàng sợ các chủ ngốc mao đồng ý nói. Người tồn tại, là một cái kỳ tích không sai. Chư thiên vạn giới, không có người giống ngươi như vậy, ngắn ngủi thời gian một năm, từ người bình thường thuế biến đến trường sinh giả cảnh giới. Mà cái này kỳ tích, còn có thể sẽ tiếp tục xuống dưới. Bị Bạch Tiền Bối nâng cao cao Xích Tiêu kiếm nói tiếp.
tự tin điểm, bỏ đi khả năng. Đạo tử ý chí thể nói, là nhất định phải thành công. Cái này kỳ thích nếu như không xuôi theo tục xuống dưới, chư thiên vạn giới nói không chừng đều muốn lành lạnh. Cho nên, cái này kỳ thích nhất định phải tiếp tục. Như vậy, sau cùng mấy ngày thời gian, chúng ta tăng giờ làm việc, cố gắng một chút. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Trở thành cửu u chúa tể sau nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên, nhiệt tình như vậy đi làm một việc. Tại cuối cùng mấy ngày, ta có một chỗ muốn đi một chuyến. Bạch tiền bối đem xích tiêu kiếm buông xuống, đối Tống Thư Hàng nói. Cố Hương, Tống Thư Hàng vô ý thức bật thốt lên hỏi. Không, Cố Hương về sau có rất nhiều cơ hội, chúng ta đi một chuyến Hắc Long thế giới cổ u chi địa đi. Bạch tiền bối nói. À, đi cắm trụ. Tống Thư Hàng nhớ tới cổ u bên trong, lịch đại thiên đạo cùng thiên đạo dự bị tuyển thủ cắm trụ chỗ. Bạch tiền bối gật đầu nói, chính là chỗ đó. Vậy ta cùng Long Lạc nữ sĩ đánh cái xin, Tống Thư Hàng nói. Hắn ý thức lẻn vào đến hạch tâm thế giới, câu thông Long Lạc nữ sĩ. Tại câu thông Long Lạc nữ sĩ đồng thời, hắn còn lặng lẽ ngắm nhìn hạch tâm thế giới chỗ sâu A thập lục vị trí. Sắt thép phân thân bởi vì sợ xấu hổ, cho nên cố ý tránh đi Tô Thị A thập lục bởi vì tại thiên đế tử vậy lưu qua học nó, da mặt không đủ dày, có chút ngại ngùng. Nhưng bá tống bản thể, liền không giống. Hắn không nhưng sẽ không đi tránh đi Tô Thị A thập lục, ngược lại sẽ còn lặng lẽ ngắm trộm A thập lục hiện tại trạng thái. Ở hạch tâm tiểu trợ thủ cái này đáng tin nhỏ giúp đỡ hiệp trợ bên dưới, Tống Thư Hàng giấu kỹ đi bảo vật, bị dễ như trở bàn tay đào lên. Tống Thư Hàng khi nhìn đến bảo vật hộp ngọc bị khai quật ra về sau, cũng là mặt mo đỏ ửng, đây là phi thường chân quý một màn. Đây chính là á bất hủ trạng thái ra mặt, vậy mà đều có chút nhịn không được. Muốn ta hỗ trợ không? Bạch Long khăn quàng cổ ngáp một cái, hỏi lần nữa. Nàng đã không phải là lần thứ nhất hỏi thăm. Nhân loại có thời gian tựa như hổ giấy, ngay từ đầu rất kiên định bộ dáng, thật đến cuối cùng một khắc liền do dự túng. Còn quá trẻ. Nếu đổi lại là nàng, ngay từ đầu cũng bởi vì lo lắng mất đi đối phương, căn bản sẽ không sinh ra to gan như vậy ý nghĩ. Chờ một chút, Tô Thị A 16. Một trả lời. Nàng lúc này đang cùng thể nội trên trăm cái tiểu thập lục trao đổi, hỏi một chút ai có kinh nghiệm phương diện này. Nhưng thật đáng tiếc, cái này hơn 100 cái tiểu thập lục nhân cách, không có một cái có thể phát huy được tác dụng. Nếu không, đem Tô Thị A thập lục cho lôi ra A. Đại tỷ tỷ A thập lục đề nghị. Trong miệng nàng Tô Thị A thập lục, tự nhiên là một mực tại hậu trường vận hành A thập lục chính thể. Lúc này đem chính thể lôi ra đến, chỉ sẽ hỏng việc. Còn không bằng để cho ta tới, đừng sợ, cứ việc làm. Táo bạo A thập lục kêu lên. Ta cảm thấy, vẫn là lưu tại đêm tân hôn sẽ tốt hơn, dù sao Tống Tống đã tuyệt dục, chúng ta ngược lại không cần hoảng. Có cái sợ hãi A thập lục đề nghị. Vấn đề là, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Vạn nhất chính thể nàng từ phía sau đài chuyển tới sân khấu vận chuyển, lấy nàng tính cách, nói không chừng sẽ đem thứ này chôn trở về. Giả dạng làm chính mình không biết dáng vẻ, lại đi cùng họ Tống đi đâu ra đấy yêu đương, bàn lại cưới luận gả. Táo bạo A thập lục nhắc nhở. Mà lại, cũng không biết chính thể chuyển tới sân khấu về sau, chúng ta còn có hay không cơ hội trở ra. Đáng ghét, ta vậy mà lại thua, ta đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, rõ ràng ta mới là mạnh nhất. Cao thủ A thập lục đến bây giờ còn không dám tin. Điểm ấy cũng không cần lo lắng. Dù cho chính thể chuyển tới sân khấu vận hành, chúng ta vẫn như cũ có thể ra. Cái này gọi tình thú, các ngươi không hiểu. Tô Thị A 16, một bình tĩnh nói. Điểm ấy, cũng là hiện tại Tô Thị A thập lục một cái lớn ưu thế. Hơn 100 cái tính cách khác nhau, khác biệt hình thức Tô Thị A thập lục, cùng một chỗ yêu đương, cùng một chỗ ở chung, đây là người trưởng thành tình thú. A, không tốt, chính thể phải kết thúc hậu trường vận hành trạng thái. Một mực phụ trách chú ý tiểu thư khuê các A thập lục nhắc nhở. Chính thể hậu trường vận hành hình thức, ngay tại từng bước một kết thúc. Linh quỷ tiên tử vội vàng thúc giục nói, nhanh lên, chớ do dự, để Bạch Long tỷ tỷ giúp chúng ta. Bạch Long tỷ tỷ, nhanh một chút, Tô Thị A 16, một ngay lập tức đem hộp ngọc đưa tới Bạch Long tỷ tỷ chảo bên trong. Không có thời gian, chính thể một khi chuyển tới sân khấu vận chuyển. Nàng cùng tất cả tiểu thập lục tất cả cố gắng đều sẽ uổng phí. Bạch Long tỷ tỷ cũng không nói nhảm.
Nàng đưa tay bắt lấy hộp ngọc về sau, thi triển không gian lực lượng nắm giữ lấy không gian thủ đoạn đại lão, tại một ít thời điểm chính là có thể muốn làm gì thì làm. Không gian lực lượng, vĩnh viễn có thể làm được vượt quá tưởng tượng sự tình. Trừ phi đối phương cũng nắm giữ lấy không gian lực lượng, chỉ có không gian lực lượng mới có thể phòng ngự không gian lực lượng. Bạch Long tỷ tỷ vừa mới bắt đầu thi pháp, Tô Thị A Thập Lục hai mắt có chút thất thần nháy mắt, chính thể kết thúc hậu trường vận chuyển. Linh Quỷ Tiên Tử ngắm nhìn Bạch Long tỷ tỷ chảo bên trong hộp ngọc, một chút cảm ứng về sau, tiếc nuối nói, trễ sao? Hẳn là đuổi kịp, Bạch Long tỷ tỷ đáp. Mặt khác, vì để phòng vạn nhất, nàng chỉ dùng hộp ngọc bên trong một nửa tống thị gen di truyền. Có một số việc, không thể cô ném một chú. Tô Thị A Thập Lục hai mắt tựa hồ còn có chút mê ly bộ dáng. Nàng duỗi ra hai tay. Bạch Long tỷ tỷ đem hộp ngọc giao tại trong tay nàng. Sau đó, Tô Thị A Thập Lục lung la lung lay đi vào cái hố trước, đem cái này hộp ngọc chôn trở về. Nghĩ nghĩ về sau, nàng còn bấm một cái pháp quyết, tại hố đất bên trên thúc đẩy sinh trưởng ra một mảnh thảm thực vật. Hạch tâm tiểu trợ thủ. Mảnh này tàng bảo địa khu nguyên bản là cát đất khu vực, A Thập Lục càng che càng lộ thúc đẩy sinh trưởng thảm thực vật, ngược lại để phiến khu vực này biến chói sáng. Chôn xong hộp ngọc về sau, A Thập Lục vuốt vuốt huyệt thái dương. Lúc này ở trong óc nàng, hơn 100 cái tiểu thập lục thanh âm, chính vang lên liên miên, như là chợ bán thức ăn huyên náo. A16, 1, tình huống thế nào? Thành công hay không? Bạch Long tỷ tỷ cũng chỉ là nói hẳn là đuổi kịp, kia rốt cuộc là đuổi kịp hay không? Có phải là liền Bạch Long tỷ tỷ cũng vô pháp xác định tình huống? Cho nên ta liền nói, không cần do dự liền sẽ bại trận. Cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Nếu không phải Tống Tiên Sinh thăng cấp quá nhanh, chúng ta cũng không cần phiền não như vậy, tất cả đều là Tống Tiên Sinh sai. Tống tu luyện cũng chỉ có một năm, cũng không thể chỉ trách hắn. Hắn cũng không phải chính mình muốn tuyệt dục. Tô Thị A Thập Lục cảm giác sọ não đau nhức. Thư Hàng, nàng hướng về phía trên bầu trời kêu lên. Nơi này là hạch tâm thế giới, cho nên chỉ cần kêu gọi, Tống Thư Hàng liền nhất định sẽ có phản ứng. Ta tại Tống Thư Hàng tại tuyến dây hồi. Có thể giúp ta mở một chút hạch tâm thế giới sao? Lối ra mở tại Thiên Hà Tô Thị. Tô Thị A Thập Lục ngọt ngào cười nói. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút, hỏi, muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về không? Lần này không cần, lần sau đi. Tô Thị A Thập Lục chống ra đao dù, đi chứng đạo bất hủ đi, Thư Hàng. Không cần có nỗi lo về sau, chúng ta, đều đang ủng hộ ngươi. Tống Thư Hàng thanh âm trả lời, ta vì ngươi mở cửa. Thông hướng Thiên Hà Tô Thị thông đạo trực tiếp mở ra. Đồng thời, tam thi bên trong cuối cùng một tôn tự ngã thi bá nhân vẫn là bị Tống Thư Hàng lặng lẽ phái đi, đi theo Tô Thị A Thập Lục, để phòng không sẵn sàng. Đưa mắt nhìn Tô Thị A Thập Lục rời đi về sau, Tống Thư Hàng bắt đầu liên hệ Long Lạc nữ sĩ, xin nhập cảnh. Nhận biết một cái thế giới lớn nhất quyền hạn người, chính là có chỗ tốt này. Nhập cảnh chỉ cần nói một tiếng, liền có thể tùy thời quá khứ. Thiên Hà Tô Thị. Tô Thị A Thập Lục lặng lẽ trở lại Tô Thị tộc địa. A Thất còn đang ngủ, tộc khác bên trong thành viên, hẳn là sẽ không cố ý chú ý ta. A Thập Lục nói khẽ. Sau đó nàng rón rén đi vào tộc địa từ đường. Từ đường bên trong, đặt vào Thiên Hà Tô Thị lịch đại tiên tổ linh bài. Trong đó, liên quan tới Tô Thị thằng kết tiên tổ linh bài vị trí, bị trống không. Đây là thằng kết lão tổ đột nhiên trở về sau. Trưởng lão lặng lẽ tới, đem linh bài móc đi. A Thập Lục tại trong đường điểm hương. Một lát sau, một đạo hư ảo thân ảnh, tại trong đường ngưng tụ thành hình. Chính là Tống Thư Hàng đã từng tiếp xúc qua Thiên Hà Tô Thị Đại Thiên Tổ, Thiên Hà Tô Thị thí luyện mở ra người, tên thật không có dám định ra tới Tô Thị che đậy tiên tử. Gặp qua tiên tổ hóa thân, Tô Thị A Thập Lục đối Tô Thị che đậy tiên tử thi lễ một cái, cuối cùng nói. Ta tại lựa chọn giữ lại tất cả A Thập Lục về sau, đè thí luyện ẩn tàng nhắc nhở tìm đến tiên tổ, gặp một lần thứ năm thiên đạo di vật. Trừ bỏ thần bí đệ nhất thiên đạo, lịch đại thiên đạo bên trong, Tống Thư Hàng duy nhất không tiếp xúc qua, chính là thứ năm thiên đạo. So sánh lịch đại thiên đạo đến, đệ ngũ thiên đạo xác thực xem như tương đối là ít nổi danh một vị. Nàng cửu U Chúa Tể không có khắp nơi nhảy đi, thậm chí không biết nàng cửu U Chúa Tể còn ở đó hay không. Nàng đạo khí cũng một mực chưa từng xuất hiện,
liên quan tới nàng truyền thuyết càng là hiếm thấy. Liên liên nàng lưu thế chỉ có mấy món thiên đạo di vật cũng bị đã từng thiên đạo béo cầu thu thập nghiên cứu, không có lưu tại nhân gian. Chính vì vậy, Tống Thư Hàng mới không có cơ hội tiếp xúc đến nàng. Tống Thư Hàng tiếp xúc đến lịch đại thiên đạo tung tích, một là thông qua cửu u chúa tể, hai là thông qua đạo khí. Người đến cuối cùng, vẫn không có lựa chọn đem tất cả tiểu thập lục dung hợp sao? Tô Thị che đậy tiên tử trên dưới đánh giá liếc mắt Tô Thị A thập lục, hỏi, vì cái gì cuối cùng chọn lưu lại tất cả tiểu thập lục nhân cách? Tô Thị A thập lục nháy nháy mắt, nàng nghĩ đến tất cả tiểu thập lục giao lưu lúc đáp án, trả lời, người trưởng thành tình thú. Bạch Long tỷ tỷ, Tô Thị che đậy tiên tử. Có thể là bởi vì cảm giác mỗi một cái tiểu thập lục đều là ta, sở dĩ không hạ thủ được. Tô Thị A thập lục lại trả lời, còn nữa, 100 tính cách khác nhau tiểu thập lục rất thú vị, chỉ muốn ta tự thân chiếm cứ lấy chính bản thân vị trí, ta hy vọng đưa các nàng lưu lại. Nhân loại sở dĩ vì nhân loại, cũng là bởi vì nhân loại là có cảm tình, không chỉ dựa vào bản năng sinh tồn. Tô Thị che đậy tiên tử xoa cằm, thì ra là thế, đây chính là người trưởng thành tình thú. Tô Thị A thập lục, tiên tổ hóa thân là có mạng lưới trì hoãn hay sao? Luôn cảm giác phản ứng chậm một nhịp dáng vẻ. Ngươi chuẩn bị một chút đi, ta dẫn ngươi đi Tô Thị tổ tinh, đi gặp một lần đệ ngũ thiên đạo di vật. Tô Thị che đậy tiên tử cười tủm tỉm nói. Tổ tinh, Tô Thị A thập lục hơi sững sờ. Nghe, là một khỏa tinh cầu. Mà lại tổ tinh cái tên này, từ mặt chữ bên trên lý giải, chính là Tô Thị khởi nguyên tinh cầu. Chúng ta thiên hà Tô Thị, là người ngoài hành tinh. Vậy ta cùng Thư Hàng ở giữa gặp nhau. Tương huấn đề tài, kỳ thật không phải đô thị tu chân phân loại, mà là khoa huyễn tình yêu phân loại người ngoài hành tinh cùng người địa cầu ở giữa hữu nghị cố sự. Tô Thị che đậy tiên tử nhìn qua Tô Thị A thập lục cái kia một mặt sinh động biểu lộ. Đây là bị vị kia Tống tiểu hữu lây bệnh sao? Mà lại cái này nhảy vào thức phương thức tư duy, luôn cảm giác là một loại nào đó nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối bệnh độc. Chuẩn bị xong chưa? Tô Thị che đậy tiên tử dùng thanh âm ôn nhu nhắc nhở. Tô Thị A thập lục duỗi tay đem Bạch Long tỷ tỷ vây tốt, hỏi, chuẩn bị xong, tiên tổ. Ta có thể mang Bạch Long tỷ tỷ đi qua sao? Cũng không phải không thể, người cùng Kim Long tiên tử trước mắt là cùng tồn tại quan hệ, không đạo lý đưa nàng vứt xuống. Tô Thị che đậy tiên tử ôn nhu trả lời. Dứt lời, Tô Thị che đậy tiên tử duỗi tay tại hư không bên trong một vòng. Một đạo vi hình cầu vòng cầu tại nàng trong lòng bàn tay bên trong hóa hình. Một lát sau, vi hình cầu vòng cầu hóa thành màn sáng, một mặt rơi vào Tô Thị A thập lục trước mặt, đưa nàng bao phủ. Một chỗ khác xuyên qua vũ trụ tinh không, thậm chí phá vỡ chư thiên vạn giới, nối thẳng hắn chư thiên vạn giới một chòm sao, liên tiếp hai mảnh bầu trời sao, làm ra cổng không gian hiệu quả. Cầu vòng cầu quang mang quá mức sáng chói, cả cái thiên hà Tô Thị thành viên đều bị chấn động. Chuyện gì xảy ra, từ đường bên trong vì sao lại xuất hiện hào quang sáng chói? Là không gian ba động, có cửu phẩm kiếp tiên xâm nhập sao? Ai tại chúng ta thiên hà Tô Thị từ đường bên trong dương oai? Đi mời thằng kết lão tổ. Tại nhà khác tộc địa từ đường bên trong gây sự, náo không tốt chính là sinh tử đại thù. Tô Thị A thập lục. Nàng lặng lẽ sờ sờ trở lại thiên hà Tô Thị, kết quả tiên tổ làm ra lớn như vậy đội hình, lập tức cả cái thiên hà Tô Thị mọi người đều biết. Không cần kinh hoàng, lúc này... Tô Thị thằng kết lão tổ thanh âm, bao trùm cả cái thiên hà Tô Thị tộc địa, là tiểu thập lục cơ duyên, nàng dẫn hạ tiên tổ hóa thân. Hào quang óng ánh là thông hướng Tô Thị tổ tinh cầu vòng cầu, chờ quang mang qua đi, phái người đi từ đường sửa sang lại là đủ. Tô Thị thằng kết lão tổ thanh âm, lập tức liền làm cho cả thiên hà Tô Thị thành viên an định lại. Tiểu thập lục lại có mới cơ duyên. Có thể hay không cùng bá Tống đại lão có quan hệ. Đầu năm thời điểm. Bá Tống mang theo tiểu thập lục rời đi. Hiện tại, tiểu thập lục vừa về đến, lại kích hoạt lên hoàn toàn mới cơ duyên. Cái kia bá Tống đại lão có phải hay không đến đây? Các ngươi nói, tiểu thập lục thần thần bí bí trở về, sẽ không em mờ sẽ có bầu rồi. Sở dĩ sẽ có to gan như vậy suy đoán, là bởi vì Tô Thị số tự tiên tử nhóm tựa hồ có như thế cái truyền thống, một gặp gỡ họ Tống, kiểu gì cũng sẽ phát sinh chút ngoài ý muốn. Lịch đại Tô Thị số tự tiên tử nhóm bên trong, có không chỉ một vị cùng họ Tống từng có tình cảm dây dưa. Đừng làm rộn, bá Tống đại lão là uy tín lâu năm trường sinh giả, không chức năng này.
Từ đường bên trong Tô Thị A Thập Lục, bởi vì thính lực qua bổng nguyên nhân, nghe được một chút giao lưu âm thanh, gương mặt nóng lên. Thiên Hà Tô Thị trong các đệ tử, kỳ thật bên trên cũng không có nơi sâu xa rồi giải Tống Thư Hàng, đại bộ phận đều coi là Tống Thư Hàng là uy tín lâu năm trường sinh giả, như là chư thiên vạn giới theo như đồn đại như vậy. Tiên tổ, chúng ta đi thôi. Tô Thị A Thập Lục có chút chột dạ nói. Tô Thị che đậy tiên tử thấy được nàng chột dạ bộ dáng, như có điều suy nghĩ lần sau, muốn hay không tại Tô Thị lập cái quy tắc mới, phàm là Tô Thị số tự tu tiên tử, tại gặp gỡ họ Tống gia hỏa về sau, đều muốn hồi tộc báo cáo chuẩn bị, để trong tộc trưởng bối hỗ trợ nhìn một chút. Được rồi, người tuổi trẻ cảm ngộ sự tình, nàng lẫn vào cái gì? Đi Tô Thị che đậy tiên tử ôn nhu nói. Cầu vồng cầu quang mang lần nữa nở rộ, dẫn dắt Tô Thị A Thập Lục xuyên qua bầu trời sao, chớp mắt bên trong từ Thiên Hà Tô Thị tộc địa chuyển rời đến vô tận tinh không bỉ ngạn. Tô Thị A Thập Lục sau khi biến mất, cầu vồng cầu quang mang nhưng không có tản ra. Sau lưng, một mực duy trì tiểu trong suốt bộ dáng tự ngã thì bá bản suy tư một lát, do dự muốn hay không đuổi theo. Bá Tống đạo hữu, người còn đang chờ cái gì? Tô Thị che đậy tiên tử ôn nhu thanh âm tại tự ngã thi vang lên bên tai. À, tiên tử ngươi phát giác được ta rồi. Tự ngã thi trong lòng phun lên yếu ớt cảm động. Tiểu trong suốt trạng thái hắn, đều bị phát giác, cái kia cá nạm cư sĩ một mạch, có lẽ còn có thể cứu. Ngươi cứ nhiên thật sự tại phụ cận, Tô Thị che đậy tiên tử lên tiếng nói. Nàng vừa rồi chỉ là tùy ý lừa dối bên trên một câu, nhìn xem Tô Thị A Thập Lục lặng lẽ tới về sau. Bá Tống đạo hữu có thể hay không đi theo tới. Nàng hiển hóa tại từ đường bên trong chỉ là một bộ hóa thân, công năng không bản thể cường đại như vậy, nếu như bá Tống tận lực tiềm hành, nàng hóa thân không cách nào cảm ứng ra tới. Kết quả lừa dối một tiếng về sau, cứ nhiên thật sự có người hồi phục nàng. Tự ngã thi, Tô Thị che đậy tiên tử, giữa người và người tín nhiệm đâu. Đã tới, liền cùng một chỗ tới đi, đạp vào cầu vòng cầu. Ta mang ngươi đến Tô Thị tổ tinh đi. Tô Thị che đậy tiên tử nói. Tự ngã thì hơi suy nghĩ một chút, nói, sở dĩ, Thiên Hà Tô Thị nhưng thật ra là người ngoài hành tinh. Tô Thị che đậy tiên tử. Quả nhiên, các ngươi trên người khẳng định lây nhiễm cùng khoản bệnh độc, não mạch kín nhảy cầu phương thức đều như thế không có sai biệt. Đừng làm rộn, bá Tống đạo hữu ngươi cũng đã là trường sinh giả cảnh giới, ánh mắt còn nhỏ hẹp đến thụ người ngoài hành tinh. Người địa cầu cái này khái niệm ảnh hưởng. Từ xưa đến nay, lịch đại thiên đạo luân hồi, thương hải tang điền. Theo hiện tại người ngoài hành tinh, người địa cầu khái niệm tới nói lời nói không chừng người tổ tiên mới là người ngoài hành tinh. Tô Thị che đậy tiên tử nói. Mà bọn hắn Thiên Hà Tô Thị, khởi nguyên chi địa là Thiên Hà Bí Cảnh, mà Thiên Hà Bí Cảnh lại ở vào địa cầu. Về phần Tô Thị tổ tinh, ngược lại không phải là Thiên Hà Tô Thị khởi nguyên. Chờ bản thể chứng thiên đạo, liền đi điều tra một chút ra phả đi. Tự ngã thì thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Tô Thị che đậy thiên tử lại phát ra tiếng nói, chớ ngẩn ra đó, mau ra đây, đứng ở cầu vòng trên cầu, ta độ ngươi đến Tô Thị tổ tinh đi lên. Hồi thiên tử, ta đã đứng ở cầu vòng trên cầu lão hồi lâu. Tự ngã thì bá nhân ủy khuất nói. Tô Thị che đậy thiên tử. Nàng hóa thân cẩn thận cảm ứng. Mới rốt cục tại cầu vòng trên cầu cảm ứng được một đạo tồn tại cảm giác cực độ yếu ớt thân ảnh. Nếu không phải ở vào nàng cầu vòng cầu vị trí bên trên, nàng chỉ chớp mắt liền sẽ đem đối phương xem nhẹ. Đây là cái gì tiềm hành công pháp, bá đạo như vậy. Đứng vững vàng, Tô Thị che đậy tiên tử ho nhẹ một tiếng, có chút lúng túng nói. Tự ngã thì nhẹ gật đầu, một mực đứng ở cầu vòng cầu phía trên. Sau một khắc, cầu vòng cầu thu hồi. Sáng chói đại quang từ Tô Thị tộc địa từ đường bên trong biến mất. Tự ngã thì bá nhân cùng Tô Thị che đậy tiên tử thân ảnh cũng tiêu tán không thấy. Một lát sau, có vài vị Thiên Hà Tô Thị trưởng bối thành viên, tiến vào từ đường bên trong. Mấy vị này Tô Thị trưởng bối tại từ đường bên trong quét mắt một vòng, nhìn thấy từ đường bên trong linh vị cũng không có bị đánh loạn, cũng không cần chỉnh lý về sau, khẽ gật đầu, thối lui ra khỏi từ đường. Tiểu Thập Lục đã biến mất không thấy. Bất quá, vừa rồi Tiểu Thập Lục khí tức tiêu tán về sau, cầu vòng cầu tựa hồ lại dừng lại một chút thời gian, là đang đợi một người khác sao? Có tỉ mỉ Tô Thị thành viên nghi ngờ nói. Nếu như tiên tổ muốn chờ một cá nhân, người kia nhất định phải có bị tiên tổ chờ đợi thân phận, thực lực. Sở dĩ là bá Tống đại lão,
Thiên Hà Tô Thị thành viên rất dễ dàng liền suy đoán ra chân tướng tới. Cùng Tô Thị A Thập Lục có quan hệ, lại có thể bị Tô Thị Tiên Tổ trọng điểm đối đãi, khẳng định là trước mắt chư thiên vạn giới đang hot nhân vật bá Tống Đại Lão không thể nghi ngờ. Bá Tống Đại Lão hộ Tống Tiểu Thập Lục về Tô Thị tộc địa. Ân, cái này dung không được người khác không suy nghĩ nhiều. Quả nhiên, tương lai chúng ta Thiên Hà Tô Thị số tự tiên tử đi ra ngoài, nhất định phải đề phòng điểm họ Tống. Liền bá Tống Đại Lão loại này uy tín lâu năm trường sinh giả, cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Cho dù là lâu năm đến đâu trường sinh giả, cũng không thể bởi vì đối phương là trưởng bối nguyên nhân, liền buông lỏng phòng bị. Tô Thị thằng kết lão tổ. Lão tổ cảm giác mình dù là nói cho tộc nhân, bá Tống cũng không phải là uy tín lâu năm trường sinh giả, cũng sẽ không có người tin tưởng. Người tổng thì nguyện ý tin tưởng mình tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe được sự, nhưng những sự tình này có đôi khi cũng không phải là chân tướng sự thật. Một bên khác, Tự Ngã Thi ngồi cầu vòng cầu, trong thời gian ngắn liền xuyên thẳng qua vô tận bầu trời sao, đến một vị diện khác tinh vực. Đây là không gian thủ đoạn, nhưng không phải phổ thông cổng không gian, nguyên lý là cái gì? Tự Ngã Thi lên tiếng hỏi. Loại này thủ đoạn, nếu như vận dụng đến chiến đấu bên trong, đơn giản mọi việc đều thuận lợi, so với đơn thuần cổng không gian càng chiếm ưu thế. Bá Tống đạo hữu ánh mắt không tệ, lập tức liền có thể nhìn ra cái này cầu vòng cầu kỹ thuật chỗ bất phàm. Tô Thị che đậy tiên tử mỉm cười, sau đó nàng bắt đầu hướng Tống Thư Hàng giải thích lên cầu vòng cầu kỹ thuật nguyên lý. Bởi vì Tô Thị A Thập Lục nguyên nhân, cầu vòng cầu loại này dân dụng kỹ thuật, thuộc về nàng có thể chia sẻ kỹ thuật phạm vi. Tô Thị che đậy tiên tử có thể là thật lâu không cùng người luận đạo giảng pháp nguyên nhân, hào hứng không tệ, ngay từ đầu giải thích lên cầu vòng cầu kỹ thuật về sau, các loại chuyên nghiệp thuật ngữ không ngừng hiện lên. Cho dù là tam thi bên trong thông minh nhất bá nhân, nghe nghe, sọ não cũng bắt đầu chướng đau nhức. Nghe không hiểu, không thể nào hiểu được. Hắn chỉ có thể cưỡng ép đem Tô Thị che đậy tiên tử giảng nội dung học vẹt ở trong đầu, quay đầu truyền cho bản thể. Lại để cho bản thể thông qua thiên đạo hạch toán công năng đi diễn toán, hấp thu, tiêu hóa. Không sai biệt lắm chính là như thế cái nguyên lý. Tô Thị che đậy tiên tử sau khi nói xong, vẫn chưa thỏa mãn, ôn nhu nói bổ sung, nếu như có chỗ nào không hiểu, tùy thời có thể hỏi ta. Tạ ơn tiên tử, ta phải hảo hảo trước suy nghĩ một chút. Tự Ngã Thi mặt mỉm cười, tận lực dùng lớn tiếng nói trả lời. Là trước tiên cần phải hảo hảo suy nghĩ tiêu hóa lý giải. Tô Thị che đậy tiên tử hóa thân bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Đúng rồi tiên tử, A Thập Lục đâu? Tự Ngã Thi hỏi. Hạ cầu vòng cầu về sau, hắn nhìn một vòng, không thấy được trước hắn một bước Tô Thị A Thập Lục thân ảnh. Ta một cái khác cỗ hóa thân, đã trước một bước mang theo A Thập Lục đi tiếp xúc để ngũ thiên đạo di vật đi. Chờ A Thập Lục tiếp xúc xong, ta lại mang ngươi tới. Tô Thị che đậy tiên tử trả lời, ngươi theo sát ta. Lại hướng phía trước chính là Tô Thị tổ tinh cấm khu, ở nơi đó có không gian cấm cố thủ đoạn. Nàng lo lắng bá Tống cỗ này hóa thân, một khi theo mất rồi nàng liền rốt cuộc tìm không thấy đối phương. Tự Ngã Thi nhẹ gật đầu, theo sát tiên tử. Cầu vòng cầu đầu bên kia, bước vào cấm khu vị trí về sau, Tự Ngã Thi liền phát hiện cảnh tượng trước mắt, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chưa đi đến nhập cấm khu vị trí lúc. Mảnh tinh vực này nhìn tựa như là phổ thông bầu trời sao. Nhưng này chỉ là một tầng che giấu. Cấm khu bên trong, là một mảnh huyết sắc lực lượng bốc lên không gian. Những thứ này huyết sắc lực lượng, có âm dương hai mặt, tức tràn đầy sinh cơ, lại khắp nơi là tử vong khí tức. Càng đáng sợ chính là này huyết sắc lực lượng bên trong ẩn giấu pháp tắc lực lượng. Cái kia tựa hồ là luân hồi lực lượng. Cùng ngoại giới cách xa nhau, tự thành một cái tiểu luân hồi thế giới. Đợi đã, vị diện này, chẳng lẽ là minh giới? Tự Ngã Thi trong lòng hơi động, hỏi. Bá Tống đạo hữu đoán không lầm, nơi này thật là minh giới vị trí. Bất quá nói đúng ra, là ở vào minh giới một chỗ vị diện vách tường vị trí. Là minh giới cùng một cái khác cỡ nhỏ thế giới vị diện chỗ giao giới. Tô Thị che đậy tiên tử giải thích nói, Tô Thị tổ tinh sẽ ở đó cỡ nhỏ vị diện thế giới bên trong. Mặt khác, trên địa cầu Tô Thị thiên hà bí cảnh. Cũng cùng Tô Thị tổ tinh tương liên, ta dựng thông đạo. Tô Thị tổ tinh, là dung nạp thiên hà Tô Thị thành viên đặc thù luân hồi chi địa sao? Tự Ngã Thi trong lòng hơi động. Hắn kỳ thật không nghĩ tới tại truy đến cùng người khác bí mật. Biết quá nhiều lời nói,
rất dễ dàng bị người diệt khẩu. Nhưng Tô Thị che đậy tiên tử, trực tiếp liền đem những bí mật này hiện ra ở trước mặt hắn, hắn nhìn một chút liền biết rồi. Không sai, Thiên Hà Tô Thị thành viên, chỉ muốn nguyện ý, có thể nhập tổ tinh luân hồi chi địa. Tô Thị che đậy tiên tử đáp, mà Tô Thị tổ tinh luân hồi cơ sở, thì xây dựng ở đệ ngũ thiên đạo di vật bên trên. Đạo khí luân hồi nhận, ngoại trừ có được luân hồi chi lực bên ngoài, còn có được dòm ra thời gian, nhìn đến khác biệt bản thân lực lượng. A Thập Lục muốn tiếp xúc, chính là nó. Đại mỹ nhân, có thể bị Tô Thị che đậy tiên tử loại này đại lão đều xưng là đại mỹ nhân tồn tại, khẳng định là thần tiên nhan trị. Bất quá, đối phương có phải hay không đại mỹ nhân cùng ta có quan hệ gì sao? Tự Ngã Thi trong lòng nghi hoặc. Mặt khác nói thật, thế gian này tiên tử ngàn ngàn vạn, nhưng có thể đánh động bản thể bá tống tâm linh điều kiện bên trong, nhan trị khẳng định không phải quá trọng yếu khâu. Bản thể bá tống toàn thân cao thấp, chỗ nào không treo lấy cái mỹ nhân cấp bậc đại lão. Trên người hách nhiều, đối đại mỹ nhân cái này thuộc tính cũng liền sinh ra miễn dịch. Sở dĩ, Tự Ngã Thi đối cái đề tài này không quá lớn phản ứng, hắn nhẹ gật đầu cộng ừ một tiếng về sau, coi như xong việc. Phía trước, Tô Thị che đậy tiên tử dẫn đường hóa thân đang cố ý lộ ra luân hồi nhận là đại mỹ nhân thuộc tính về sau, lại nửa ngày không được đến bá tống hóa thân phản hồi, hơi sững sờ. Sau đó nàng nghĩ tới rồi một cái khả năng, vội vàng xoay người lại, bốn phía quan sát, thần thức quét ngang. Tại trong tay nàng, còn có một đầu óng ánh tuyến hiển hiện, nhẹ nhàng lôi kéo. Rất nhanh, nàng liền đã nhận ra ở sau lưng nàng ngoài một thước bá tống Tự Ngã Thi. Tự Ngã Thi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Tô Thị che đậy tiên tử một hệ liệt thao tác. Tô Thị che đậy tiên tử đem đầu kia tuyến ẩn tàng, nho nhỏ phàn nàn một câu nói, ngươi làm gì đột nhiên không đáp lời, ta còn tưởng rằng đem ngươi làm mất rồi. Thật, thật xin lỗi. Tự Ngã Thi trong lòng lão ủy khuất lúc trước bản thể chảm tam thi chảm hắn đi ra lúc, thì không nên dùng môn kia quên đi thần công. Vừa rồi chúng ta nói đến cái nào rồi? Tô Thị che đậy tiên tử ngón tay tiếp tục ôm lấy đường tuyến kia, dẫn dắt Tự Ngã Thi, phòng ngừa mất đi. Giảng đến đại mỹ nhân thuộc tính, Tự Ngã Thi nhắc nhở. Tô Thị che đậy tiên tử nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại, nghe được cái này, ngươi liền không có điểm phản ứng. Phản ứng, để cho ta ngẫm lại. Tự Ngã Thi nghiêm túc suy nghĩ một lát sau, đột nhiên nhãn tình sáng lên, luân hồi nhận là đại mỹ nhân, nói cách khác, nàng là đao nương. Nàng cũng là bị dưỡng đao thuật dưỡng thành trung cực hình thức. Tô Thị che đậy tiên tử. Dưỡng đao thuật còn có thể đem đao dưỡng thành đao nương. Cái gì dưỡng đao thuật đáng sợ như thế công năng? Ta sống lâu như vậy, căn bản là không có nghe qua loại chuyện này, người cũng không nên hù ta. Không phải sao, Tự Ngã Thi gặp Tô Thị che đậy tiên tử phản ứng, liền cảm giác mình hồi phục khả năng có lỗi. Ta chưa từng có nghe qua dưỡng đao thuật có thể đem đao dưỡng thành đao nương. Tô Thị che đậy tiên tử nói, người từ chỗ nào nghe được loạn thất bát tao tin tức? Ta dưỡng qua, nói đúng ra. Là ta bản thể dưỡng thành qua, trước đây không lâu. Tự Ngã Thi cũng rất thành khẩn trả lời. Đang khi nói chuyện, Tự Ngã Thi duỗi tay tại hư không bên trong một vòng, mượn dùng nghịch kình quyền sáo khí linh tiểu tiên tử lực lượng, thi triển thác ảnh pháp thuật, đem Xích Tiêu kiếm tiền bối hóa thành kiếm nương một màn truyền phát ra. Xích Tiêu kiếm thân hình tại trong vầng sáng mở rộng, cuối cùng hóa thành gợn sóng tóc dài kim loại thiếu nữ. Tô Thị che đậy tiên tử trừng to mắt. Cái này không khoa học. Cũng căn bản không tu chân. Hoàn toàn không phù hợp tu chân định luật. Ngươi dùng chính là cái gì dưỡng đao thuật? Nửa ngày về sau, Tô Thị che đậy tiên tử lên tiếng hỏi. Nói lên môn này dưỡng đao thuật, hắn hẳn là còn cùng Thiên Hà Tô Thị có quan hệ. Tiên tử ngươi thật sự không biết, Tự Ngã Thi hỏi ngược lại. Trong ký ức của hắn, bản thể bá tống môn này dưỡng đao thuật là đương hư hư thực thực mới vào mộng A Thất tiền bối thời điểm. Từ vị kia cự hào tổ sư cái kia lấy được. Thiên Hà Tô Thị có phải hay không có một vị cự hào tổ sư tiền bối, hắn chính là môn này dưỡng đao thuật người sáng lập. Nếu như ta không có nhớ lầm, cự hào tổ sư đao, đã bị hắn dưỡng thành đao nương. Mà lại, hắn đao nương tại dưỡng thành khâu bên trong, còn có thể dựa theo thiết lập đến, đưa nàng thiết lập thành bản thân thích nhất bộ dáng cùng tính cách. Tự Ngã Thi trả lời. Tô Thị che đậy thiên tử. Nghe đến đó lúc, tiên tử trên mặt biểu lộ rất phức tạp. Nửa ngày sau, ngươi là từ đâu gặp qua vị này cự hào tổ sư?
Tô thị che đậy tiên tử hỏi. Tự ngã thi bá bản tận lực dùng đại gia có thể nghe hiểu phương thức giải thích nói, ta là dùng một loại phương pháp đặc thù, gặp được một đoạn vị này Tô thị cự hào tổ sư đang dạy đệ tử hình ảnh, sau đó nghe được Tam Thiên Đao Kinh cùng dưỡng đao thuật. Trong lúc đó, ta còn gặp được cự hào tổ sư đao nương, màu đen tóc ngắn nữ tử, toàn thân cao thấp có vô cùng sắc bén đao ý, trên bản chất tuyệt đối là đao sẽ không sai. Hắn hiện tại còn rõ ràng nhớ kỹ vị kia cự hào tổ sư một câu, chỉ cần có yêu, hết thảy đều có khả năng. Tô thị che đậy tiên tử nghe đến đó lúc, trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm phức tạp. Nàng thực sự không cách nào hình dung tâm tình của mình lúc này. Liền giống với là ngày nào đó, người từ ven đường mua cái 3 khối tiền đồ chơi trong chóng tre, giao cho nhà hàng xóm tiểu khả ái, đùa giỡn nói cho nàng, chỉ đem trong chóng tre đặt ở đỉnh đầu chuyển động, liền có thể bay lên. Thế là, tiểu khả ái theo lấy ngươi đi làm. Sau đó, nàng liền thật sự bay lên. Chính là loại tâm tính này bạo liệt cảm giác. Chẳng lẽ, ở trong đó có cái gì hiểu lầm? Tự ngã thi nhìn thấy Tô thị che đậy tiên tử một mặt phức tạp biểu lộ, lập tức suy đoán ra nguyên nhân. Trong miệng ngươi vị kia cự hào tổ sư đao nương, từ cái nào đó góc độ đi lên nói, đích thật là đao nương. Tô thị che đậy tiên tử nói, ngươi đi theo ta. Tại Tô thị che đậy tiên tử hóa thân dẫn dắt đi, hai người nhanh chóng xuyên qua huyết sắc luân hồi cấm khu, tiến vào Tô thị tổ tinh tầng khí quyển. Tại Tô thị tổ tinh trên tầng mây, khung lấy một loạt phòng ngự bố trí. Có cùng loại viễn cổ thiên đình lơ lửng khu kiến trúc, bồng bềnh tại trên đám mây. Trên đám mây, có một ít Tô thị đệ tử thay phiên thủ hộ. Tự ngã thì từ những đệ tử này trên người cảm ứng được thiên hà Tô thị huyết mạch khí tức. Cả viên tổ tinh bên trên tất cả đều là thiên hà Tô thị thành viên sao? Tự ngã thì hỏi kể từ đó lời nói, thiên hà Tô thị đến có bao nhiêu bàng đại? Không sai biệt lắm, bất quá tổ tinh bên trên Tô thị thành viên dù sao cũng hơi đặc thù. Mà lại, ngoại trừ trực luân phiên bên ngoài, những thành viên này cũng sẽ không một mực sống ở tổ tinh. Tô thị che đậy tiên tử mang theo tự ngã thi, một đường bay lượn. Cuối cùng, đi tới đám mây một chỗ cung điện bên trong. Cung điện chi môn bị đẩy ra, tự ngã thi gặp được một vị người quen. Thiên hà Tô thị lão tổ, thằng kết tiên sinh. Thằng kết tiền bối, tự ngã thi đầu tiên là sững sờ, sau đó nói, Tô thị tộc địa chính là tiền bối phân thân. Không, ta là lo lắng tiểu thập lục trạng thái, thế là ngồi nội bộ cầu vòng cầu qua tới. Chờ bá tống đạo hữu cùng A thập lục vui kết đạo lữ quan hệ về sau, cũng có thể sử dụng nội bộ cầu vòng cầu thông đạo, trực tiếp tiến vào Tô thị tổ tinh. Thằng kết lão tổ bình tĩnh trả lời. Tự ngã thi. Thằng kết người tại vừa vặn, người phối hợp ta một chút. Tô thị che đậy tiên tử hóa thân đối thằng kết lão tổ vẫy vẫy tay nói, hóa thành thiên đao đi. Tiên tổ, ta không có hóa thân thành thiên đao công năng. Thằng kết lão tổ nhắc nhở, ta là hiếm thấy biến dị thiên phú, hóa thân chính là thiên kiếm. Tô thị che đậy tiên tử. Tự ngã thi. Cần ta hiện ra một chút không? Tô thị thằng kết lão tổ hỏi, hắn đã có rất nhiều năm không được biến thân. Ta nghĩ, ta đã hiểu. Tự ngã thi một tay bưng bít lấy chán mình, dùng sức vò động, nói cách khác, cự hào tổ sư hắn lúc ấy cõng đao nương. Kỳ thật căn bản không phải từ đao hóa thành người. Hắn truyền thụ cho dưỡng đao thuật căn bản liền không có chức năng này. Sọ não đau nhức. Tô thị che đậy tiên tử bình tĩnh nói, hắn đao là đạo lữ của hắn. Thiên hà Tô thị một vị số tự tiên tử biến thành. Người cảm ứng được nghiêm nghị đao ý, cũng là vị kia số tự tiên tử tự thân có. Tiên tử kia, người cũng có thể hóa thân thành thiên đao. Tự ngã thi thuận miệng hỏi. Tô thị che đậy tiên tử lắc đầu, thật đáng tiếc. Không phải mỗi một vị thiên hà Tô thị thành viên, đều có được cái này thiên phú. Tự ngã thi ngẩng đầu vọng thiên, vậy ta dưỡng đao thuật là chuyện gì xảy ra? Kỳ thật. Nội tâm của hắn chỗ sâu, đã ẩn ẩn đã có chút suy đoán bản thể bá tống dưỡng đao thuật khẳng định là bởi vì không quy phạm sử dụng, không có linh hồn hơn nữa còn bán buôn giá rẻ yêu, sở dĩ đưa đến biến dị. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Tô thị che đậy tiên tử nói, muốn không, người đối thằng kết sử dụng một chút người dưỡng đao thuật, để cho chúng ta nhìn xem khác nhau ở chỗ nào. Không, ta cũng không cần. Tô thị thằng kết lão tổ liên tục khoát tay. Dù là hắn tâm tính đã vững như chỉ thủy, nhưng một cái đại lão gia nếu như đối với hắn soát dưỡng đao thuật, ngẫm lại liền dùng mình. Tại hóa thành thiên kiếm về sau,
thân thể của hắn trên lý luận cũng có thể tiếp nhận dưỡng đao thuật, dưỡng kiếm thuật loại hình dưỡng khí pháp. Nhưng thi triển dưỡng đao thuật quá trình bên trong, thi thuật giả nhưng là muốn hướng pháp khí truyền lại tự thân yêu thương. Ngẫm lại bá tống hướng hắn truyền lại các loại yêu thương, hắn cũng cảm giác hãi đến hoảng. Không cần phiền toái như vậy, tùy tiện cho ta làm cái pháp khí đến là được, ta có thể vì các tiền bối biểu diễn một lượt. Tự Ngã Thi khoát tay áo nói. Tô Thị che đậy tiên tử hỏi, vô luận cái gì pháp khí đều được. Không chỉ có là đao. Đúng vậy, vô luận cái gì đều được, Tự Ngã Thi tự tin nói. Hắn dưỡng đao thuật đã sớm đã vượt ra đao cái phạm vi này, đao cũng tốt, kiếm cũng được, hoặc là trụ, tấm chắn, thậm chí là phân thân, phong ấn, chỉ cần là tay có thể đè lên bảo vật, đều có thể xoát quét một cái dưỡng đao thuật. Tô Thị che đậy tiên tử nhếch miệng lên, sau đó nàng duỗi tay tại hư không bên trong chọn. Sau đó, một cái tinh xảo vỏ đao bị nàng từ hư không bên trong cầm ra. Từ mặt ngoài đến xem, cái này vỏ đao ngoại trừ tinh xảo chút bên ngoài, thường thường không có gì lạ. Nhưng bên cạnh, Tô Thị thằng kết lão tổ mí mắt lại có chút nhảy một cái. Tự Ngã Thi thấy thế, có chút phòng bị hỏi, cái này vỏ đao. Không phải là một vị nào đó Tô Thị số tự tiên tử biến hóa ra tới đi. Nếu thật là thiên hà Tô Thị một vị nào đó tiên tử, hắn cái này dưỡng đao thuật liền không tốt ra tay. Yên tâm đi, đây là một thanh bình thường luyện chế pháp khí, không phải Tô Thị thành viên. Điểm ấy, người cẩn thận cảm ứng lời nói, hẳn là có thể nhận đi ra. Tô Thị che đậy tiên tử đem cái này vỏ đao giao cho Tự Ngã Thi. Tự Ngã Thi ngắm nhìn bên cạnh Tô Thị thằng kết lão tổ. Cái này xác thực không phải Tô Thị thành viên biến thành vũ khí. Thằng kết lão tổ đáp. Nhưng càng như vậy, cơ trí Tự Ngã Thi liền càng sẽ không yên tâm. Thế là, hắn duỗi tay đè tại vỏ đao bên trên, trước vận chuyển xem xét bí pháp về phần xem xét đại giới lời nói, có thể từ hiện tại bản thể đến thanh toán. Hiện tại bản thể thế nhưng là toàn thân á bất hủ trạng thái, cho dù là trực tiếp xem xét thiên đạo, cũng sẽ không trực tiếp bạo chết. Đương nhiên, loại chuyện này cần sớm xin một chút. Một lát sau, thỏa, Tống Thư Hàng bản thể truyền đến hồi phục. Thế là, Tự Ngã Thi vui vẻ thi triển xem xét bí pháp. Bí pháp hào quang chợt lóe lên. Đau đớn kịch liệt tác dụng tại tinh thần hắn bên trên. Nhục thân đau xót, thì từ bản thể gánh chịu. Thống khổ đẳng cấp, ước là 77 tả hữu, mắc điểm 100 điểm. Coi như có chút hương vị, Tự Ngã Thi tế phẩm lấy trên tinh thần thống khổ, cũng tỉ mỉ vì nó bình xét cấp bậc. Chỉ muốn không cao hơn 100 phân, trên lý luận đều tại bá tống có thể tùy tiện tiếp nhận phạm vi. Xem xét thành công. Thời gian đĩa quay bắt đầu nghịch chuyển, xem xét tin tức hiện lên ở Tự Ngã Thi não hải. Đạo khí luân hồi nhận đã từng ổ nhỏ vỏ đao, bởi vì kiểu dáng không thoải mái, hiện đã đổi mới. Vỏ đao chế tác vận dụng đệ ngũ thiên đạo đặc thù phương pháp luyện khí. Lần này lấy được xem xét kết quả rất rõ ràng, nhưng cũng rất ngắn gọn. Xuyên thấu qua thời gian lực lượng, có thể được đến tin tức chỉ có nhiều như vậy. Mà lại Tự Ngã Thi có thể cảm giác được, những tin tức này vẫn là cái này vỏ đao, hoặc là nói là vỏ đao phía sau đạo khí luân hồi nhận nguyện ý bị hắn giám định ra tới nội dung. Nếu như đối phương không nguyện ý, tất cả tin tức đều sẽ bị che đậy. Nói cách khác, nếu như độ thân mật đầy đủ, liền có thể giám định ra càng nhiều tin tức hơn. Trước kia Tống Thư Hàng một mực không nghĩ tới khả năng này. Hiện tại xem ra, dưỡng đao thuật còn có thể cùng xem xét bí pháp tổ hợp sử dụng. Tiên tử, vậy ta muốn xuất thủ, ta một khi xuất thủ về sau, ngươi cũng đừng hối hận. Tự Ngã Thi nắm lấy cái này đạo khí luân hồi nhận đã từng vỏ đao, nhắc nhở. Ngươi cứ việc xuất thủ, yên tâm, đây là đã không cần vỏ đao, trong tay của ta còn có 7-8 cái vật tương tự, ngươi thậm chí không cần lo lắng sẽ hư hao hắn. Tô Thị che đậy tiên tử phóng khoáng nói. Như vậy, thất lễ, Tự Ngã Thi hất đầu, trước vận chuyển tăng phát thuật. Một đầu tóc dài đen nhánh ngưng tụ thành hình. Tô Thị che đậy tiên tử nháy nháy mắt, dưỡng đao thuật còn cần trước dài một đầu tóc dài. Cái này thao tác, nàng chưa thấy qua. Trong lúc đang suy tư, Tự Ngã Thi cái này một đầu mái tóc đen nhánh ngưng tụ ra 1000 con bàn tay nho nhỏ, không sai biệt lắm mỗi một 100 cái liền ngưng tụ ra một đầu tiểu thủ tới. Này 1000 bàn tay cùng Tự Ngã Thi một đôi cánh tay đồng thời đặt tại trên vỏ đao. Bởi vì mục tiêu cùng đạo khí có quan hệ, là đạo khí từng dùng qua vỏ đao, còn sử dụng đệ ngũ thiên đạo phương pháp luyện khí.
Tự ngã thi một đi lên, liền thi triển toàn lực. Xoát! Dưỡng đao thuật hào quang bạo tạc, hóa thành mặt trời nhỏ. Giờ đây một giây thời gian, tự ngã thi bàn tay liền có thể ở trên mục tiêu hoạt động 1000 lần. Trong một giây, vỏ đao tiếp nhận dưỡng đao thuật chính là 1000 cái 1000. Tô thị che đậy tiên tử cùng thằng kết lão tổ cảm giác mình con mắt đều muốn bị sáng mù. Chưa từng có gặp qua phách lối như vậy dưỡng đao thuật. Mà lại, bá tống dưỡng đao thuật hoàn toàn vượt ra khỏi dưỡng đao thuật bình thường quy cách. Đã nói xong dưỡng đao thuật cần đầu nhập đại lượng yêu đâu. Lần này chính là 1000 phát yêu, trong một giây liền có thể hoạt động 1000 lần yêu, đến cùng là cái gì yêu. Nhưng mặc kệ bá tống yêu là cái gì ý tứ, hiệu quả lại là thật. 3 giây về sau, trên vỏ đao liền hiện ra lâm thời thất thải thần khí bảo quang tới. Tô thị che đậy tiên tử cảm giác tam quan chịu đến trùng kích. Mà đổi thành một bên. Giấu ở cái nào đó trong không gian thần bí đen kịt mặt trời đại lão, đang cùng bất hủ đạo nhân thân thể ở chung một chỗ. Đột nhiên, đen kịt mặt trời đại lão trong lòng hơi động. Trong đầu của nó, không ngừng hiển hiện một cái nam nhân thân ảnh. Là cái kia đáng giận bá tống. Nhưng chẳng biết tại sao, nguyên bản khuôn mặt đáng ghét bá tống, đột nhiên biến có chút ấm áp. Đen kịt mặt trời đại lão. Chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta xuất hiện cái gì dị trạng? Đen kịt mặt trời đại lão nghiêm túc kiểm tra thân thể của mình, nhưng từ đầu tới đuôi đều không có phát hiện dị thường. Chẳng lẽ, là ta tâm lý phát sinh vặn vẹo? Lại hoặc là bá tống trên người ta động cái gì tay chân? Đen nhánh mặt trời đại lão ngay lập tức triển khai quái toán công năng, bắt đầu quái toán nhân quả thân thể biến kỳ quái như thế, khẳng định là cái kia bá tống cùng tiên bạch nồi. Dù sao mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần tìm không ra dị biến đầu nguồn, cái kia nồi đều có thể lắc tại bá tống cùng tiên bạch trên thân. Bởi vì khoảng thời gian này, chỉ có hai gia hỏa này, ở trên người hắn mân mê vài ngày thời gian. Đen nhánh mặt trời đại lão quái toán chi pháp mở bàn. Đại lão cấp quái toán cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, nó quái toán ban đầu trận văn liền đạt tới một đại thành thị diện tích. Chân chính hải lượng tính toán năng lực, toàn bộ vùi đầu vào quái toán trận văn bên trong, thôi diễn nhân quả. Chỉ là hắn thôi diễn đến một nửa thời điểm, liền phát hiện nhân quả bị người che đậy, thiên cơ bị ngăn cản đoạn. Ông đi, đen nhánh mặt trời dùng sức ngã nát quái toán trận văn. Là đương kim thiên đạo, hắn tại che đậy thiên cơ, muốn âm thầm gây sự. Trừ đương kim thiên đạo bên ngoài, còn có người trong bóng tối cắt đứt nhân quả liên, không cho nó truy tìm đến đoạn nhân quả này. Nhưng là, thiên đạo càng là che đậy, kỳ thật liền đã để lộ ra gây sự người thân phận là bá tống. Trước mắt chư thiên vạn giới, cũng chỉ có bá tống, có thể để cho thiên đạo xuất thủ, trợ hắn gây sự. Giấu đầu lòi đuôi. Còn nữa, thân thể nó dị biến thời điểm, chỉ là đối bá tống hảo cảm đang thay đổi, đây càng là mạnh hữu lực chứng cứ. Một ngày nào đó, ta muốn. Nói được nửa câu lúc, đen nhánh mặt trời lại có chút dừng lại nửa ngày, vẫn là quên đi, cảm giác bá tống cùng cái kia tiên bạch quá nguy hiểm. Tại ta kế hoạch lớn không thành công trước, vẫn là tránh đi hai người bọn họ, để tránh tăng sinh không cần thiết sự cố. Đó cũng không phải hắn đối bá tống độ thiện cảm không ngừng tăng cường nguyên nhân, mà là nó tại mất đi trên người một cái gánh vác về sau, đầu não biến thanh tỉnh, mọi thứ sẽ lý trí suy nghĩ. Hiểu được bỏ qua. So sánh đi tìm bá tống cùng tiên bạch phiền phức, đầu nhập đại lượng tinh lực đi trả thù hai người này, còn không bằng tránh đi bọn hắn, âm thầm gây sự. Đen nhánh mặt trời nội tâm là như thế cùng mình lời nhắn nhủ. Tỉnh táo lại. Không cần thụ ngoại giới tin tức quấy nhiễu, lần nữa chủ bị hủy diệt kế hoạch, nhưng lần này, muốn càng cẩn thận một chút. Đen nhánh mặt trời giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Lại giống là tại cùng trước mắt không biết nói chuyện bất hủ đạo nhân thân thể giao lưu. Đinh có sợ hay không? Thanh âm của một nữ tử, đột ngột tại nó bên tai vang lên. Đen nhánh mặt trời giật mình. Nữ tử này thanh âm, trực tiếp truyền lại đến nó bên tai, há không đại biểu cho nó chỗ ẩn thân bị người phát giác. Nữ tử có thể phát giác được hắn chỗ ẩn thân, này thiên đạo cũng sẽ có biện pháp tương ứng khóa chặt vị trí của nó. Thật vất vả từ tiên bạch cùng bá tống liên sau hao lông dê hành động bên trong tránh ra, nó cũng không muốn lại trở về. Nhưng ta phải nói cho ngươi, cùng loại vỏ đao, ta còn có 7 cái. Nữ tử kia thanh âm, lần nữa truyền tới. Đen nhánh mặt trời một ngày mộng bức.
cùng loại vỏ đao là cái gì, ta vừa rồi thân thể dị biến, chẳng lẽ cùng cái này nữ tử trong miệng vỏ đao có quan hệ? Mà lại, cùng loại vỏ đao còn có 7 cái, chẳng lẽ đại biểu cho nó còn phải tiếp nhận 7 lần biến hóa? Nếu không phải thiên đạo che đậy thiên cơ, ta một cái quái toán chi pháp liền có thể khóa chặt vị trí, liền có thể đạt được càng nhiều tin tức hơn. Đương kim thiên đạo rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? Đen nhánh mặt trời trầm giọng nói. Đồng thời, nó đối hư không phát ra tiếng, ngươi là ai? Đinh có sợ hay không? Phảng phất là phát động một loại nào đó tuần hoàn cơ chế, nữ tử kia thanh âm vang lên lần nữa. Ước chừng 2 giây sau. Nhưng ta phải nói cho ngươi, cùng loại vỏ đao, ta còn có 7 cái. Vẫn như cũ là câu nói này, vẫn như cũ là câu này lời kịch, liền ngữ khí đều không có chút nào chuyển biến. Là ghi âm. Là cái này nữ tử tại thật lâu trước đó liền ghi âm lưu lại, cũng liền nói. Cái này rất có thể là thật lâu trước, liền đối với nó kế hạ cạm bẫy. Không tốt, lại tới. Lại là một đợt thay đổi một cách vô tri vô giác bá tống độ thiện cảm đánh tới. Lần này ảnh hưởng so với lần trước càng cường liệt. Trong không khí, phảng phất đều tràn ngập bá tống hảo cảm giá trị cộng một mùi thơm. Tiếp tục như vậy, sẽ rất bị động. Ta cần thiết lập một bộ phương án, khóa chặt đối bá tống đối địch trạng thái, không bị ảnh hưởng đen nhánh mặt trời quyết định thật nhanh, tỉnh táo làm ra lựa chọn chính xác nhất. Một bên khác, tự ngã thì vốn chỉ muốn hướng Tô Thị che đậy tiên tử cùng Tô Thị thằng kết lão tổ, biểu thị một giây dưỡng đao thuật, hiện ra bên dưới chính mình tại dưỡng đao thuật phương diện thực lực. Kết quả tay trượt, không cẩn thận liền nhiều trượt 2 giây. Đình chỉ dưỡng đao thuật về sau, tự ngã thi sắp tán phát ra lâm thời thần khí thất thải quang mang vỏ đao, trả lại Tô Thị che đậy tiên tử. Tại đem vỏ đao trả lại quá trình bên trong, cái này vỏ đao còn phát ra một trận vù vù âm thanh, phảng phất đang hướng bá tống biểu đạt hắn lưu luyến không rời. Tô Thị che đậy tiên tử. Nàng sống lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua bá đạo như vậy dưỡng đao thuật, đó căn bản đã siêu thoát dưỡng đao thuật phạm vi, đụng chạm đến quy tắc. Pháp tắc cái này cấp bậc. May mà ta không để bá tống trên người ta thử một chút cái này dưỡng đao thuật, nếu không. Tô Thị thằng kết lão tổ lòng còn sợ hãi, não bổ ra toàn thân tản ra ánh sáng 7 màu chính mình, quả thực là xấu hổ play. Mặc dù hoàn toàn xem không hiểu ngươi dưỡng đao thuật nguyên lý, nhưng nếu như là ngươi dưỡng đao thuật, đem pháp khí dưỡng thành ngươi trong suy nghĩ đao nương trạng thái, có lẽ thật có thể lý giải. Tô Thị che đậy thiên tử cuối cùng tổng kết nói. Nàng thu hồi phát sáng vỏ đao, chuẩn bị đưa nó thả lại với bản thân trong chữ vật không gian đi. Nhưng vào lúc này, trong đầu của nàng truyền đến một nữ tử thanh âm, hướng nàng truyền đạt một cái mơ hồ ý tứ là để nàng hỗ trợ một chút, đem còn sót lại 7 con vỏ đao, đều giao cho trước mắt thi triển dưỡng đao thuật đạo hữu. Tô Thị che đậy tiên tử. Cái này nữ tử thanh âm, hẳn là đạo khí. Luân hồi nhận khí linh tại phát ra tiếng. Một mực ở vào trạng thái ngủ say luân hồi nhận, thức tỉnh. Cái này đối Tô Thị A Thập Lục đến nói, là chuyện tốt. Toàn diện thức tỉnh luân hồi nhận, có thể cho Tô Thị A Thập Lục mang đến càng lớn chỗ tốt cùng cơ duyên. Mặt khác, luân hồi nhận để nàng đem tất cả vỏ đao giao cho Tống Thư Hàng hóa thân, chẳng lẽ là nhằm vào vỏ đao dưỡng đao thuật đối nàng cũng hữu hiệu. Nếu như vậy xuống dưới, luân hồi nhận có thể hay không biến thành bá tống hình trạng. Bá tống dưỡng đao thuật rất quỷ dị a. Tô Thị che đậy tiên tử trong lòng nháy mắt hiển hiện qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng cuối cùng nàng vẫn là từ tự thân trong chữ vật không gian lấy ra còn sót lại 7 con vỏ đao đưa cho Tống Thư Hàng hóa thân. Tự ngã thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiên tử, đây là vì sao? Nếu không, ngươi lại tại mỗi cái trên vỏ đao soát quét một cái dưỡng đao thuật. Mặc dù không cách nào giải thích nguyên lý, nhưng cái này đối Tô Thị A Thập Lục có rất lớn chỗ tốt. Tô Thị che đậy tiên tử nói. Nàng không tốt cùng bá tống hóa thân giải thích cái này vỏ đao. Nhưng đối diện, tự ngã thi mỉm cười, tựa hồ dây đã hiểu nàng ý tứ. Tống Thư Hàng đã biết Tô Thị A Thập Lục muốn đi nhìn một chút thứ năm thiên đạo lưu lại đạo khí. Luân hồi nhận. Mà đao trong tay vỏ lại là luân hồi nhận đã từng ở lại ổ nhỏ, cùng nàng ở giữa cũng có nhất định liên hệ. Kể từ đó, cho vỏ đao soát dưỡng đao thuật có lẽ có thể ảnh hưởng đến đạo khí. Luân hồi nhận, cũng cho Tô Thị A Thập Lục mang đến chỗ tốt. Tống Thư Hàng đối với mình dưỡng đao thuật vô cùng tin tưởng dùng nó soát đạo khí, cũng không phải lần thứ nhất.
sẽ ong ong gọi bán manh cửu tu phượng hoàng đao cùng đi lãnh nam tính cách mọc ra mắt tinh cầu đều là đạo khí, đều thụ qua dưỡng đao thuật. Bao trên người ta đi, tự ngã thi trả lời. Hắn nhận lấy 7 cái vỏ đao, một hơi đưa chúng nó toàn bộ bắt lấy. Không một cái tới sao? Tô thị che đậy tiên tử hỏi. Không cần, vừa rồi ta chỉ là hướng tiền bối nhóm biểu diễn một lượt ta dưỡng đao thuật, cũng không phát huy ta thực lực chân chính. Cho nên đừng nói là 7 cái vỏ đao, coi như đem số lượng này nhân với 10, với ta mà nói cũng không thành vấn đề. Tự ngã thì tự tin trả lời. Quang Đàm dưỡng đao thuật tu vi, bản thể hắn bá tống có thể là tông sư cấp bậc. Vừa rồi cái kia 1 giây 1.000 phát dưỡng đao thuật còn không phải thực lực chân chính. Mà lại, cái này còn không phải bá tống bản thể, mà là một bộ tam thi hóa thân. Tô thị thằng kết lão tổ đều sợ ngây người. Về sau, cùng bá tống bản thể nắm cái tay đều muốn cẩn thận, nắm cái tay có thể muốn 3 giây tả hữu thời gian. Cái này 3 giây đầy đủ bá tống bản thể làm rất nhiều chuyện, Tô thị thằng kết lão tổ không khỏi lưu thêm cái tâm nhãn. Xoát! Đối diện, tự ngã thì bật hết hỏa lực. 1 giây 1.000 lần dưỡng đao thuật, kia là bản thể bá tống tại bát phẩm huyền thánh cảnh giới liền có thể làm được sự tình. Mà bây giờ, bản thể đã là siêu việt phổ thông trường sinh giả, đạt tới á bất hủ trạng thái tồn tại. 1 giây 1.000 lần, với hắn mà nói tựa như hô hấp đồng dạng đơn giản. Bây giờ, chỉ cần pháp khí chất liệu có thể chịu nổi, 1 giây 1.000 lần đều chỉ là bản thể bá tống cơ bản thao tác. Tự ngã thi thân là hóa thân, bật hết hỏa lực về sau, cũng có thể đạt tới số này. Lần này, muốn nuôi đối tượng là đạo khí vỏ đao, chất liệu bên trên tuyệt đối không cần lo lắng hư hao. Cho nên tự ngã thi bật hết hỏa lực. Nếu như nói trước đó, tự ngã thi triển dưỡng đao thuật quang huy giống sáng sớm mặt trời nhỏ. Cái kia lúc này dưỡng đao thuật quang huy, liền như là ngày mùa hè giữa trưa nóng bức cự nhật. Tô thị che đậy tiên tử cùng thằng kết lão tổ bị cái này quang huy bao phủ về sau, cảm giác được một loại bức người nhiệt khí, cùng. Đối bá tống độ thiện cảm trong lúc vô hình tăng lên. Cách xa như vậy, sẽ còn chịu ảnh hưởng. Tô thị nút dây lão tổ sững sờ, không khỏi lại lui về phía sau một khoảng cách. Xoát xoát xoát. Lần này, Tô thị che đậy tiên tử không ước định kết thúc thời gian, tự ngã thi thả bản thân, căn bản không dừng được. Mà đổi thành một bên. Đen nhánh mặt trời triệt để điên mất rồi. Nó vừa mới chuẩn bị nghiên cứu một cái khóa kín bá tống đối địch trạng thái pháp thuật, nhưng lúc này, trong đầu điên cuồng vang lên nữ tử kia thanh âm. Nghiêng trời lệch đất cứ như vậy hai câu nói ở giữa dừng lại 2-3 giây. Nhưng lần này, hai câu này mỗi lần phát ra tiếng đều tự mang hồi âm, còn mẹ nó chính là 6 lần hồi âm. Ninh có sợ hay không? Hơi sợ hơi sợ hơi sợ. Nhưng ta phải nói cho ngươi, cùng loại vỏ đao, ta còn có 7 cái. Từng cái từng cái từng cái. Đen nhánh mặt trời đầy trong đầu đều là hơi sợ sợ cùng cát cát cát. Đau khổ chống cự lại cái này ma tính 6 hồi âm nữ tử thanh âm về sau, đen nhánh mặt trời cắn răng nghiên cứu ra khóa chặt bá tống đối địch hình thức pháp thuật hình thức ban đầu. Đại lão chính là đại lão, đơn giản một chút pháp thuật, chỉ cần mấy cái suy nghĩ liền có thể suy nghĩ ra được. Pháp thuật hình thức ban đầu vừa mới hoàn thành, đen nhánh mặt trời liền không kịp chờ đợi đem pháp thuật này dùng tại trên người mình, thử một chút hiệu quả nó hiện tại muốn chính là chống cự lại thân thể dị biến xung kích, hậu kỳ lại từ từ thăng cấp. Pháp thuật hiệu quả rõ rệt. Dùng pháp thuật này về sau, nội tâm của hắn chỗ sâu đối bá tống trận doanh, liền khóa kín tại đối địch hình thức. Nhưng là, loại kia đối bá tống độ thiện cảm cộng một công năng, tựa hồ còn tại kéo dài. Loại công năng này, ở trong cơ thể hắn lúc, chia cắt thành 2 bộ phận. Một bộ phận, tác dụng tại thân thể nó cửu u chúa tể bộ phận bên trên, đồng thời sẽ sinh ra kéo dài hiệu quả. Một bộ phận khác, rơi vào bất hủ cát sỏi bên trên, rất nhanh sẽ bị bất hủ đặc chất triệt tiêu, mất đi công hiệu. Bất hủ vĩnh hằng thuộc tính, ấn lý thuyết là chuyện tốt, có thể tiêu trừ tất cả không tốt trạng thái ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, cửu u chúa tể bộ phận tiếp tục chịu ảnh hưởng. Bất hủ thuộc tính bộ phận bình yên vô sự, trong bất chi bất giác, giữa hai bên vi diệu cân bằng ẩn ẩn có bị đánh vỡ dấu hiệu. Lúc này, lựa chọn chính xác nhất, chính là đem cửu u chúa tể bộ phận, độn trở lại bất hủ vật chất bên trong. Mượn bất hủ thuộc tính che chở, ngăn cách thân thể dị biến mang tới ảnh hưởng. Đen nhánh mặt trời đáy lòng phi thường tỉnh táo, biết mình lựa chọn chính xác nhất là cái gì. Nhưng là, hắn tiềm thức,
lại tựa hồ có chút kháng cự cái lựa chọn này. Ngay tại đen nhánh mặt trời ý thức có chút xoắn suýt thời điểm. Trên thân thể dị biến cùng bên tai nữ tử thanh âm, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bá Tống, đình chỉ hành động. Lại hoặc là cạm bẫy kéo dài thời gian công hiệu, kết thúc. Kết thúc liền tốt, đen nhánh mặt trời thầm nghĩ trong lòng. Kể từ đó, nó cũng không cần dầu dĩ muốn hay không tiến vào bất hủ vật chất bên trong, tiêu trừ tự thân Bá Tống mang tới ảnh hưởng tới. Tô thị tổ tinh chỗ. Cảm giác hẳn là không sai biệt lắm. Tự ngã thì đột nhiên liền đình chỉ vui sướng soát dưỡng đao thuật động tác. Rõ ràng có thể tiếp tục vô hạn quét xuống, chỉ cần Tô thị che đậy tiên tử không gọi ngừng, hắn có thể trực tiếp đem cái này 7 cái vỏ đao soát ra dị biến. Nhưng từ bản thể cái kia truyền tới một loại trực giác, để tự ngã thì đình chỉ hành động. Loại kia trực giác, tựa hồ là một loại may mắn nhân quả dây dưa. Là bản thể thân bên trong thuộc về bạch tiền bối cái kia bộ phận, đang kêu dừng sao. Tự ngã thì trong lòng phun lên một loại minh ngộ. Lúc này, đình chỉ dưỡng đao thuật với hắn mà nói, là may mắn nhất lựa chọn. Không còn tiếp tục soát rồi. Tô thị che đậy tiên tử hỏi luân hồi nhận không có nhắc nhở nàng kêu dừng, mà lại nàng kỳ thật còn rất muốn nhìn một chút vỏ đao có thể hay không giống Bá Tống hình ảnh bên trong như vậy, hóa thành đao nương. Không sai biệt lắm, hăng quá hóa dở. Sự tình chậm thì tròn. Tự ngã thi mỉm cười, trong tươi cười tràn đầy đáng tin hương vị. Cười cười, hắn tồn tại cảm giác liền dần dần giảm xuống. Không thi triển dưỡng đao thuật lúc, tồn tại cảm liền suy yếu, nói cách khác, Bá Tống cỗ này hóa thân, nó tồn tại lớn nhất ý nghĩa chính là soát dưỡng đao thuật sao. Tô thị che đậy tiên tử như có điều suy nghĩ, đồng thời lặng lẽ lôi kéo đầu kia vô hình sợi tơ, ngăn cản Bá Tống hóa thân làm mất. Tô thị tổ tinh chỗ sâu. Tô thị A thập lục bị khác một bộ tô thị che đậy tiên tử hóa thân, dẫn tới đạo khí. Luân hồi nhận chỗ cung điện. Tiếp xuống, ta liền không tiến vào. Tô thị che đậy tiên tử mỉm cười nói. Tô thị A thập lục nhẹ gật đầu, đưa tay đẩy ra luân hồi nhận cung điện đại môn. Tiến đến trước, tô thị A thập lục đã làm tốt các loại tâm lý chuẩn bị. Thứ năm thiên đạo di vật, thư hàng hiện tại thiếu thốn. Cũng chỉ có thứ năm thiên đạo thuộc tính A. A thập lục đối trên cổ Bạch Long tỷ tỷ nói. Còn có thần bí đệ nhất thiên đạo, Bạch Long tỷ tỷ trả lời. Khoảng thời gian này, trừ bồi tại tô thì A thập lục bên người bên ngoài, nàng thời gian còn lại hoặc là bồi tiếp Tống Thư Hàng tự ngã thi luận đạo, hoặc là đi theo Tống Thư Hàng bản thể bên người xem kịch, cho nên đối Tống Thư Hàng trạng thái có hiểu biết. Trước mắt Tống Thư Hàng ngưng tụ toàn thân Á bất hủ, cơ hồ hội tụ lịch đại tất cả thiên đạo thuộc tính. Liền thiếu hiện tại A thập lục sắp tiếp xúc thứ năm thiên đạo di vật cùng khai sơn thiên đạo. Vậy nếu như có khả năng, nghĩ biện pháp để luân hồi nhận đồng ý đi gặp thư hàng một mặt. Tô thị A thập lục nói khẽ. Nàng có nho nhỏ thu thập chứng, có nhiều thứ nàng đều hy vọng có thể tận lực thu thập hoàn mỹ. Phía trên đây là lấy cớ. Nàng chính là đơn thuần muốn tận lực để Tống thư hàng tập hợp đủ các loại thiên đạo bất hủ tin tức. Nhẹ nhàng lôi kéo Bạch Long tỷ tỷ khăn quàng cổ, đem Bạch Long tỷ tỷ kéo càng dẹp càng dài về sau, khẩn trương Tô thị A thập lục tiến vào luân hồi nhận cung điện. Mở cửa lớn ra, vào mắt lại không phải rộng lớn cung điện không gian, nguyên bản rộng lớn cung điện không gian bị ngăn chặn, chỉ để lại một đầu hẹp dài thông đạo. Vô cùng hẹp, cảm giác chỉ có rộng một tấc độ, liền Tô thị A thập lục đều chỉ có thể nghiêng người xâm nhập. Nếu như đổi thành Vũ Nhu tử, nhìn thấy cái thông đạo này về sau, chỉ có thể cúi đầu than nhẹ, thất lạc rời đi. Thông đạo bên trong còn tràn ngập đại lượng sương mù, tầm nhìn rõ rất ngắn. A thập lục nghiêng người xâm nhập cái thông đạo này, chậm rãi tiến lên. Lại nói, cái thông đạo này là cái gì đặc thù phong ấn loại hình sao? Tô thị A thập lục một bên tiến lên, một bên nghi hoặc hỏi. Bạch Long tỉ tỉ lắc đầu, không, chính là cái phổ thông nhỏ hẹp thông đạo. Có thể là cung điện chủ nhân yêu thích. Người càng đi về phía trước đi, có lẽ liền sẽ rộng rãi. Tại bên trong tòa cung điện này, liền trường sinh giả thần thức đều nhận áp chế, Bạch Long tỷ tỷ thần thức càn quét, cũng chỉ có thể quét ra 10 mét có hơn khu vực. Tô thị A thập lục thở dài, cố gắng hấp khí, cũng phối hợp xúc cốt công loại hình thủ đoạn, để cho mình tiến lên thuận lợi một chút. Đi nửa ngày về sau, con đường phía trước căn bản không có biến rộng rãi cảm giác. Đồng thời, Tô thị A thập lục ẩn ẩn cảm giác được một chút chi tiết. Là vỏ đao tạo hình,
Nàng lên tiếng suy đoán nói. Từ cửa vào sau khi đi vào, cùng nhau đi tới, đầu này thông đạo thật dài tạo hình, cảm giác tựa như là to lớn vỏ đao nội bộ. Nghĩ, A Thập Lục đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ thông đạo vách tường. Vách tường truyền ra kim loại cảm nhận tiếng vang. Cái thông đạo này thật sự là luân hồi nhận vỏ đao biến thành. Bạch Long tỷ tỷ, ta đột nhiên có cái to gan ý nghĩ. Tô thị A Thập Lục hơi suy nghĩ một chút về sau, nói đúng ra, là nàng phụ trợ nhân cách cùng hơn 100 cái tiểu thập lục thảo luận ý nghĩ. Ý tưởng gì? Bạch Long tỷ tỷ hỏi, cần ta phối hợp sao? Ta nghĩ đến, có thể hay không đối đầu này thông đạo sử dụng một chút dưỡng đao thuật thử một chút. Tô thị A Thập Lục đáp. Nàng nói dưỡng đao thuật không phải Tống Thư Hàng loại kia, mà là rất chính quy tu chân giới dưỡng đao pháp. Nàng là rất trẻ trung lúc liền lĩnh ngộ ra đao ý thiên tài, tự nhiên hiểu được dưỡng đao thuật. Bạch Long tỷ tỷ khóe miệng giật một cái. Người đây là bị Tống Thư Hàng tên kia lây bệnh sao? Mặc kệ thứ gì, đều muốn đi lên dưỡng một dưỡng. Bất quá, cái này Tống Thư Hàng dưỡng đao thuật nói thật, hiệu quả thật sự không tệ. Nếu không, thử một chút. Bạch Long tỷ tỷ trả lời. Tô thị A Thập Lục khẽ gật đầu, tại như thế nhỏ hẹp hoàn cảnh bên trong, nàng gật đầu liên tục, đường cong đều thụ ảnh hưởng, gật đầu dùng quá sức, nàng nhỏ long giác sẽ đụng vào vách tường. Sau đó, nàng một bên di chuyển về phía trước, vừa bắt đầu nếm thử ngưng tụ dưỡng đao thuật, tiểu xảo hai tay đặt tại trên vách tường theo thân thể hướng về phía trước bình di. Ước chừng 10 hơi về sau, từ Tô thị A Thập Lục trên hai tay có dưỡng đao thuật quang huy sáng lên. Ôn nhu quang huy đầu tiên là từ Tô thị A Thập Lục giữa ngón tay hiển hiện, quang huy bao vây lấy A Thập Lục màu hồng móng tay nhọn, dần dần lan tràn đến toàn bộ bàn tay. Sau đó, dưỡng đao thuật quang huy lại kéo dài dòng dã 20 hơi thở tả hữu thời gian, mới chậm rãi dừng lại. Chỉ là cái này thời gian, liền đầy đủ Tống Thư Hàng soát lấy ức vì tính toán đơn vị dưỡng đao thuật. Nhưng là, chân chính dưỡng đao thuật quá trình. Lúc này mới vừa mới bắt đầu chân chính dưỡng đao thuật tại quang huy đình chỉ về sau, cần thông qua dưỡng đao thuật tạo dựng lên cùng pháp khí ở giữa liên hệ, đem thi thuật giả tâm ý truyền đạt cho pháp khí, cường hóa pháp khí cùng tự thân ở giữa liên hệ, cùng sử dụng linh lực của mình một chút xíu tẩm bổ pháp khí. Tống Thư Hàng dưỡng đao thuật sở dĩ bị các tiền bối định giá mạc đắc linh hồn cũng là bởi vì hắn hoàn toàn không có cái này quá trình. Tựa như là chân chính tác giả, tại gõ chữ trước muốn đánh trước cái tế cương. Nghĩ kỹ kịch bản chi tiết, nhìn xem độc giả bình luận, tổng kết một chút trước thiên kịch bản, lại đóng lại mạng lưới, nghiêm túc gõ chữ. Nhưng một cái hư giả tác giả, mở ra uất chính là làm. Tô thị A Thập Lục một bên tiến lên, một bên kéo dài dưỡng đao thuật đến tiếp sau khâu. Một lát sau, một cái bình hòa nữ tử thanh âm từ cuối lối đi truyền đến, ngươi là Tô thị đệ tử sao? Ngươi dưỡng đao thuật không đúng vị A, đồng dạng là Tô thị dưỡng đao thuật. Người hiệu quả còn không quá đi. Tô thị A Thập Lục ngay tại thi triển dưỡng đao thuật động tác cũng hơi cứng đờ. Bạch Long tỷ tỷ trong lòng chẳng biết tại sao, đột nhiên nổi lên một cái ý niệm trong đầu, nữ tử này thanh âm, hẳn là chịu qua Tống Thư Hàng dưỡng đao thuật hay sao? Là luân hồi nhận tiền bối sao? Tô thị A Thập Lục phóng bình tâm thái, lên tiếng hỏi. Là ta không sai, ngươi lại chậm rãi tiến đến, ta tại cuối thông đạo chờ ngươi. Trên đường dưỡng đao thuật đừng có ngừng, bỏ qua kế tục dườm già khâu, trực tiếp soát quang huy thử một chút. Cái kia bình hòa nữ tử thanh âm tiếp tục nói. Bạch Long tỷ tỷ tại A Thập Lục bên tai nhỏ giọng nói, tuyệt đối là Thư Hàng dưỡng đao thuật, không sai được. Luân hồi nhận tiền bối, người gặp qua Thư Hàng sao? Tô thị A Thập Lục trong lòng hơi động, lên tiếng hỏi. Mặc kệ đối phương có hay không tiếp xúc qua Thư Hàng. Nàng dù sao cũng phải làm cho Tống Thư Hàng cái tên này ở trước mặt đối phương biểu diễn, tốt nhất có thể gây nên luân hồi nhận hứng thú, để nàng có thể gặp một lần Thư Hàng. Tống Thư Hàng, bình thản nữ tử thanh âm ngược lại tràn ngập nghi hoặc, ta chưa từng nghe qua. Tô thị A Thập Lục đại não nhanh chóng vận chuyển, nàng cảm giác dưỡng đao thuật có lẽ sẽ là cái đột phá khẩu, nàng đang nghĩ biện pháp, thông qua dưỡng đao thuật làm cầu nối, đem Tống Thư Hàng giới thiệu cho luân hồi nhận tiền bối. Bất quá, trước đây không lâu, ta đang ngủ say thời điểm. Đột nhiên có vị Tô thị đệ tử, đối ta giải nghệ vỏ đao thi triển Tô thị dưỡng đao thuật. Hắn dưỡng đao thuật liền đã phấn diễn đến cực hạn, hiệu quả nổi bật, ta rất vừa ý. Cái kia bình thản giọng nữ chậm rãi nói, cũng chính bởi vì hắn dưỡng đao thuật nguyên nhân, ta mới có thể từ vạn năm ngủ say bên trong tỉnh lại. Người rất may mắn,
là vạn năm qua cái thứ nhất tiếp xúc đến ta thanh tỉnh trạng thái Tô thị đệ tử. Đây chính là lúc ấy Tô thị che đậy tiên tử nói với Tống Thư Hàng đối A Thập Lục chỗ tốt. Thanh tỉnh trạng thái luân hồi nhận, có thể cho A Thập Lục mang đến càng lớn cơ duyên. Đối diện, Tô thị A Thập Lục mềm mại lòng bàn tay dán vách tường, lần nữa rơi vào trầm tư Tô thị đệ tử. Tô thị dưỡng đao thuật. Nàng vốn cho rằng luân hồi nhận tiền bối có thể là tiếp xúc đến Tống Thư Hàng, kết quả là vị Tô thị đệ tử. Không phải Thư Hàng. Tô thị bên trong có đặc biệt am hiểu dưỡng đao thuật đệ tử sao? Mà lại, thiên hà Tô thị nội bộ lưu truyền dưỡng đao thuật, cảm giác cùng tu chân giới dưỡng khí pháp cũng không quá lớn khác nhau ha. Năm đó ta lưu lại Tô thị truyền thừa về sau, cố ý đem dưỡng đao thuật môn này công khóa liệt vào trọng điểm bên trong trọng điểm, quả nhiên là có hiệu quả. Chắc hẳn lúc này, dưỡng đao thuật hiệu quả khẳng định có hiệu quả. Mà lại, chúng ta còn có thể tế thủy trường lưu, mỗi ngày soát bên trên mấy vòng dưỡng đao thuật. Bình thản nữ tử thanh âm bên trong tràn đầy vui vẻ hương vị. Thiên hà Tô thị dưỡng đao pháp bên trong có càn khôn, mà lại là luân hồi nhận cố ý an bài. Tô thị A Thập Lục vừa nghe vừa suy tư, đồng thời nàng trên hai tay dưỡng đao thuật quang huy lần nữa sáng lên, nàng án lấy phân phó trừ đi rườm rà dưỡng đao quá trình. Bất quá dù cho bỏ đi cái kia quá trình, nàng vẫn như cũ cần gần 40 hơi thở thời gian, mới có thể thi triển một phát dưỡng đao thuật. Đúng rồi, nói đến, người dưỡng đao thuật bên trong, cũng có vừa rồi cái kia Tô thị đệ tử hương vị. Mùi vị kia, là trên người ngươi phát ra. Luân hồi nhận tiên tử đột nhiên lại lên tiếng nói. Tô thị A Thập Lục nháy nháy mắt, trong lòng hơi động. Bạch Long tỷ tỷ nghe đến đó, râu rồng đều kém chút đánh quyển. Là trái tim của ta sao? Tô thị A Thập Lục trong lồng ngực, viên kia bá tống lưu ly trái tim bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Không sai, trái tim của ngươi không phải chính ngươi. Bình thản nữ tử thanh âm hơi kinh ngạc, có thể đem trái tim đều giao cho ngươi, xem ra là cái không tệ nam nhân. Tô thị A Thập Lục hai gò má ửng đỏ, là cái không tệ nam nhân. Đáng tiếc đã tuyệt dục, Bạch Long tỷ tỷ nói bổ sung. A Thập Lục nhẹ nhàng lôi kéo Bạch Long tỷ tỷ, ngăn lại nàng nói tiếp. Đồng thời, nội tâm của nàng rất nhảy nhót không nghĩ tới Thư Hàng, đã cùng luân hồi nhận tiền bối có tiếp xúc. Mà lại, luân hồi nhận tiền bối đối Thư Hàng ấn tượng đầu tiên rất tốt. Kể từ đó, nàng muốn vì Tống Thư Hàng tranh thủ một chút, cũng sẽ biến dễ dàng một chút. Luân hồi nhận tiền bối, kỳ thật, Thư Hàng hắn không phải Tô thị đệ tử. A Thập Lục lên tiếng giải thích nói. Không phải Tô thị đệ tử, vậy hắn cũng họ Tô. Luân hồi nhận tiên tử sững sờ. Thư Hàng hắn họ Tống. A Thập Lục có chút xấu hổ nói. Luân hồi nhận tiên tử có chút dừng lại. Lão nửa ngày sau. Luân hồi nhận tiên tử đau lòng nói, lại là họ Tống. Chúng ta thiên hà Tô thị chẳng lẽ là chuyên môn vì hắn Tống ra bồi dưỡng nàng dâu sao? Các ngươi từng cái, làm sao lại nhìn chằm chằm vào họ Tống không thả? Liền không thể tìm cái họ khác. Ta thiên hà Tô thị thật vất vả bồi dưỡng ra được tiểu tiên tử, dựa vào cái gì cũng phải làm cho họ Tống ủi rồi. Nàng tại ngủ say trước, cũng tiếp xúc qua mấy vị Tô thị tiên tử, trong đó có mấy cái đều bị họ Tống ủi. Lúc này vạn năm vừa mở mắt gặp gỡ cái thứ nhất Tô thị tiểu tiên tử, ủi nàng lại là họ Tống. Mà lại người ta liền trái tim đều đưa, cái này đạo lữ quan hệ cũng trốn không thoát. Không được, tương lai phải lập đầu mới ra quy về sau họ Tống đều muốn ở rể tiến đến. Nhưng nghĩ nghĩ về sau, luân hồi nhận tiên tử lại thở dài. Tình cảm loại vật này, vẫn là không nên miễn cưỡng. Vạn nhất bởi vì ở rể nguyên nhân, thương tổn tới Tô thị tiểu tiên tử nhóm cùng đạo lữ tình cảm, chung quy không đẹp. Hẳn là chỉ là trùng hợp đi, ta cùng Thư Hàng gặp nhau, hoàn toàn là trùng hợp. Tô thị A Thập Lục nói khẽ. Được rồi, tình cảm của các ngươi sự tình, ta không tham dự. Luân hồi nhận tiên tử thở dài, người buông lỏng, ta kéo ngươi tiến đến. Chờ đưa ngươi trạng thái ổn định về sau, ta muốn gặp một lần trong miệng ngươi Tống Tô Hàng. Được, Tô thị A Thập Lục ngọt ngào cười nói. Nàng lúc đầu nghĩ nửa ngày, chính là muốn tìm một cái cơ hội, đem Tống Thư Hàng đề cử cho luân hồi nhận tiên tử. Kết quả hiện tại. Đối phương chủ động đưa ra yêu cầu như vậy, chính hợp A Thập Lục tâm ý. Thuận lợi như vậy, Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ gãi gãi cái cằm nàng hiện tại bàn thành khăn quàng cổ hình, chân sau móng vuốt nhỏ vừa vặn có thể làm được loại sự tình này. Từ khi Thư Hàng liên thủ với Bạch về sau,
cảm giác vận khí của hắn cũng trở nên càng tốt hơn. Mặc dù Thư Hàng tự thân vận khí, ngay từ đầu cũng liền không tệ. Nhưng bây giờ, tại một chút việc nhỏ bên trên đều có thể nhìn ra, Tống Thư Hàng tất cả tại biến càng thêm thuận lợi, như là xóa đi dầu đường băng, trượt căn bản không dừng được. Lúc này, luân hồi điện chỗ sâu, truyền đến một đạo nhu hòa lực kéo, rơi trên người Tô Thị A Thập Lục, ôn nhu mà đưa nàng kéo đến cuối lối đi. Cuối thông đạo chỗ, là một chương to lớn bàn tròn. Một vị đội nón đại mỹ nhân ngồi tại bàn tròn đối diện cửa vị trí, nàng hai tay trùng điệp, nâng cầm lên nhưng nàng bày ra cái tư thế này lúc, có chút phí sức, bởi vì trước ngực còn có một số trở ngại vật, sẽ làm nhiễu nàng bày cái tư thế này lúc khí thế. Tô Thị A Thập Lục ngắm nhìn vị này đại mỹ nhân, vô ý thức cúi đầu nhìn xuống dưới, sau đó nàng liền nhìn vào Bạch Long tỷ tỷ. Ngươi tên gì? Luân hồi nhận tiên tử ôn nhu nói. Tô Thị A Thập Lục, tiểu thập lục báo lên đạo hiệu của mình. Luân hồi nhận tiên tử ánh mắt nhìn chằm chằm A Thập Lục ngực, phảng phất muốn xuyên thấu qua lồng ngực quan sát viên kia lưu ly trái tim. Là ảo giác sao? Trong lòng nàng thầm nghĩ. Luôn cảm giác quả tim này bên trên, ẩn ẩn truyền ra từng sợi rất cao thâm khó lường khí tức. Có điểm giống chủ nhân của nàng, thứ năm thiên đạo cái chủng loại kia khí chàng. Bất hủ, thiên đạo. Ta ngủ say chính là không phải có hơi lâu. Lần sau muốn hay không đổi 1000 năm liền tỉnh một lần. Ngươi có được quả tim này, chính hảo. Nếu không, tiếp xuống khâu, ta còn phải nghĩ biện pháp đi cường hóa trái tim của ngươi. Luân hồi tiên tử nói khẽ, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tô Thị A Thập Lục ngồi thẳng thân thể, nhẹ gật đầu. Như vậy tiếp xuống, ta sẽ vì ngươi đúc một cái vỏ đao. Sau đó, ngươi cùng thể nội tất cả tiểu thập lục cùng một chỗ liên thủ, kích hoạt Tô Thị Thiên Phú. Luân hồi nhận tiên tử lên tiếng nói. Thiên Hà Tô Thị Thiên Phú, cũng là kế thừa thiên phú của nàng hóa thân vi nhận. Nàng là đạo khí, nhưng nàng là tất cả đạo khí bên trong đặc thù nhất một kiện. Tại trở thành đạo khí trước đó, nàng là nhân loại. Đúc vỏ đao cần vật liệu sao? Bạch Long tỷ tỷ lên tiếng hỏi, nàng tư nhân bảo tàng bên trong còn có một số bảo bối, nếu như cần, nàng có thể hiệp trợ A Thập Lục, tranh thủ đem vỏ đao đúc càng hoàn mỹ hơn. Không cần, luân hồi nhận hái đi mũ, lộ ra đầu nhọn tinh linh lỗ tai cùng tóc dài màu đỏ. Sau đó, nàng đưa tay đem mái tóc dài của mình vuốt thẳng, vuốt thành trùng thiên hình. Tại A Thập Lục cùng Bạch Long tỷ tỷ ánh mắt nghi hoặc bên trong, nàng đưa tay một mặt, mái tóc dài màu đỏ toàn bộ bị rút lên, bắt đầu ngưng tụ. Hư không bên trong, ẩn ẩn có một loại giống như nguyền rủa hoặc là bí pháp hiệu quả, phụ thân mà đến, rơi vào mái tóc dài màu đỏ bên trên. Cứ như vậy, mái tóc dài màu đỏ bắt đầu hóa thành vỏ đao. Toàn bộ tóc, cứ như vậy bị luân hồi nhận tiên tử bưng lên. Lúc này, sọ não của nàng bên trên trần trùng trục một mảnh. Bất quá cho dù là đầu chọc trạng thái, luân hồi nhận tiên tử nhan trị vẫn như cũ ở vào đại mỹ nhân tiêu chuẩn, không hạ xuống mảy may đầu chọc có thể là nhất khảo nghiệm nhan trị cho điểm kiểu tóc, có thể chống lên đầu chọc kiểu tóc mỹ nhân tuyệt đối là chân chính mỹ nhân. Đối diện, Tô Thị A Thập Lục sững sờ, tóc giả. Tại trong cơ thể nàng, một cái tiểu thập lục nhân cách nhìn không được nói, xinh đẹp như vậy tiên tử lại là cái tên chọc, quá đáng tiếc. Trên cổ Bạch Long tỷ tỷ cẩn thận đánh giá luân hồi nhận tiên tử sọ não. Lắc đầu nói, không phải tóc giả, là chân chính đem chính mình một đầu tóc dài cho bưng xuống tới. Luân hồi nhận tiền bối bưng xuống tới tóc dài, sẽ còn dài ra lại sao? Ôn nhu quan tâm đại tỷ tỷ hình tiểu thập lục nhân cách, có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, không bao lâu bọn chúng liền có thể một lần nữa mọc ra, nhiều nhất không hơn 100 năm thời gian. Ta đã quen thuộc quá trình này, không có gì đáng ngại. Luân hồi nhận tiên tử khoát tay áo. Bình tĩnh nói nàng có thể trực tiếp cùng Tô Thị A Thập Lục thể nội trên 100 cái tiểu thập lục tiến hành giao lưu, đây là độc thuộc về nàng cùng Tô Thị số tự tiên tử ở giữa câu thông năng lực. Tiền bối kia ngươi liền càng hẳn là đi gặp Tống tiên sinh hắn có một loại có thể lập tức khiến tóc dài ra pháp thuật. Đại gia khuê tú tiểu thập lục nhân cách nói. Trừ một tay tinh diệu dưỡng đao thuật bên ngoài, lần này Tống tiểu tử còn nắm giữ lấy khiến tóc nháy mắt tăng trưởng ra bí pháp. Nói như vậy. Tựa hồ thật đúng là cùng ta hữu duyên. Luân hồi nhận tiên tử thầm nghĩ. Hư không bên trong, tóc dài màu đỏ tại bí pháp hiệu quả bên dưới không ngừng bị rèn luyện, tố hình, một chút xíu hóa thành tinh xảo vỏ đao bộ dáng. Đồng thời,
từ luân hồi nhận tiên tử trên thân, có càng nhiều cùng loại nguyền rủa, quỷ dị phụ thân bí pháp năng lượng hiện lên, cuối cùng toàn bộ dung nhập vào chuôi này trong vỏ đao, hóa thành vỏ đao đường vân, tăng cường vỏ đao tính năng. Luân hồi nhận tiên tử, những thứ này dung nhập lực lượng. Là nguyền rủa sao? Bạch Long tỉ tỉ nhíu mày, hỏi. Ngay từ đầu, nàng liền chú ý tới những năng lượng này. Những thứ này nguyền rủa lực lượng, để Bạch Long tỉ tỉ đều cảm giác được một loại uy hiếp, là đẳng cấp rất cao đồ vật. Long tiên tử ngươi đoán không lầm, những năng lượng này chính là một chút cùng loại với phụ thân nguyền rủa đồ vật. Mà lại, chính là bởi vì bọn chúng, thứ năm thiên đạo mới quyết định luyện chế đạo khí luân hồi nhận. Nói cách khác, bọn chúng xem như ta đản sinh cơ sở một trong. Luân hồi nhận tiên tử hướng Tô Thị A Thập Lục cùng Bạch Long tiên tử giải thích nói. Liên quan tới nàng lai lịch nhân quả, lúc đầu nàng liền sẽ cùng Tô Thị A Thập Lục kỹ càng giới thiệu, cũng không phải là cái gì bí mật sự tình. Bất quá Bạch Long tỉ tỉ nghe đến đó lúc, trong lòng hơi động. Phụ thân nguyền rủa, mà lại là ép thiên đạo đi rèn đúc đặc biệt nhằm vào nguyền rủa đạo khí, nói cách khác, cái này phụ thân nguyền rủa cũng là thiên đạo cấp bậc đồ vật. Nàng không khỏi nhớ tới Tống Thư Hàng gần nhất cùng đen nhánh mặt trời ở giữa ân oán dây dưa. Nếu như mọi người đoán không sai, cái kia đen nhánh mặt trời đối ứng thiên đạo, hẳn là thứ tư thiên đạo. Lại là hắn nổi sao? Bởi vì là màu đen nguyên nhân, cho nên cái này chư thiên vạn giới tất cả nổi, tựa hồ cũng có thể ném tới trên đầu nó. Là thứ tư thiên đạo mân mê ra nguyền rủa, Bạch Long tỉ tỉ hỏi. À, Bạch Long tiên tử ngươi biết một chút nội tình. Luân hồi nhận tiên tử hơi kinh ngạc, sau đó nàng nhẹ gật đầu, đúng, cái này kỳ quái phụ thân nguyền rủa, theo ta bản tôn phỏng đoán, chính là thứ tư thiên đạo âm thầm dở trò quỷ. Mà lại, là tại ta bản tôn chứng đạo trước đó, hoặc là chứng đạo nháy mắt, bị âm thầm tăng thêm nguyền rủa. Cũng may, cái này nguyền rủa hẳn là còn không có nghiên cứu thành hình. Ta bản tôn thành công chứng đạo về sau, liền phát giác cái này nguyền rủa tồn tại. Thừa dịp vỏ đao còn tại rèn đúc bên trong, luân hồi nhận tiên tử bắt đầu kỹ càng cùng Tô Thị A Thập Lục giảng giải nguyền rủa chuyện cũ. Thứ năm thiên đạo ngay từ đầu, cũng không biết cái này nguyền rủa là ai mân mê. Nàng là tại chứng đạo về sau, bất hủ thân thể chủ động bắt đầu bài xích thể nội nguyền rủa, mới biết được tự thân lại bị người hạ nguyền rủa. Mà lại, cái này nguyền rủa rõ ràng mang theo bất hủ lực lượng, mới có thể ảnh hưởng đến thiên đạo cấp tồn tại. Tại cái này về sau, trải qua dài rằng giặc âm thầm nghiên cứu, thứ năm thiên đạo mới truy tìm đến một chút dấu vết để lại, suy luận ra đối nàng hạ độc thủ, có thể là tiền nhiệm thiên đạo, thứ tư thiên đạo. Thứ tư thiên đạo mặc dù hạ nhiệm, nhưng tựa hồ bảo lưu lại một chút trên thế gian hành động lực lượng. Vì nhằm vào thứ tư thiên đạo nguyền rủa, cho nên thứ năm thiên đạo bắt đầu nghiên cứu chuyên môn đạo khí. Nàng đem chính mình chứng đạo trước, ở vào trường sinh giả cảnh giới lúc một cái phục sinh trận pháp kích hoạt. Chứng đạo bất hủ về sau, cái này trường sinh giả trận pháp đã mất đi phục sinh tác dụng. Bất quá tại thứ năm thiên đạo cải tạo bên dưới, cái này phục sinh trận pháp cuối cùng ngưng tụ ra một bộ đặc thù hóa thân tới. Cỗ này ý thức trống không, có được thứ năm thiên đạo huyết mạch lực lượng hóa thân, chính là trước mắt luân hồi nhận tiên tử. Thứ năm thiên đạo cũng không đem chính mình bất hủ thể bài xích ra nguyền rủa hủy diệt, mà là đưa chúng nó chuyển rời đến chính mình cỗ này hóa thân bên trong, cũng đem chính mình cỗ này thể thân, từng bước một rèn luyện thành đặc thù đạo khí. Nàng đây là tại nhằm vào nguyền rủa đồng thời, còn tại bố cục lấy tương lai có thể hố một đợt thứ tư thiên đạo. Tô thị tổ truyền dưỡng đao thuật chính là thứ tư thiên đạo bố cục đông đảo khâu bên trong, không có ý nghĩa một vòng thứ năm thiên đạo trả thù tâm, so lịch đại tất cả thiên đạo càng mạnh. Nàng tại nhiệm thời điểm, tích cực đả kích tất cả cùng thứ tư thiên đạo có liên quan đồ vật, mấy lần thử nghiệm đem thứ tư thiên đạo chuẩn bị ở sau triệt để phá hủy. Cho dù ở lui nhậm về sau, nàng lưu lại đông đảo nhằm vào thứ tư thiên đạo chuẩn bị ở sau, còn có rất nhiều không kích hoạt. Liền luân hồi nhận tiên tử cũng không biết thứ năm thiên đạo, đến cùng kín đáo chuẩn bị nhiều ít nhằm vào thứ tư thiên đạo đồ vật. Bạch Long tỉ tỉ gật đầu nói, cho nên, thân là luân hồi nhận tiên tử huyết mạch di truyền, thiên hà Tô thị đệ tử, cũng có thể mượn nhờ nguyền rủa lực lượng, đến kích hoạt thể nội thiên phú. Nhưng là, nguyền rủa lực lượng sẽ không trái lại xâm phệ Tô thị đệ tử sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói thế nào cái này nguyền rủa cũng là thiên đạo cấp sản phẩm. Cái này nguyền rủa sớm đã không còn xâm phệ chức năng này. Trên thực tế,
các ngươi bây giờ thấy được nguyền rủa lực lượng, đã không phải là nguyên bản thứ tư thiên đạo tác phẩm, chân chính thứ tư thiên đạo nguyền rủa, tại ta bản tôn rèn đúc luân hồi nhận quá trình bên trong, liền đã bị tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại các ngươi nhìn thấy nguyền rủa lực lượng, là dùng lực lượng của ta thúc đẩy sinh trưởng ra, giống cắt rau hẹ đồng dạng, cắt ra tới đồ vật, là thụ ta cùng Tô thị huyết mạch lực lượng khống chế lực lượng. Luân hồi nhận tiên tử mỉm cười. Nàng có thể là thứ năm thiên đạo đặc biệt nhằm vào nguyền rủa sáng tạo ra đạo khí. Giống cắt rau hẹ đồng dạng cắt mất nguyền rủa. Bạch Long tỷ tỷ nghe đến đó lúc, chẳng biết tại sao, nhớ tới bị Tống Thư Hàng cắt rau hẹ tâm ma. Cho dù là thiên đạo sáng tạo ra nguyền rủa, nếu như vận khí không tốt, cũng sẽ trở thành rau hẹ. Thế giới này, chính là như thế tàn khốc vô tình. Thậm chí... nếu như bị Tống Thư Hàng biết có như thế một loại có thể giống rau hẹ đồng dạng liên tục không ngừng sinh trưởng nguyền rủa, nói không chừng kế thiên kiếp món ăn, tâm ma menu, tà vọng tiên hào về sau, Tống Thư Hàng còn có thể khai phát cái nguyền rủa toàn tịch ra. Nói không chừng sẽ ăn rất ngon, nghĩ lấy ăn ngon thiên kiếp món ăn, Bạch Long tỷ tỷ vậy mà hơi có chút thất thần. Bây giờ vẫn là thuần năng lượng thể nàng, có thể trực tiếp ăn đồ vật cũng không nhiều. Bạch Long tỷ tỷ càng ngày càng chờ mong một hồi về sau, Tống Thư Hàng cùng Luân Hồi Nhận Tiên Tử gặp mặt tràng cảnh. Đối diện, Luân Hồi Nhận Tiên Tử sững sờ. Ăn, thứ gì ăn rất ngon. Chúng ta không phải mới vừa đang trò chuyện nguyền rủa sao? Vì cái gì đột nhiên liền biến đến ăn đi lên rồi? Chẳng lẽ là ám chỉ ta chiêu đãi không chu đáo, không cho khách nhân dâng trà nước cùng điểm tâm? Trong lúc nhất thời, Luân Hồi Nhận Tiên Tử cảm giác bầu không khí có điểm xấu hổ. Cũng may lúc này, hư không bên trong cái kia vỏ đao luyện chế hoàn thành, cho cái giảm sóc. Tinh xảo vỏ đao từ không trung rơi xuống, rơi vào Tô Thị A Thập Lục trong tay. Tô Thị A Thập Lục tiếp được cái này vỏ đao lúc, liền phun lên một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Trên vỏ đao, cái kia từ nguyền rủa lực lượng biến thành đường vân, như cùng sống tới, chậm rãi vận chuyển lại. Tại cái này nguyền rủa lực lượng khí tức ảnh hưởng dưới, Tô Thị A Thập Lục cảm giác trong cơ thể mình có một loại ẩn tàng thiên phú bắt đầu bị kích hoạt. Đồng thời, tại trong óc nàng, tất cả tiểu thập lục nhân cách cũng nhận ảnh hưởng, bắt đầu tiến hành một loại thuế biến. Thật nóng, Bạch Long tỷ tỷ đột nhiên khẽ gọi một tiếng, thân hình từ Tô Thị A Thập Lục trên cổ thối lui một chút, nàng bây giờ là cùng loại công đức thân thể tồn tại, vậy mà cũng sẽ cảm giác được bỏng. Bạch Long tiên tử không cần lo lắng. Đây là thuế biến bắt đầu khúc nhạc dạo. Luân Hồi Nhận Tiên Tử lên tiếng nói. Nàng đưa tay đối Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng điểm một cái, có luân hồi pháp tắc hiện lên, đem Tô Thị A Thập Lục bao khỏa, cũng đem A Thập Lục chỗ cái kia một mảnh nhỏ không gian, ngăn cách ra. Luân hồi pháp tắc như là mê vụ đồng dạng, che lại Tô Thị A Thập Lục thân hình. Đồng thời, cái kia trên trăm cái tiểu thập lục cùng A Thập Lục phụ trợ nhân cách, đều tại mê vụ bên trong hóa thành hình chiếu hiển hiện. Phụ trợ nhân cách như là linh hồn thủ hộ giả đồng dạng, bồng bềnh sau lưng Tô Thị A Thập Lục, hai tay làm lấy ôm động tác, đem A Thập Lục bản thể bảo hộ. Trên trăm cái tiểu thập lục nhân cách, thì không quy tắc tản mát tại A Thập Lục bên cạnh thân, từ trên thân các nàng có từng đầu gai đưa các nàng cùng A Thập Lục phụ trợ nhân cách tương liên. Hình tượng nhìn qua, tựa như là Tô Thị A Thập Lục cổng phụ trợ nhân cách, hóa thành con nhím hoặc là nhím biển, mà mỗi một cây gai bên trên, đều xuyên lấy một cái tiểu thập lục. Rất có khoa huyễn cảm giác. Luân hồi lực lượng, còn có thời gian hương vị. Bạch Long tỷ tỷ quay đầu nhìn về luân hồi nhận tiên tử. Đúng vậy, còn có thời gian lực lượng. Luân hồi thuộc tính vốn là cùng thời gian thoát không khai liên quan. Luân hồi nhận tiên tử đáp, cái này thời gian tiến hóa, sẽ thoáng tiếp tục một chút thời gian. Thừa dịp điểm ấy thời gian, chúng ta cùng cái kia gọi Tống Tô Hàng tiểu tử gặp mặt đi. Phải gọi ta hắn sao? Bạch Long tỷ tỷ nói. Mặt khác, bên ngoài cái lối đi kia, Tống Thư Hàng khả năng vào không được đi. Cái lối đi kia, Tô Thị A Thập Lục tiến đến đều rất miễn cưỡng, Tống Thư Hàng lời nói thể trạng liền quá lớn rồi. Làm sao tiến đến, đối thiên hà Tô Thị thành viên đến nói là loại thí luyện. Bất quá, hắn còn không phải thiên hà Tô Thị đệ tử, cũng không cần thí luyện phiền toái như vậy, ta trực tiếp dẫn dắt hắn tới. Luân hồi nhận tiên tử trả lời. Đang khi nói chuyện. Khác một bộ Tô Thị che đậy tiên tử hóa thân, đã mang theo Tống Thư Hàng tự ngã thi đi tới luân hồi điện bên ngoài. Tiếp xuống, chính ngươi đi vào nhìn một chút luân hồi nhận tiên tử, ta liền không theo ngươi đi vào chung.
Tô Thị che đậy tiên tử đối với mình bên trái vị trí lên tiếng nói. Tự ngã thi. Tô Thị che đậy tiên tử, ta đứng tại ngươi bên phải a. Trên người ngươi còn nắm cùng ta tương liên tuyến đâu. Mặt khác, tự ngã thi lại nhìn mắt luân hồi điện, trước đó Tô Thị A thập lục trước đó đẩy ra đại môn vẫn chưa đóng cửa bế. Cho nên hắn một chút liền thấy được đầu kia lối đi hẹp. Lối đi này, ta làm sao đi vào? Về phần lối đi này ngươi muốn làm sao đi vào, liền xem chính ngươi thủ đoạn. Tô Thị che đậy tiên tử tiếp tục đối với bên trái của mình phát ra tiếng. Tự ngã thi. Hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn mượn dùng bản thể lực lượng, điều động á bất hủ thánh nhân kim đan tới, hướng chật hẹp thông đạo nhìn lại. Thông đạo bên trong mê vụ, không cách nào mê hoặc bây giờ thánh nhân chi nhãn. Là vỏ đao bộ dáng. Tự ngã thi trong lòng hơi động. Là vỏ đao, trước dưỡng đao thuật. Tô Thị che đậy tiên tử đều nói, để hắn dựa vào chính mình thủ đoạn đi vào. Cho nên, tự ngã thi không nói hai lời, cuốn lên tay áo, tóc dài vung vẩy, rơi vào chật hẹp trên lối đi. Dưỡng đao thuật quang huy nở rộ, lóa mắt như là mặt trời nhỏ. Cùng một thời gian, trong điện luân hồi nhận tiên tử vừa vặn cùng Bạch Long tỷ tỷ giao lưu hoàn tất, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Thì pháp đem Tống Tiểu Hữu trực tiếp đưa đến luân hồi điện bên trong. Cho nên, tại không gian chuyển di bí pháp qua đi, tự ngã thi nháy mắt bị chuyển rời đến luân hồi nhận tiên tử bản thể bên cạnh. Nguyên bản phải rơi vào chật hẹp trên lối đi cái kia hơn 100 triệu phát dưỡng đao thuật, toàn bộ rơi vào luân hồi nhận tiên tử bản thể bên trên. Chói mắt dưỡng đao thuật quang huy, kém chút lóe mù Bạch Long tỉ tỉ con mắt. Vừa thấy mặt liền lên dưỡng đao thuật, trực tiếp như vậy sao? Bạch Long tỷ tỷ nói. Tự ngã thi lúng túng thu hồi bàn tay của mình cùng tóc. Luân hồi nhận tiên tử. Mặc dù đã sớm cách không thông qua chính mình trước kia vỏ đao, cảm ứng qua vị này Tống Tiểu Hữu dưỡng đao thuật, nhưng cách vỏ đao cùng chính thể trực tiếp cứng rắn chịu dưỡng đao thuật hoàn toàn là hai loại khác biệt thể nghiệm. Ngươi chính là Tống Thư Hàng sao? Luân hồi nhận tiên tử chậm rãi nói. Hồi luân hồi nhận tiền bối, ta là bản thể tam thi, tự ngã thi bá thể. Tự ngã thi đối luân hồi nhận tiên tử thi lễ một cái, ở đây chỉ có Bạch Long tỷ tỷ, A Thập Lục cùng trước mắt cái này đại mỹ nhân cấp tồn tại. Cho nên, vị tiên tử này hẳn là đạo khí luân hồi nhận không thể nghi ngờ. Nói, hắn tồn tại cảm giác lại bắt đầu giảm xuống. Không thi triển dưỡng đao thuật thời điểm, hắn liền sẽ biến thành tiểu trong suốt. Không phải bản thể, luân hồi nhận tiên tử nhìn qua Tống Thư Hàng tự ngã thi, xem xét nửa ngày. Lão nửa ngày sau, có thể để ngươi bản thể tới một chuyến sao? Luân hồi nhận tiên tử hỏi. Cái kia muốn chờ một chốc lát, được không? Tự ngã thi trả lời, bản thể bá tống hiện tại cùng Bạch tiền bối cùng một chỗ, đến Hắc Long thế giới cổ u bên trong, cắm trụ đi. Có thể, tại Tô Thị tiểu thập lục tiến hóa hoàn thành trước, ta có một đoạn thời gian có thể chờ đợi. Nhưng đừng để ta chờ quá lâu, luân hồi nhận tiên tử nói. Tự ngã thi nhẹ gật đầu. Bản thể hắn sẽ mau chóng chạy đến. Luân hồi nhận tiên tử nhẹ gật đầu. Sau đó, là một mảnh dài rằng giặc trầm mặc. Đúng rồi, chúng ta trước kia gặp qua sao? Tỷ như vạn năm trước, hoặc là càng lâu trước. Luân hồi nhận tiên tử lại đột nhiên ngẩng đầu, dò hỏi. Hẳn không có, tự ngã thi trả lời, vạn năm trước, ta bản thể còn chưa ra đời. Tự ngã thi trả lời rất bảo thủ. Nếu như đổi thành mấy tháng trước. Đối mặt vấn đề này, tự ngã thi tại phần cuối khả năng sẽ còn bổ sung một câu, ta bản thể bá tống, năm nay xuân xanh 19. Nhưng bây giờ, tự ngã thi nội tâm tương đối hư. Mặc dù trong trí nhớ, hắn chưa có tiếp xúc qua thứ năm thiên đạo dấu hiệu. Nhưng không bảo đảm tương lai bá tống sẽ đi hay không tiếp xúc vạn năm trước thứ năm thiên đạo A. Nhập mộng cái thiên phú này, mặc dù rất bí mật, nhưng gặp gỡ chân chính đỉnh tiêm đại lão, vẫn như cũ sẽ bị phát giác. Nói không chừng tương lai một ngày nào đó, bản thể bá tống tâm ý cùng một chỗ, nhập mộng quá khứ, tiếp xúc đến vạn năm trước thứ năm thiên đạo, sau đó lại bị đối phương bắt được tung tích. Coi như không có nhập mộng, nhưng vạn nhất còn có cùng loại tống đầu gỗ loại tình huống này đâu. Cho nên, thân là tam thi bên trong nhất cẩn thận, trí tuệ tự ngã thi, lời nói không dám nói quá vẹn toàn. Luân hồi nhận tiên tử nghe nói như thế về sau, hơi sững sờ. Nàng bên trên bên dưới dò xét tồn tại cảm càng ngày càng thấp tự ngã thi, nửa ngày sau gật đầu nói, không tệ lắm,
một vạn năm không đến thời gian, ngươi liền bước ra chính mình trường sinh chi đạo, chứng đạo trường sinh cảnh. Này thiên phú cùng tốc độ tu luyện, tại chư thiên vạn giới đều xem như cực hiếm thấy. Tạ ơn tiền bối khích lệ, Tự Ngã Thi khiêm tốn nói. Bên cạnh Bạch Long tỷ tỷ khóe miệng co giật. Nhưng là nàng không mở miệng điểm phá. Khám phá không nói toạc, miễn cho đâm chính mình trái tim. Đã vạn năm trước, ngươi cũng không có ra đời lời nói, vậy ta đối ngươi cảm giác quen thuộc khả năng đến từ phương diện khác. Có thể là ta gặp qua trưởng bối của ngươi, cũng có thể là công pháp của ngươi cái gì làm ta nhìn quen mắt. Luân hồi nhận tiên tử tùy ý nói, tóm lại, giữa chúng ta xem như hữu duyên. Sống lâu, tiếp xúc người cũng liền nhiều, thỉnh thoảng sẽ đối một ít sự vật sinh ra không hiểu cảm giác quen thuộc, có thể lý giải. Chẳng lẽ là tỉnh Nhật cư sĩ nhất hệ công pháp để tiên tử nhìn quen mắt? Tiền bối ngươi đã từng tiếp xúc qua giống ta loại này tiểu trong suốt trạng thái công pháp sao? Tự Ngã Thi thuận chủ đề tiếp lời nói. Khả năng đi, nhưng nói thật ngươi tu luyện công pháp, ta trước kia coi như tiếp xúc qua, cũng rất nhanh liền sẽ quên đi. Luân hồi nhận tiên tử chậm rãi nói. Tự Ngã Thi, vốn còn nghĩ luân hồi nhận tiên tử loại này tồn tại, có hay không biện pháp giúp tỉnh thiên cư sĩ nhất hệ hiện ra bên dưới tồn tại cảm. Nhưng hiện tại xem ra, bất lực. Mà lại, trò chuyện một chút, Tự Ngã Thi phát hiện luân hồi nhận tiên tử có chút thất thần. Nàng dần dần có chút bỏ qua tiểu trong suốt, lại nghĩ xoay qua chỗ khác cùng Bạch Long tỷ tỷ giao lưu. Tự Ngã Thi ngầm thở dài, quay đầu nhìn diễn biến bên trong Tô Thị A Thập Lục. Nhìn, có điểm giống bản thể du tẩu tại thời gian trường hà bên trong trạng thái. Tự Ngã Thi như có điều suy nghĩ. Tô Thị A Thập Lục cái kia đông đảo tiểu thập lục, chẳng lẽ lại cũng cùng thời gian trường hà có quan hệ. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên Tự Ngã Thi cảm giác một cỗ đại lực từ cánh tay hắn bên trên truyền đến, thân thể của hắn bị lôi kéo, kéo hướng luân hồi nhận tiên tử. Tự Ngã Thi bị kéo đi mấy mét, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. A, nha, kém chút đưa ngươi không để ý đến. Luân hồi nhận tiên tử lắc lắc ngón tay của mình, cái gặp nàng chẳng biết lúc nào, buộc lại đầu tuyến tại tay mình chỉ cùng luân hồi nhận trên thân. Tô Thị che đậy tiên tử trước đó cũng làm như vậy qua. Ngươi công pháp này, thậm chí ngay cả ta cũng ảnh hưởng đến. Bản thể của ngươi trạng thái không có vấn đề sao? Ta Tô Thị tiểu thập lục tiên tử, có thể hay không cùng ngươi bản thể yêu đương đến một nửa thời điểm, liền đem ngươi bản thể quên mất, sau đó quay người cùng người khác yêu đương đi. Luân hồi nhận tiên tử nói. Bạch Long tỷ tỷ dùng râu rồng chăm chú quấn lấy miệng của mình, miễn cho phát ra không lễ phép tiếng cười. Yên tâm đi, luân hồi nhận tiền bối. Ta bản thể tu luyện không phải bộ công pháp kia, hắn chủ tu tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, quên đi thần công là phụ tu công pháp, mà lại thông qua trảm tam thi, toàn bộ trảm cho ta. Tự Ngã Thi tâm mệt mỏi nói. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, luân hồi nhận tiên tử một tay chống cằm, chống đỡ bàn tròn, lâm vào trầm tư. Tự Ngã Thi thấy cảnh này lúc, suy nghĩ thêm chân ga, bắt đầu chuyến xuất phát luân hồi nhận tiên tử. Rõ ràng là đối tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công sinh ra phản ứng. Nhưng vấn đề là, bộ công pháp kia người sáng lập, là Thiên Đạo Bạch tiền bối. Thiên Đạo Bạch tại nửa bước siêu thoát về sau, lấy tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cùng tổ hợp pháp khí vì tọa độ, tại quá khứ tùy ý bỏ xuống cục gạch, đánh tới hướng tương lai. Nói cách khác, bộ công pháp kia là thứ bảy thiên đạo ở giữa sản phẩm. Nhưng thân là thứ năm thiên đạo đạo khí luân hồi nhận tiên tử. Lại đối với cái này sinh ra rõ ràng phản ứng. Cái này nói không chừng lại là bản thể bá tống nồi. Tự Ngã Thi lúc này đột nhiên có chút lý giải béo cầu đại lão tâm thái. Vô luận là chuyện gì, chỉ cần tìm không thấy cõng nổi người, liền để bạch đi lưng, chuẩn không sai. Mà đối Tự Ngã Thi đến nói, cõng nổi người có thể đổi thành bản thể bá tống. Lúc này, luân hồi nhận tiên tử ngẩng đầu hỏi, người bản thể, lúc nào tới? Còn tại cắm trụ, chờ chút, bản thể bên kia hồi phục nói, cắm xuống trụ sau có chừng một giờ lập trụ quá trình, hắn có thể dành thời gian tới đây một chút. Nhưng ta cần cùng bản thể đổi không gian tọa độ, luân hồi nhận tiền bối ngươi cho ta mở không gian quyền hạn. Tự Ngã Thi đáp, hắn chỉ là khu khu tam thi. Tự Ngã Thi, hóa thân liền cần có hóa thân dáng vẻ, trọng đại trách nhiệm không cần bọn hắn hóa thân đến gánh, giao cho bản thể là được. Chuẩn, luân hồi nhận tiên tử gật đầu. Vì Tự Ngã Thi khai thông không gian quyền hạn, để hắn có thể tự do lui tới tại Tô Thị Tổ Tinh. Luân hồi điện phạm vi.
Sau một khắc, không gian đổi thành, Tự Ngã Thi cùng Tống Thư Hàng bản thể tọa độ đổi chỗ. Tự Ngã Thi quá khứ hiệp trợ Bạch Tiền Bối cùng một chỗ, chờ đợi cắm trụ giảm sóc quá trình. Mà Tống Thư Hàng bản thể vượt không mà đến, đồng thời có nặng nề uy áp bản thân, không khí bốn phía phảng phất đều biến sền sệt. Đây là toàn thân á bất hủ hóa di chứng. Hơi chút không chú ý, vô hình uy áp liền sẽ không ngừng phóng thích. Luân hồi nhận tiên tử mở to hai mắt nhìn. Bất hủ khí tức. Toàn thân cùng loại bất hủ hóa. Đây là trường sinh giả. Trừ không thiên đạo quy tắc bạn ngoài thân, đây quả thực là sống thoát thoát nhỏ thiên đạo. Tại hạ bá Tống, xin ra mắt tiền bối. Tống Thư Hàng cố gắng thu liếm tự thân uy áp khí tức, ôm quyền nói. Luân hồi nhận tiên tử vuốt vuốt chính mình con mắt thật không phải ảo giác. Nếu như không phải thiên đạo không có khả năng sinh đẻ, luân hồi nhận tiên tử kém chút muốn hoài nghi trước mắt vị này bá Tống, có phải là thiên đạo con ruột. Tống đạo hữu người cái này trạng thái, nếu như ta không phải đạo khí, chỉ sợ đều không chịu đựng nổi. Luân hồi nhận tiên tử cảm thán nói, tại không chứng thiên đạo tình huống dưới, ngươi là thế nào làm đến bước này? Phải biết liền xem như tại nhiệm thiên đạo, cũng vô pháp đem chính mình hóa thân mân mê thành bộ dáng này. Nhiều nhất, cũng liền làm được luân hồi nhận tiên tử loại này cấp bậc, hóa thân thành đạo khí cũng đã là cực hạn. Thời gian một vạn năm, thật đủ một người, tu luyện tới giống tôn này bá Tống trình độ sao? Mà lại, đạt tới cảnh giới này tồn tại, có thể nói đã siêu việt trường sinh giả cực hạn. Loại này tồn tại, vậy mà lại coi trọng nàng Thiên Hà Tô Thị một vị lục phẩm cảnh giới tiểu tiên tử. Cái này Tống đạo hữu sẽ không là sớm biết nàng tồn tại, là hướng về phía nàng tới a. Dù sao nàng là đạo khí, đối loại này tồn tại cũng có giá trị nghiên cứu. Đối phương, là thèm muốn thân thể của nàng. Thiên Hà Tô Thị tổ tinh bên trong đang ngủ say đạo khí sự tình, chư thiên vạn giới cơ hồ không có nhiều người biết, mà lại liền xem như người biết chuyện, cũng là người một nhà. Nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, nàng tồn tại, không có khả năng thật trở thành tuyệt mật. Bị người biết được cũng không ngoài ý muốn. Nếu như không phải trước đó cái kia gần ức phát dưỡng đao thuật đặt cơ sở, lúc này luân hồi nhận tiên tử chỉ sợ đã đối bá Tống sinh ra thật sâu cảnh giác, thậm chí khả năng đem hắn cách ly. Nhưng bây giờ luân hồi nhận tiên tử, trong lòng cũng không sinh ra quá nhiều cảnh giác, ngược lại đưa tay, ra hiệu Tống Thư Hàng tại bàn tròn đối diện ngồi xuống. Tống Thư Hàng sau khi ngồi xuống, hồi phục tiên tử vấn đề, ta bây giờ trạng thái, kỳ thật rất phức tạp. Ta đem hiện tại trạng thái xưng là á bất hủ hình thức, nó là các loại trùng hợp cộng cơ duyên cộng rất nhiều tiền bối tương trợ kết quả. Nếu như chỉ bằng chính ta, cái gì đều không làm được. Các vị tiền bối trợ giúp ta, mới là trọng yếu nhất. Rất nhiều tiền bối, luân hồi nhận tiên tử suy tư, hỏi, đẳng cấp gì tồn tại, có thể giúp ngươi làm được loại chuyện này. Đầu năm nay, những người tu luyện đều như thế hoành. Đã tại nghiên cứu lấy phàm nhân chi thân. Đoạt thiên đạo bất hủ tạo hóa. Mà lại, còn thành công rồi. Vấn đề này, bên cạnh Bạch Long tỷ tỷ liền có thể hồi phục, đương kim thiên đạo, nhiều vị cửu u chúa tể, còn có một nhóm đỉnh tiêm trường sinh giả, ta nhớ được còn có một vị long lạc nữ sĩ. Luân hồi nhận tiên tử. Ta trước đó vẫn chỉ là hoài nghi ngươi là thiên đạo con riêng, nhưng hiện tại xem ra, ta căn bản cũng không cần hoài nghi, đây chính là chân tướng. Dùng nhóm đến tính toán đỉnh tiêm trường sinh giả, lịch đại cửu u chúa tể, đương kim thiên đạo. Muốn tập hợp đủ nhiều như vậy trợ lực. Người trường sinh đạo, chẳng lẽ là mạng lưới quan hệ hay sao? Luân hồi nhận tiên tử nói, nếu không phải mạng lưới quan hệ trường sinh đạo, lại có thể nào đem như thế nhiều tồn tại liên lạc đến cùng một chỗ? Ta hiện tại dùng trường sinh đạo, là công đức cộng nhân quả trường sinh pháp. Bất quá, tiếp qua một chút thời gian. Ta đích xác chuẩn bị đem trường sinh đạo đổi thành tu lưu trường sinh pháp, hoàn toàn chính xác xem như cùng mạng lưới quan hệ có quan hệ. Đối diện, Tống Thư Hàng tự nhiên hào phóng trả lời. Luân hồi nhận tiên tử. Người nhà thật là có mạng lưới quan hệ trường sinh pháp a. Mà lại, nghe vị này bá Tống khẩu khí, hắn đổi trường sinh pháp liền cùng thay quần áo đồng dạng, tựa hồ không chỉ đổi qua một đầu trường sinh đạo. Thời gian một vạn năm bên trong. Thật có thể lĩnh ngộ ra số nhiều trường sinh đạo. Ngươi thật sự là tại một vạn năm bên trong, đạt tới loại trình độ này. Luân hồi nhận tiên tử ánh mắt phức tạp nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng có chút dừng lại, gật đầu nói, đúng vậy, là tại một vạn năm bên trong,
không thể giả được. Cho nên, người thông qua ta Thiên Hà Tô Thị Tiểu Thập Lục Tiên Tử, chân chính mục tiêu chính là tiếp xúc ta sao? Luân hồi nhận tiên tử hai mắt thẳng câu câu nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Bá Tống càng là trả lời như vậy, liền càng để nàng xác định điểm này có thể tại ngắn ngủi một vạn năm bên trong đạt tới độ cao này tồn tại, mỗi làm một việc, đều khẳng định ẩn giấu đi thâm ảo quyết định. Tiếp xúc Tô Thị Tiểu Tiên Tử yêu đương loại này chuyện bình thường, ngẫm lại cũng không thể. Tống Thư Hàng lắc đầu, nói, vào hôm nay trước đó, ta cũng không biết tiên tử tồn tại. Vậy ngươi vì sao tiếp xúc ta Thiên Hà Tô Thị Tiểu Thập Lục Tiên Tử? Giống như ngươi tồn tại. Có được một vạn năm liền chứng đạo trường sinh cộng toàn thân á bất hủ hóa kinh lịch, người sẽ đối ta Tô Thị Tiểu Tiên Tử phổ thông động tâm, phổ thông yêu đương. Luân hồi nhận tiên tử nghiêm túc hỏi. Bên cạnh Bạch Long tỷ tỷ ngẩng đầu vọng thiên muốn tới, trung quy vẫn là tới, tránh đều tránh không xong. Bàn tròn đối diện, Tống Thư Hàng rất ổn trọng nói, luân hồi nhận tiền bối, người muốn nghe nói thật sao? Tự nhiên, luân hồi nhận tiên tử nói. Bạch Long tỷ tỷ yên lặng ngắm nhìn luân hồi nhận tiên tử nàng đã cố gắng không giảng phá, nhưng không nghĩ tới tiên tử vẫn là chính mình hướng trên họng súng đụng. Trên thực tế, ta là năm ngoái thời điểm, vừa mới nhận biết A Thập Lục. Tống Thư Hàng khóe miệng hiển hiện nụ cười ôn nhu, lâm vào trong hồi ức. Năm ngoái, nói cách khác, nhiều nhất chỉ có thời gian một năm. Luân hồi nhận tiên tử nhíu mày, một cái tu luyện vạn năm tồn tại, ngắn ngủi trong một năm. Cùng Tô Thị Tiểu Tiên Tử có quan hệ thân mật, đừng nói cho nàng là vừa thấy đã yêu. Khi đó, A Thập Lục độ tứ phẩm thiên kiếp thất bại, xuất hiện tại Giang Nam Đại học thành. Mà ta, khi đó vừa mới tiếp xúc tu luyện, vẫn còn trăm ngày trúc cơ giai đoạn. Tống Thư Hàng tiếp tục nói. Chờ chút, luân hồi nhận tiên tử xòe bàn tay ra kêu dừng, người mới vừa nói cái gì? Vừa tiếp xúc tu luyện, ở vào trăm ngày trúc cơ giai đoạn. Năm ngoái. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Ân cái đầu của ngươi a, năm ngoái a, trăm ngày trúc cơ a, nhưng ngươi bây giờ là trường sinh giả cảnh giới, toàn thân á bất hủ hóa, còn từng có mấy cái trường sinh đạo a. Luân hồi nhận tiên tử nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Ngươi đây chính là lời nói thật. Đây là cái gì lời nói thật? Ngươi xác định thời gian là năm ngoái. Ngươi năm ngoái vừa tiếp xúc tu luyện, vậy ngươi năm nay. Luân hồi nhận tiên tử cắn răng nói. Tống Thư Hàng trả lời, là năm ngoái không sai, năm nay. Qua năm, tuổi mụ xem như 20 tuổi đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Luân hồi nhận tiên tử nói. Tống Thư Hàng phóng khoáng nói, tiên tử không tin, hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn của ngươi đến kiểm trắc ta. Bạch Long tiên tử, luân hồi nhận tiên tử xoay đầu lại, hỏi. Bạch Long tỉ tỉ thở dài nói, ta tiếp xúc Thư Hàng lúc, hắn không sai biệt lắm ở vào tứ phẩm cảnh giới. Khi đó, không sai biệt lắm là 5 tháng trước. Luân hồi nhận tiên tử. Nếu như bá tống thật sự là năm ngoái vừa tiếp xúc tu luyện manh tân, vậy hắn cùng Tô Thị A Thập Lục ở giữa tình cảm, quan hệ liền có thể hiểu được. Nhưng là, thời gian một năm, làm sao có thể làm được loại chuyện này? Ngươi đến, cầm tay của ta. Ta vẫn là muốn dùng phương pháp của mình, đến kiểm tra một chút. Luân hồi nhận tiên tử đối Tống Thư Hàng duỗi ra cánh tay của mình. Không cần nắm cổ, Tống Thư Hàng vô ý thức hỏi. Luân hồi nhận tiên tử. Ngươi muốn bắt ta cổ làm gì? Xem ra cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối khác biệt, Tống Thư Hàng lộ ra một cái nụ cười ấm áp, đến hóa giải xấu hổ. Sau đó, hắn đưa tay nắm chặt luân hồi nhận tiên tử cổ tay. Một vòng vầng sáng đem luân hồi nhận tiên tử bao phủ. Vầng sáng tán đi về sau, một thanh dài 3 mét cự nhận xuất hiện tại Tống Thư Hàng trong tay. Trên thân đao, vẽ lấy minh giới, địa ngục thông đạo, nhạc viên các loại đồ án. Ta pháp tắc, cùng luân hồi có quan hệ, cùng thời gian cũng có liên hệ. Luân hồi nhận tiên tử thanh âm vang lên, sẽ sử dụng đạo khí sao? Biết, trong tay của ta hiện tại có 2 kiện đạo khí. Tống Thư Hàng đáp, luân hồi nhận tiên tử. Sau một khắc, Tống Thư Hàng ngồi ngay ngắn, bày ra đao thiền tư thế, bước tiếp theo, nhân đao hợp nhất. Hào quang chói sáng chợt lóe lên. Sau đó, Tống Thư Hàng cùng luân hồi nhận tiên tử liền tiến vào đến đao tu nhóm tha thiết ước mơ nhân đao hợp nhất cảnh giới. Người một mực là dạng này sử dụng đạo khí. Luân hồi nhận tiên tử thần sắc phức tạp. Bản năng tay trượt, Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói. Luân hồi nhận tiên tử thở dài, được rồi, nhân đao hợp nhất trạng thái cũng tốt.
chuẩn bị kỹ càng, ta muốn bắt đầu vận chuyển. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, luân hồi nhận tiên tử bắt đầu trình độ lớn nhất kích hoạt tự thân luân hồi lực lượng, bao trùm bá Tống. Bất quá một bước này đột nhiên, kỳ thật là kiểm an khâu. Nàng đầu tiên muốn nhìn vị này bá Tống đạo hữu có hay không bị người phụ thể. Luân hồi nhận tiên tử muốn phòng không phải Tống Thư Hàng, mà là âm hiểm thứ tư thiên đạo. Pháp tắc lực lượng chợt lóe lên. Sau một khắc, luân hồi nhận bên trên, vang lên chói tai còi báo động. Luân hồi nhận tiên tử cái này kiểm an chương trình chủ yếu là dùng để phòng bị đệ tứ thiên đạo dù sao, đệ tứ thiên đạo thừa dịp nàng bản tôn đệ ngũ thiên đạo chứng đạo bất hủ lúc, lặng lẽ cho đệ ngũ thiên đạo hạ có được phụ thân công năng nguyền rủa. Điểm ấy không thể không phòng. Sở dĩ, đạo khí, luân hồi nhận bị đệ ngũ thiên đạo chế tạo ra đến về sau, liền bổ sung kiểm trắc đệ tứ thiên đạo bất hủ tin tức tương quan công năng. Hiện tại, nàng bộ này kiểm an tin tức hướng bá Tống trên người quét qua lúc, cảnh báo vang lớn. Mà lại cái này tiếng cảnh báo phi thường chói tai, điều này nói rõ bá Tống trên người ngoại trừ cùng đệ tứ thiên đạo có liên quan bất hủ tin tức bên ngoài, tựa hồ còn có nhiều thứ hơn. Ngươi tiếp xúc qua đệ tứ thiên đạo, ngươi chúng đệ tứ thiên đạo bí pháp, luân hồi nhận tiên tử lập tức tiến vào khẩn cấp cách ly hình thức, đao quang chảm hiện, hóa thành màn sáng, đem Tống Thư Hàng cùng đám người cách ly. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Không cần hoảng, đoán chừng là bá Tống ngươi còn không có chứng được thiên đạo, liền ngưng tụ á bất hủ hình thức, sở dĩ đưa tới cái kia đệ tứ thiên đạo âm thầm nhìn trộm, đối với ngươi âm thầm ra tay. Nhưng đừng lo lắng. Ta đối nhằm vào đệ tứ thiên đạo phụ thân nguyền rủa thủ đoạn, cái này thay ngươi nhổ. Luân hồi nhận tiên tử an ủi. Đồng thời, nàng mượn nhờ nhân đao hợp nhất hình thức, tăng lớn kiểm an cường độ, ý đồ trợ giúp Tống Thư Hàng, đem đệ tứ thiên đạo phụ thân nguyền rủa cho bóp tắt. Kiểm an cường độ tăng lớn về sau, từ trên thân Tống Thư Hàng, có liên tiếp tin tức bị kích hoạt, từng cái bày ra. Có to lớn trong mắt hư ảnh. Có một chân ban văn long hư ảnh. Có đen kịt mặt trời biến thành hư ảnh. Có công đức quấn thân đạo nhân hư ảnh. Có tuấn mỹ vô song A Bạch hư ảnh. Có thể lỏng kim loại béo cầu hư ảnh. Dòng dã 6 loại không đồng căn nguyên bất hủ khí tức, từ trên thân Tống Thư Hàng hiển hiện, kém chút rượu mù luân hồi nhận tiên tử con mắt. Chư thiên vạn giới, chỉ sợ không có mấy người, có thể hữu duyên đồng thời gặp gỡ nhiều như vậy bất hủ tin tức. Nếu không có nàng là đạo khí chi thân, một hơi tiếp xúc nhiều như vậy bất hủ tin tức, nói không chừng muốn bị trùng kích đến lâm vào ngắn ngủi trạng thái hôn mê. Những thứ này, đều là lịch đại thiên đạo bất hủ tin tức. Luân hồi nhận tiên tử chỉ những thứ này hư ảnh, hỏi. Trong đó, liền có nàng tương đối quen thuộc đệ tứ thiên đạo, cái kia đen kịt mặt trời hư ảnh. Không sai, lịch đại thiên đạo bên trong, ngoại trừ đệ nhất thiên đạo cùng tiền bối bản tôn đệ ngũ thiên đạo bên ngoài, còn lại thiên đạo bất hủ tin tức. Đều ở nơi này. Tống Thư Hàng giải thích nói. Luân hồi nhận tiên tử nghe đến đó, trầm mặc nửa ngày, nói không ra lời. Nàng thực sự không biết muốn thế nào tiếp bá Tống. Từ tiếp xúc bá Tống đến bây giờ, luôn cảm giác đối phương không giờ khắc nào không tại trang tất. Càng làm nàng khó chịu hơn là, đều là nàng chủ động phối hợp, hoặc là nàng buộc đối phương trang tất. Mặt khác, bá Tống ngươi còn dám nói mình không thèm thân thể của ta. Người đây rõ ràng là muốn thông qua ta, thu thập đệ ngũ thiên đạo bất hủ tin tức tiết tàu A. Không, tiền bối, gặp gỡ ngươi nhưng thật ra là thuần túy ngoài ý muốn. Ta căn bản không biết thiên hà tô thị sau lưng, cứ nhiên ẩn giấu đi đệ ngũ thiên đạo. Tống Thư Hàng lắc đầu nói, mà lại, toàn thân của ta á bất hủ hóa đã hoàn thiện, cốt nhục ti huyết, đều đã trải qua hoàn thành á bất hủ hóa, đã không thiếu bất hủ tin tức. Đương nhiên. Nếu là có thể tập hợp đủ lịch đại thiên đạo bất hủ tin tức, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Chí ít, có thể nho nhỏ thỏa mãn một chút bản thân thu thập đam mê. Đệ tứ thiên đạo bất hủ tin tức, ngươi là thế nào lấy được? Luân hồi nhận tiên tử có chút không yên lòng, lên tiếng hỏi. Liên quan tới đệ tứ thiên đạo tin tức, là ta cùng Bạch tiền bối, dùng nho ra thánh nhân thôn phệ thiên phú, từ trên người hắn gặm qua tới. Trên thực tế, chúng ta bây giờ đối mặt một vấn đề. Chính là như thế nào giải quyết đệ tứ thiên đạo nguy cơ. Nếu như không giải quyết hắn, cả cái chư thiên vạn giới, đều có thể bị hắn phá hủy. Tống Thư Hàng thừa cơ hội này, đem đen kịt mặt trời sự tình, cùng luân hồi nhận tiên tử miêu tả một lần. Hắn kỹ càng đem bản thân tiếp xúc bệnh độc,
tìm ra màn tay hắc thủ quá trình tình báo, cùng tiên tử chia sẻ. Không nghĩ tới, các ngươi có thể làm được loại trình độ này. Luân hồi nhận tiên tử nghe được Tống Thư Hàng cùng vị kia bạch đạo hữu liên thủ, kém chút đem đệ tứ thiên đạo chuẩn bị ở sau đen kịt mặt trời vĩnh cửu trấn áp, trong lúc đó còn dùng bí pháp nào đó tại trên người đối phương thôn phệ bất hủ tin tức, tâm tình vui vẻ. Nói đến đây lúc, nàng ngắm nhìn đang tại tối biến Tô Thị A Thập Lục, nói, tiểu thập lục trăm phương ngàn kế muốn đem ngươi dẫn tiến cho ta, chỉ sợ sẽ là đánh ta chủ ý. Muốn cho ta đến bù đắp ngươi thiếu hụt đệ ngũ thiên đạo bất hủ tin tức. Tống Thư Hàng nghe vậy, trong lòng ấm áp. Nghe nói ngươi có một loại pháp thuật, có thể làm tóc nhanh chóng mọc ra. Luân hồi nhận tiên tử khí linh hiển hiện, đưa thay sờ sờ bản thân trần trùng trục sọ não, hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, là ta một vị tiền bối sáng tạo tăng pháp thuật, hiệu quả rất không tệ. Mà lại, tạo hóa pháp phương còn mở ra tăng pháp thuật bản quyền, muốn học người đều có thể học. Đem cái này pháp thuật dạy cho ta. Ta dẫn người đi tiếp xúc một chút để ngũ thiên đạo bất hủ tin tức đi. Nhưng là, có thể hay không được đến tương quan bất hủ, ta cũng không dám cam đoan. Luân hồi nhận tiên tử lên tiếng nói. Nàng đây chính là tùy ý mượn cớ, hoàn thành Tô Thị A Thập Lục tâm nguyện trên thực tế, lấy nàng cảnh giới thực lực, thiếu thốn tóc muốn trường sinh đi ra, cũng không khó khăn. Tạ ơn tiền bối, Tống Thư Hàng duỗi tay, đem liên quan tới tăng pháp thuật nguyên lý ghi chép lại. Giao cho luân hồi nhận tiên tử khí linh. Luân hồi nhận tiên tử khí linh tiếp nhận tăng pháp thuật về sau, lặng yên quét một lần, thỏa mãn nhẹ gật đầu, phát minh pháp thuật này đạo hữu, ngược lại là có chút ý tứ. Đang khi nói chuyện, nàng yên lặng vận chuyển tăng pháp thuật, một đầu đến lưng tóc đỏ một lần nữa sinh ra. Bất quá nàng bản thể còn hóa thân thành lưỡi đao, tại Tống Thư Hàng trong tay, tạm thời nhìn không ra biến hóa tới. Không tệ, ta rất hài lòng. Như vậy tiếp đó, ta theo ước định, mang người tiếp xúc một chút để ngũ thiên đạo tin tức đi. Để ngũ thiên đạo chứng đạo pháp tắc, chính là luân hồi, mà nàng cuối cùng lui nhiệm nguyên nhân, cũng là bởi vì luân hồi nguyên nhân. Luân hồi nhận tiên tử giải thích nói. Để ngũ thiên đạo, không phải là bởi vì nghiên cứu siêu thoát chơi thoát mới lui nhiệm. Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Nói như vậy lời nói, để ngũ thiên đạo thế nhưng là lịch đại thiên đạo bên trong đặc thù tồn tại. Nàng thật không có nghiên cứu siêu thoát, nhưng nàng cũng thật là chơi thoát. Luân hồi nhận tiên tử bình tĩnh nói, nàng tại nhiệm thời điểm, nghiên cứu minh giới, quỷ giới, nghiên cứu luân hồi chuyển sinh. Cuối cùng nàng phát hiện, chư thiên vạn giới tử vong quy tắc quá đơn giản, tán loạn, không có một cái nào hoàn thiện hệ thống. Thế là, nàng tại vị trong lúc đó ngoại trừ đối đệ tứ thiên đạo di vật bên ngoài, thời gian còn lại đều đặt ở hoàn thiện luân hồi hệ thống phía trên. Cuối cùng một bước. Đệ ngũ thiên đạo lấy thân hóa luân hồi, lấy thiên đạo chi thân đúc luân hồi căn cơ. Ta hiện tại muốn dẫn người đi tiếp xúc, chính là luân hồi căn cơ. Luân hồi nhận tiên tử mượn nhờ nhân đao hợp nhất trạng thái, mang theo Tống Thư Hàng thần thức xuống chìm. Chìm vào vô tận thâm uyên. Loại này chìm xuống đồng dạng không phải vật lý bên trên chìm xuống, liền cùng lúc trước Tống Thư Hàng ý thức thăng hoa, tiếp xúc đến nhân tiền hiển thánh giảng pháp quy tắc một dạng. Vốn cho rằng một mực muốn chìm xuống đến tiếp xúc luân hồi căn cơ, mới có thể tiếp xúc đến đệ ngũ thiên đạo bất hủ tin tức. Nhưng tại hạ trầm quá trình bên trong, Tống Thư Hàng ý thức liền đã tại liên tục không ngừng tiếp xúc luân hồi cộng bất hủ số liệu. Chìm xuống thông đạo liền ẩn chứa đệ ngũ thiên đạo đạo cùng pháp. Thuộc về đệ ngũ thiên đạo bất hủ tin tức, không ngừng hiển hiện. Sau đó, bọn chúng chủ động cùng Tống Thư Hàng tiếp xúc. Thông qua ý thức của hắn phản hồi đến hắn tại Tô Thị tổ tinh nhục thân, cường hóa lấy hắn năng lượng. Giờ đây Tống Thư Hàng toàn thân huyết nhục xương bì đều đã trải qua hoàn thành á bất hủ hóa, liền liên tiếp xuống tính toán năng lực đều có đạo tử tiền bối trở lấy vì hắn thêm tái hách. Hiện tại, rốt cục liền sau cùng thiếu hụt năng lượng, cũng bắt đầu á bất hủ hóa, từ trường sinh giả cấp bậc tiên nguyên bắt đầu giao qua á bất hủ lực lượng. Phối hợp phì kình kim đan lời nói. Uy lực còn có thể cao hơn một tầng lầu. Cái này đợt cường hóa nếu là hoàn thành, lại thêm trở đạo tử tiền bối tính toán hách về sau, bá tống chính là chân chính tiểu bất hủ. Ngoại trừ thiên đạo bên ngoài, liền rốt cuộc không ai có thể đánh động đến hắn. Tại Tống Thư Hàng trong tay, luân hồi nhận tiên tử một mực chú ý hắn tình trạng. Khi thấy thuộc về đệ ngũ thiên đạo bất hủ tin tức chủ động cùng Tống Thư Hàng tiếp xúc lúc, nàng mí mắt hơi nhảy. Lực tương tác quá cao.
Đệ ngũ thiên đạo bất hủ tin tức tại gặp gỡ Tống Thư Hằng lúc, tựa như là về nhà ngoại một dạng, giữa hai bên dung hợp không có chút nào xung đột. Nếu như ngươi không phải nam, ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không ta bản tôn luân hồi chi thân. Luân hồi nhận tiên tử lên tiếng nói. Có thể là bởi vì ta người mang lịch đại thiên đạo bất hủ tin tức, số lượng nhiều, thân thể của ta đối bất hủ tin tức cũng liền có lực hấp dẫn. Tống Thư Hằng nói, đệ ngũ thiên đạo tiên tử, là cái tử bi tiền bối, lại có lẽ là nàng đang cố ý giúp ta. Tại tiếp xúc đến luân hồi bất hủ số liệu quá trình bên trong, hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái này bất hủ chi lực bên trong ẩn chứa nhu hòa cảm xúc. Lấy bản thân bất hủ chi thân làm căn cơ, đi hoàn thiện chư thiên vạn giới luân hồi hệ thống. Bản thân cái này chính là một loại rất từ bi hành vi. Thân là bất hủ thiên đạo, bản thân đã vượt ra sinh tử, bởi vì thương hại chúng sinh nguyên nhân, lấy tự thân bất hủ thân thể làm đại giá, hoàn thiện luân hồi hệ thống, bù đắp chư thiên vạn giới chúng sinh sinh mệnh tuần hoàn. Có dạng này thiên đạo có thể nói là chúng sinh may mắn. Nói trở lại, luân hồi hệ thống, tại một bốn thiên đạo thời điểm, đều là không hoàn thiện sao? Tống Thư Hàng lại dò hỏi. Một bốn thiên đạo, đây chính là chiếm cứ lịch đại thiên đạo một nửa mức. Nhưng mãi cho đến đệ ngũ thiên đạo, mới bắt đầu hoàn thiện luân hồi. Thời đại trước lúc, khả năng có cũ thời đại luân hồi hệ thống. Nhưng theo thời đại thay đổi, thời đại trước luân hồi hệ thống liền lộ vẻ quá đơn giản hỗn loạn, không cách nào thỏa mãn thời đại mới nhu cầu, thậm chí sinh ra bộ phận vị diện thế giới luân hồi sụp đổ hiện tượng. Luân hồi nhận tiên tử nói. Những vấn đề này, mãi cho đến đệ ngũ thiên đạo thời đại lúc, một hơi bạo phát đi ra đệ ngũ thiên đạo đã từng hoài nghi, có phải hay không tiền nhiệm thiên đạo tại nhiệm lúc giở trò quỷ nguyên nhân. Cái kia giờ đây luân hồi hệ thống, vận chuyển bình thường sao? Tống Thư Hằng hỏi. Vận chuyển bình thường, bất quá, cho dù là giờ đây luân hồi hệ thống, còn không cách nào được xưng là hoàn mỹ, qua nhiều năm như vậy, lấy thiên đạo bất hủ thân thể làm hạch tâm luân hồi hệ thống, như trước đang không ngừng tiến hóa, bù đắp. Chúng ta đến, luân hồi nhận tiên tử nói khẽ. Còn tại tiến hóa bù đắp, sau một khắc, Tống Thư Hằng cảm giác mình ý thức đụng đáy. Đồng thời, bốn phía hết thảy bắt đầu sáng lên. Ánh sáng đầu nguồn, là một phương to lớn ấn. Ấn thân hiện lên lưu ly hình, bên trong chảy xuôi theo như băng tinh năng lượng. Vô số thông đạo cùng phương này đại ấn tương liên. Đây chính là luân hồi căn cơ, lấy đệ ngũ thiên đạo bất hủ thân thể làm hạch tâm. Biến hóa ra luân hồi ấn. Tống Thư Hàng mơ hồ có thể cảm ứng được, chư thiên vạn giới tất cả vị diện đều cùng phương này luân hồi ấn tương liên. Ấn trên người kết nối lấy vô tận thông đạo, diễn hóa lục đạo luân hồi. Bất quá những thứ này luân hồi tình huống cặn kẽ, Tống Thư Hàng không cách nào thấy rõ luân hồi nhận tiên tử dẫn hắn tới là nhìn ấn, mà không phải nhìn luân hồi quá trình. Đệ ngũ thiên đạo thân thể, ngay tại cái này ấn bên trong sao? Tống Thư Hàng hai tay hợp trưởng, đối phương này luân hồi ấn thi lễ một cái. Không sai, luân hồi nhận tiên tử nói, ngươi lại tới gần, một tay nắm chặt ta, một tay nhẹ nhàng tiếp xúc cái này ấn. Ngươi có thể tiếp xúc thời gian của nó có hạn, sở dĩ, có thể được đến bao nhiêu cùng bất hủ tin tức tương quan, liền xem chính ngươi tạo hóa. Cơ hội chỉ có một lần. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hắn theo lấy luân hồi nhận tiên tử phân phó, tới gần luân hồi ấn. Duỗi nhẹ tay đặt nhẹ ở tại bên trên. Tay trượt một chút, luân hồi nhận tiên tử nhắc nhở. Tống Thư Hàng sững sờ, cái này, không tốt lắm đâu. Chính đang khi nói chuyện, hiện thế nhục thân bởi vì tiên năng á bất hủ hóa nguyên nhân, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tự động vận chuyển. Luân hồi ấn tựa hồ cũng lên phản ứng, cùng Tống Thư Hàng tiến hành có chút cộng minh. A, à, Tống Thư Hàng khẽ gọi một tiếng đệ ngũ thiên đạo. Cùng hắn tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công sinh ra phản ứng. Trong đầu hắn, lập tức nghĩ đến thiên đạo bạch tiền bối thân ảnh. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công là thiên đạo bạch kiệt tác. Chẳng lẽ là cùng là thiên đạo tác phẩm, sở dĩ sinh ra cộng minh. Trong lúc đang suy tư, từ luân hồi ấn bên trên, chủ động truyền lại ra đại lượng bất hủ số liệu, hướng hắn vào tới. Càng quan trọng hơn là, Tống Thư Hằng cảm giác những thứ này bất hủ số liệu giống như là được điều chỉnh qua, cùng hắn đặc biệt xứng đôi. Bên cạnh, luân hồi nhận tiên tử nhíu mày đại ấn hôm nay là không phải chủ động quá mức. Từ đầu tới đuôi, tựa hồ cũng tại phối hợp lấy Tống Thư Hằng hành động. Bá tống trên người chẳng lẽ có chuyên môn châm đối với thiên đạo vật phẩm mị lực.
hắn thiên đạo di vật, đạo khí hoặc cửu u chúa tể, có thể hay không cũng là dạng này, không hiểu thấu trợ bá tống một chút sức lực, nhượng hắn tập hợp đủ xưa nay chưa từng có á bất hủ thân thể. Ngươi tới đón ta á. Lúc này, có một thanh âm từ đại ấn bên trong truyền ra. Luân hồi nhận tiên tử. Tống Thư Hàng cũng sững sờ, tiếp ngươi. Ta. Bốn, bá tống, ngươi rốt cục tới đón ta rồi. Cái thanh âm kia tiếp tục nói. Kêu là bá tống. Nói cách khác, đối phương nhận biết mình, không có nhận lầm người. Là ta à, là ta à, ta là ong 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 cái thanh âm kia lo lắng nói. Tống Thư Hàng. Giải khai bí pháp, ký ức trở về, cái thanh âm kia không ngừng nhắc đến tỉnh nói. Hắn tựa hồ không cách nào gọi ra thân phận của mình, chỉ có thể bên cạnh kích bên cạnh gõ phát ra nhắc nhở. Nghe đến đó lúc, Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Hắn ý thức thể ngón trỏ ngón giữa dựng thẳng lên, phân thân, giải. Phân thân Tống, đây chính là Tống Thư Hàng to gan suy đoán. Trước đó cùng Thông Nương, cửu tu Phượng Hoàng Đao, Xích Tiêu Kiếm Tâm Ma cùng một chỗ mất đi phân thân Tống. Vì cái gì bản thân một đi ngang qua đến, để ngũ thiên đạo bất hủ tin tức liền nhao nhao ôm ấp yêu thương. Mà lại, những thứ này bất hủ tin tức phảng phất như là trải qua điều chỉnh, cùng hắn đặc biệt xứng. Có phải hay không là trong bóng tối, đã có một người như vậy, thay hắn yên lặng hoàn thành hết thảy. Thay hắn cùng đệ ngũ thiên đạo tạo mối quan hệ, thay hắn sớm điều chỉnh tốt đệ ngũ thiên đạo bất hủ tin tức, sau đó, ở chỗ này chờ hắn tới đón hắn. Thế là, hắn nghĩ tới rồi Tống. Nếu như là mấy tháng trước, Tống Thư Hàng ý nghĩ sẽ không như thế lớn mật, não động cũng sẽ không như thế khoáng đạt. Nhưng từ khi hắn biết rồi Tống đầu gỗ cái này nổi chính là tự thân nổi lớn về sau, đối với quá khứ dị thường, Tống Thư Hàng ý nghĩ cùng tư duy đều biến lớn mật lên. Sở dĩ, hắn thử nghiệm kết ấn, giải khai bản thân phân thân. Ao ao ao. Một trận thủy triều mãnh liệt thanh âm từ đại ấn bên trong truyền ra, giải khai phân thân bí pháp, có hiệu lực. Trước đó không lâu, phân thân Tống tại sau khi biến mất, Tống Thư Hàng phân thân bí pháp kỹ năng tựa như là biến xám, không cách nào kích hoạt, cũng vô pháp hủy bỏ phân thân. Mà bây giờ, cái này biến xám bí pháp, một lần nữa có hiệu lực. Mãnh liệt tiếng sóng bên trong. Mơ hồ truyền tới một thanh âm mừng rỡ, ta trở về. Tống Thư Hàng đoán đúng. Đại ấn bên trong cái thanh âm kia, chính là phân thân Tống không thể nghi ngờ. Mặc dù không biết ngươi trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra. Nhưng là, hoan nghênh trở về. Tống Thư Hàng duy trì lấy thu hồi phân thân bí pháp thủ ấn, ôn nhu nói. Rầm rầm tại trận kia trận vui sướng ba đạo âm thanh bên trong, từ đại ấn bên trong, có một đạo lực lượng liên tục không ngừng tan ra. Dung nhập Tống Thư Hàng bản tôn thể nội. Bên cạnh, luân hồi nhận tiên tử đã nhìn ngây người. Vì cái gì bản thân bản tôn đệ ngũ thiên đạo dùng bất hủ thân biến thành luân hồi căn cơ đại ấn bên trong, sẽ có bá tống phân thân tại. Người năm nay không phải mới 19 tuổi sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Luân hồi nhận tiên tử cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo, bình tĩnh hỏi. Nếu không có vài ức phát dưỡng đao thuật đặt cơ sở, thân là đạo khí, nàng nhìn thấy bản thân bản tôn biến thành đại ấn bên trong ẩn giấu đi những người khác phân thân, đã sớm xách đao chặt lên. Luân hồi nhận tiên tử, người an tâm chớ vội, chờ ta tiếp thu xong phân thân, đồng bộ ký ức về sau, lại cùng ngươi giải thích. Tống Thư Hàng ôn hòa nói. Lúc trước, đồng thời biến mất Thông Nương, cửu tu Phượng Hoàng Đao, tâm ma Xích Tiêu Kiếm cộng phân thân Tống. Cửu tu Phượng Hoàng Đao tại mấy hơi về sau. Liền lại xuất hiện tại nguyên chỗ, mà lại hoàn thành Thông Nương bát chuyển, để Tống Thư Hàng cái này cửu tu có thể đem hắn kế thừa. Lại nói tiếp, liên quan tới Thông Nương tin tức, Tống Thư Hàng cũng từ Thi La Lị cùng Trúc La Lị cái kia được đến Thông Nương, tựa hồ ở vào một cái tương lai xa xôi, mà lại khí chất phát sinh to lớn chuyển biến thành tóc ngắn ngự tỷ Thông Nương. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm cùng phân thân Tống nhưng vẫn không tin tức. Hiện tại xem ra, Tống có thể là trở về quá khứ. Tiếp xúc đến đệ ngũ thiên đạo. Hoa! Đại ấn bên trong tiếng nước đình chỉ. Xa cách từ lâu phân thân Tống rốt cục hoàn thành giải thoát, phân thân bí pháp giải khai, hắn có thể quay về bản thể. Đồng thời, hắn còn mang theo lấy đại lượng ký ức cộng đại lượng bất hủ tin tức. Bộ phận này bất hủ tin tức, là đệ ngũ thiên đạo lễ vật, cũng là phân thân Tống cố gắng, đã sớm trải qua hắn rèn luyện, cùng Tống Thư Hàng bản thể 100% thích ứng.
vừa vào thể về sau, Tống Thư Hàng tại Tô Thị Tổ Tinh nhục thân liền hoàn mỹ tiếp thu bộ này phát bất hủ tin tức, thể nội tiên năng triệt để biến hóa, từ năng lượng nguồn cội, hóa thành á bất hủ. Năng lượng cải biến, để Tống Thư Hàng ý thức chấn động, thất thần như vậy trong nháy mắt. Tại hắn thất thần chớp mắt bên trong, phân thân Tống mang về ký ức, hóa thành một từng cái hình ảnh hiện ra ở trước mặt hắn. Những hình ảnh này, không phải theo trình tự từng bước một phát ra, mà chớp mắt bên trong hóa thành hàng ngàn hàng vạn cái màn ảnh, hóa thành màn hình, hình chiếu tại Tống Thư Hàng não hải trong trí nhớ. Những thứ này màn ảnh, đồng thời phát ra tiếng, đồng thời phát hình. Tống Thư Hàng nhìn thấy, không chỉ là Tống ký ức, còn có một số hắn hình ảnh. Tỷ như, ở một cái đặc biệt to lớn, đặc biệt dễ thấy trên màn hình, hắn thấy được một vị phong hoa tuyệt hóa tiên tử, chân trần giáng lâm không đáy thâm uyên. Vị này tiên tử, tướng mạo cùng luân hồi nhận tiên tử có 8 phần tương tự là có thể khống chế đầu chọc kiểu tóc đại mỹ nhân nhan trị. Là đệ ngũ thiên đạo. Này lúc, hình ảnh bên trong đệ ngũ thiên đạo, một thân bất hủ tin tức đều thu liễm. Nếu như không phải suy đoán ra thân phận của nàng, thậm chí không cách nào đánh giá ra nàng thiên đạo thân phận. Thời gian này điểm, nàng đã ở vào hoàn thiện luân hồi một bước cuối cùng, tự thân đã nhanh muốn từ thiên đạo chi vị bên trên lui cách. Giáng lâm đến vô tận thâm uyên về sau, đệ ngũ thiên đạo thân hình bắt đầu kết tinh, rất nhanh liền hóa thành một phương cự ấn. Lấy cái này cự ấn làm cơ sở, luân hồi mới dùng cái này xây dựng. Thân hóa luân hồi, công đức vô lượng. Cự ấn thành hình, nhưng đệ ngũ thiên đạo tựa hồ bỏ ra cái giá rất lớn đơn độc một tôn thiên đạo bất hủ thân thể, tựa hồ còn không cách nào một hơi đem chọn cái luân hồi khung hoàn thành. Nàng đầu nhập tự thân toàn bộ về sau, khung vẫn chỉ là luân hồi hình thức ban đầu. Mà điểm này, đệ ngũ thiên đạo tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Luân hồi ấn thành, luân hồi hệ thống thành lập về sau, từ cái này luân hồi ấn bên trong, có thuộc về đệ ngũ thiên đạo điểm sáng hiển hiện. Chủ động vùi đầu vào luân hồi hệ thống bên trong, bắt đầu dần dần diễn hóa, hoàn thiện luân hồi. Tống Thư Hàng ánh mắt, từ trên màn ảnh khổng lồ chuyển rời đến bên cạnh mấy khối nhỏ trên màn hình. Hiện thế, nhân giới, có một vị tiên tử xuất sinh. Nhiều năm về sau, nàng trưởng thành là một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn khả ái tiên tử, nàng họ Tô. Nhiều năm về sau, long giới ra đời một đầu huyết mạch tinh khiết vô cùng màu trắng chân long. Cuối cùng diễn hóa thành trong long tộc một cái bạch long đại tộc. Càng thêm tháng năm dài đằng đẵng về sau, thú tu giới bên trong, có một vị chất phác thiếu nữ xuất sinh. Nhưng cùng họ Tô họ Tử, màu trắng chân long khác biệt, vị này chất phác thiếu nữ cả đời bình thường, phổ phổ thông thông trưởng thành, phổ phổ thông thông kết hôn sinh con, phổ phổ thông thông kết thúc cuộc đời của mình. Tống Thư Hàng ánh mắt tiếp tục tại cái này mấy khối nhỏ trên màn hình di động. Hắn phát hiện. Những thứ này nhỏ trên màn hình các thiếu nữ, thời gian, niên đại đều có chỗ khác biệt. Ở giữa thời gian khoảng cách to lớn, từ đệ ngũ thiên đạo một mực tiếp tục kéo dài. Duy nhất giống nhau một điểm là, tại nhân sinh kết thúc về sau, bọn hắn sẽ trở về đến luân hồi ấn bên trong, bù đắp, tiến hóa luân hồi hệ thống. Đây chính là đệ ngũ thiên đạo nàng hoàn thiện luân hồi phương pháp sao. Tống Thư Hàng trong lòng đối đệ ngũ thiên đạo càng phát ra bội phục lên. Vị này từ bi thiên đạo, hành động của nàng, đáng giá chư thiên vạn giới bất luận một vị nào sinh linh đi tôn kính. Trong lúc đang suy tư, Thư Hàng ánh mắt rơi vào một khối đặc biệt nhỏ trên màn hình. Lần này, đản sinh tại thế, cũng không phải là thiếu nữ. Từ người, đến long, đến thú tu, đến chủng tộc khác, đệ ngũ thiên đạo cơ hồ kinh lịch hết thảy chủng tộc. Sau đó lần này, nàng hóa thân thành không biết di động vật thể. Tống Thư Hàng bộ mặt ngoài phức tạp. Hắn nhìn thấy đệ ngũ thiên đạo bắt đầu hóa thân thành thực vật. Lượng tin tức quá lớn, trùng kích cảm giác quá cường liệt. Lớn đến Tống Thư Hàng bộ mặt, đều không thể thật tốt biểu đạt ra ý tứ đến, coi như đứng ở nơi đó không mang mặt nạ, đều không thể bị đọc mặt. Đây chính là vô cùng ít ỏi có tình huống. Là hành. Khối này nhỏ nhất trên màn hình, đệ ngũ thiên đạo tiên tử biến thành, là một gốc cơ hồ khắp nơi có thể thấy được hành mầm. Không có chút nào chỗ đặc thù. Ta không làm người cộc. Nhìn thấy một màn này, Tống Thư Hàng trước tiên nghĩ đến thông nương. Là trùng hợp sao? Trên thế giới này bình thường sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy, đệ ngũ thiên đạo luân hồi thế nhưng là tuần tự cấu kiến thiên hà Tô Thị đại tộc, Bạch Long nhất tộc, nói cách khác, cho dù là tại kinh lịch luân hồi, chỉ muốn tiếp xúc đến tu luyện,
tư chất của nàng vẫn như cũ lại là đỉnh tiêm nhất lưu cấp bậc, thông nương. Không đúng, tư chất của nàng là đỉnh cấp, Tống Thư Hàng nói khẽ. Hắn vừa dứt lời, màn hình nhỏ nội dung cốt truyện bên trong, một đôi nặng nề hữu lực tay, nắm lấy hành mầm, đưa nàng đặt ngang đến trên thớt, lóe sáng dao phay sắp cắt rơi. Mắt thấy đường đường đệ ngũ thiên đạo luân hồi chi thân, liền bị nhân thủ lên đao lạc. Nhưng vào lúc này, hữu lực đại thủ chủ nhân ngừng lại, lên tiếng nói, thiên đạo chi tư. Tống Thư Hàng một tay theo lấy trán mình, nhẹ nhàng vò động. Không sai. Là thông nương. Cái này hữu lực đại thủ chủ nhân, là Xích Tiêu Tử đạo trưởng. Mặc dù không biết Xích Tiêu Tử tiền bối là thế nào nhìn ra một gốc hành có thiên đạo chi tư. Nhưng không thể không nói, Xích Tiêu Tử tiền bối ánh mắt, thật sự là độc ác. Cái này hành đích thật là có thiên đạo chi tư nội tình bởi vì, nàng chính là thiên đạo A. Thiên đạo chi tư, lại không nhất định là tương lai chứng đạo bất hủ, trở thành thiên đạo. Người ta là thiên đạo chi vị bên trên lui ra đến, nói là thiên đạo chi tư, một điểm mau bệnh đều không có. Nàng nếu là không có thiên đạo chi tư, cái kia chư thiên vạn giới liền không có mấy người có thể được xưng là thiên đạo chi tư. Nói trở lại, đã thông nương là đệ ngũ thiên đạo luân hồi. Cái kia ta có phải hay không muốn xong? Tống Thư Hàng vuốt vuốt gương mặt của mình. Nhà ta làm công đầu lĩnh nhưng thật ra là thiên đạo luân hồi chi thân. Ta lại thường thường bóp nàng ngọn hành. Còn lợi hành ra khỏi vỏ. Đem rõ ràng có thiên đạo chi tư nàng cấp dưỡng thành trạch hành. Mà lại, ta còn không tiền cho nàng phát tiền lương, có bộ phận tiền lương đến bây giờ còn khất nợ lấy. Cũng dám không cho có được thiên đạo chi tư thông nương phát tiền lương. Hỏi, ta bá tống còn có thể sống bao lâu? Ta muốn làm sao cùng luân hồi nhận tiên tử giải thích ta cùng đệ ngũ thiên đạo quan hệ trong đó, nàng mới sẽ không chém ta. Phải chờ ta triệt để chứng đạo bất hủ sao? Bởi vì, chỉ có thiên đạo mới có thể không cho thiên đạo phát tiền lương. Tại một sát na bên trong, bá tống suy nghĩ ngàn vạn. Nếu như, còn có cơ hội lời nói, ta phải chuẩn bị một nhóm linh thạch, hảo hảo cho thông nương phát tiền lương mới được. Tống Thư Hàng cười nói. Mặc dù, không biết mình có thể hay không tồn được linh thạch. Nói thật, dù cho biết rồi thông nương thân phận, Tống Thư Hàng nội tâm nhất thời nửa khắc còn không cách nào đem ngốc hành cùng đệ ngũ thiên đạo hình tượng dung hợp một chỗ đi, cả hai cho người ấn tượng chênh lệch quá lớn. Kỳ thật, hai cái này tại trở về trước đó, cũng xác thực có thể nhìn thành là hai cái khác biệt cá thể. Ngược lại là thông nương loại kia đại mỹ nhân thị giác cảm giác, cùng luân hồi nhận tiên tử không có sai biệt. Nói đến, thông nương trong tương lai, tựa hồ cũng cải biến rất nhiều. Có lẽ lần nữa gặp mặt lúc, nàng đem hướng mình hiện ra thiên phú của nàng, trở thành phi thường đáng tin đồng bạn. Tống Thư Hàng ánh mắt bắt đầu từ thông nương màn hình nhỏ bên trên rời, bắt đầu tìm kiếm phân thân tống tin tức liên quan tới thông nương cùng đệ ngũ thiên đạo quan hệ trong đó, ngoài dữ liệu. Nhưng còn có hắn làm hắn để ý nội dung. Phân thân tống chạy thế nào đến đệ ngũ thiên đạo luân hồi ấn bên trong, lại là làm sao trở thành đại ấn một vòng. Từ trước đó đệ ngũ hóa thân của đạo trời luân hồi cơ sở, trở thành luân hồi ấn một màn kia bên trong, cũng không có nhìn thấy phân thân tống bóng dáng. Nói cách khác, phân thân tống là về sau, mới tiến vào cái kia đại ấn bên trong. Trong thời gian này, hắn kinh lịch cái gì? Tống Thư Hàng ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm. Trong lúc đó, ánh mắt của hắn lại lướt qua Bạch Long cùng Tô Thị tiểu tiên tử hình ảnh. Bạch Long tỷ tỷ có thể trở thành Tô Thị A thập lục thủ hộ giả, giữa hai bên không có tương hỗ bài xích, có thể là bởi vì thiên hà Tô Thị cùng chân long Bạch Long nhất tộc, từ căn nguyên bên trên cũng có thể ngược dòng tìm hiểu đến cùng một chỗ. Bạch Long tỷ tỷ, Tô Thị A thập lục, thông nương, đều cùng đệ ngũ thiên đạo có quan hệ. Bên cạnh ta không sẽ còn có cái khác tiên tử, cùng đệ ngũ thiên đạo có quan hệ A. Trong lúc suy tư, thuộc về phân thân tống khối kia màn hình rốt cục xuất hiện trong mắt hắn. Nói đúng ra, hẳn là liên quan tới đoạn này ký ức màn hình, chủ động hiện lên ở Tống Thư Hàng trước mắt, đây là tự mang lục soát công năng. Phân thân tống ký ức khởi điểm, là cùng Tống Thư Hàng tách rời, cùng thông nương, cửu thu phượng hoàng đao bị cùng nhau cuốn vào thứ nguyên đại tuyển qua một khắc này. Đây cũng là cả hai ký ức phân nhánh điểm. Trên màn hình ký ức hình ảnh bên trong, thông nương bị cuốn vào đến hư nhật bạo tạc đưa tới thứ nguyên đại hắc động bên trong, âm thanh kêu thảm. Cửu tu phượng hoàng đao tự động ra khỏi vỏ hộ chủ. Phân thân tống nắm lấy tâm ma xích tiêu kiếm,
đồng dạng trốn vào đến lỗ đen vòng xoáy bên trong, ý đồ đem thông nương cho vớt đi ra. Nhưng là, liền tại bọn hắn nắm lấy thông nương, ý đồ đưa nàng móc ra lúc, lần kia nguyên lỗ đen đột nhiên đóng cửa, tuyệt đường lui của bọn hắn. Xuất khẩu biến mất, bọn hắn bị hút tại thứ nguyên lỗ đen bên trong, bị thôn phệ chi lực dẫn dắt, hướng lỗ đen chỗ sâu trầm luân. Phân thân Tống một mực nắm lấy thông nương. Tống lão bản, đừng buông tay, tuyệt đối không nên buông tay. Thông nương kinh hoàng kêu lên. Ta, hết sức, phân thân Tống cắn chặt răng, kéo lấy thông nương. Một người, một hành, một đao, một kiếm tại thứ nguyên lỗ đen bên trong đau khổ dẫy giụa. Cũng không biết qua bao lâu. Lỗ đen vòng xoáy bên trong, lại phát sinh dị biến từ trên thân thông nương, có một loại nào đó cơ chế bị kích hoạt. Phân thân Tống cảm giác đến, có một loại lực lượng tại nắm kéo thông nương, muốn đem nàng kéo đi, thôn phệ. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như thông nương bị kéo đi, rất có thể sẽ như vậy, biến mất không thấy gì nữa. Ta là phân thân trạng thái, coi như ta biến mất không thấy gì nữa, bản thể chỉ muốn thi triển bí pháp, liền có thể đem ta một lần nữa triệu hoán. Nhưng thông nương không có chức năng này, nghĩ tới đây, phân thân Tống làm quyết định sau cùng. Hắn dùng sức đem thông nương lôi kéo, ném đi. Sau đó, hắn thay thế thông nương, ôm bản thân hy sinh suy nghĩ, vọt tới cái kia thôn phệ chi lực. Muốn nuốt liền nuốt ta, buông ra nhà ta làm công nương. Thân là giống như công đức xà mỹ nhân, có thể mượn nhờ bản thể vô hạn phục sinh phân thân, Tống hy sinh từ bản thân đến, mặt không đổi sắc. Sau đó, hắn liền đã mất đi ý thức. Chờ hắn tỉnh táo lại lúc, hắn người đã ở cự ấn bên trong. Hắn cũng chưa chết, cũng không có biến mất. Chỉ là một loại trở về. Mang theo bản thân cả đời kinh lịch, cảm ngộ trở về đến cái này luân hồi ấn bên trong, hoàn thiện luân hồi. Tại hoàn thiện quá trình bên trong. Họ Tống, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, dưỡng đao thuật vân vân tin tức danh từ, cùng nhau bị ghi chép đến luân hồi ấn bên trong. Từ luân hồi ấn bên trong lại có bất hủ tin tức trả lại, thoải mái phân thân Tống thân thể. Quá trình này kéo dài cực kỳ lâu, cảm giác có 200-300 năm như vậy dài dằng dặc. 200-300 năm, không sai biệt lắm là thông nương đản sinh thời gian điểm. Thì ra là thế, nguyên bản muốn trở về luân hồi ấn, nên là thông nương. Tại thời cơ chín muồi cũng chính là thông nương một thế luân hồi kết thúc về sau, nàng liền sẽ trở về đến luân hồi ấn bên trong, đem tự thân một thế kinh lịch phản hồi cho luân hồi ấn, trở thành hoàn thiện luân hồi hệ thống một bộ phận. Mà lại, thông nương là luân hồi hệ thống bù đắp sau cùng một trạm. Nói cách khác, từ thông nương trở về sau, đệ ngũ thiên đạo liền sẽ không lại tiếp tục tiến hành luân hồi chuyển sinh hạng mục. Bởi vì toàn bộ luân hồi hệ thống đã tiếp cận hoàn thiện. Tại không xuất hiện ngoài ý muốn trước đó, luân hồi hệ thống có thể thỏa mãn trước mắt chư thiên vạn giới cần. Cho nên, chờ thông nương trở về sau, đệ ngũ thiên đạo luân hồi vòng sẽ phong bế, khung thành hoàn mỹ tuần hoàn, đầu đuôi đan xen. Như là rắn ngậm đuôi, hóa thành một cái vòng tròn. Mà cái này, cũng là lúc trước phân thân Tống trực giác, cảm giác thông nương một khi trở về, liền sẽ hoàn toàn biến mất không gặp nguyên nhân. Bởi vì thông nương một khi trở về sau, đệ ngũ thiên đạo kết thúc luân hồi. Cho nên, mang cho phân thân Tống một loại ảo giác. Trên thực tế, dưới tình huống bình thường, thông nương một thế luân hồi kết thúc về sau, liền sẽ giống như trước đệ ngũ thiên đạo hóa thân đồng dạng, trở về luân hồi ấn. Đóng giữ lục đạo luân hồi, trở thành đệ ngũ thiên đạo biến thành luân hồi hệ thống, nào đó một bộ phận chấp trưởng giả. Tính chất bên trên, không sai biệt lắm chẳng khác gì là về nhà kế thừa vương vị. Nhưng bởi vì trực giác đưa tới hiểu lầm, mắt thấy thông nương sắp bị thôn phệ lúc, phân thân Tống cưỡng ép đưa nàng đẩy ra, thay thế nàng trở về đến luân hồi ấn bên trong. Phân thân Tống nhân sinh kinh lịch, dung nhập vào luân hồi bên trong, trở thành bù đắp luân hồi thể hệ một bộ phận. Nhưng là hắn không phải thông nương, không phải đệ ngũ thiên đạo luân hồi hóa thân. Cho nên, hắn không cách nào trở thành đệ ngũ thiên đạo luân hồi tuần hoàn cuối cùng một tiết, rắn ngậm đuôi cuối cùng một ngụm không thể hoàn toàn cài lên. Nhưng cũng may, trước mắt xem ra, luân hồi ấn đối phân thân Tống nhân sinh kinh lịch rất hài lòng. Cho nên, nàng không trực tiếp đem phân thân Tống cho ép thành cặn bã, ngược lại ngoài định mức chứa chấp hắn, để hắn ở tại luân hồi ấn bên trong. Còn để hắn có cơ hội tiếp nhận bất hủ tin tức thoải mái. Nói lên nhân sinh kinh lịch cùng tử vong cảm ngộ đến, Tống Thư Hàng đối với mình vẫn rất có lòng tin.
hắn không dám nói là từ xưa đến nay chết nhiều nhất người, nhưng trong năm qua bên trong, hắn chết số lần, tại chư thiên vạn giới tuyệt đối bá bảng. Cái này chút thống khổ chuyện cũ kinh lịch, đối đệ ngũ thiên đạo hoàn thiện luân hồi hệ thống đến nói, là ngoài định mức thu hoạch. Cho nên, dù là rắn ngậm đuôi luân hồi cuối cùng một tiết không thể đóng kín, nhưng luân hồi ấn vẫn như cũ thiện đãi phân thân tống. Mặc dù luân hồi ấn đối phân thân tống nhân sinh kinh lịch rất hài lòng, nhưng thông nương, vẫn là phải đưa nàng tìm về. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng án lấy luân hồi ấn, nhẹ gật đầu. Thông nương tồn tại ý nghĩa, không người nào có thể thay thế. Bây giờ, thông nương biến mất không thấy gì nữa. Rất có thể là đến tương lai, có lẽ, nàng sẽ tại tương lai cái nào đó tiết điểm xuất hiện. Ta sẽ nghĩ biện pháp, đưa nàng mang về. Tống Thư Hàng đối luân hồi ấn cam kết. Mang về thông nương về sau, cũng không phải để thông nương lập tức kết thúc luân hồi, trở về luân hồi ấn. Trở về luân hồi ấn điều kiện có hai loại. Một là thông nương một thế, tự nhiên kết thúc, cũng chính là thông nương hành sinh hoàn tất. Hai là thông nương, bước ra trường sinh đạo, chứng đạo trở thành trường sinh hành. Chứng đạo trường sinh về sau, có thể được càng nhiều lựa chọn. Thông nương có thể lựa chọn hành thân trở về, hoặc là trảm ra đệ ngũ thiên đạo luân hồi chi quang, để cái kia luân hồi chi quang mang theo thông nương một thế ấn ký, trở về luân hồi ấn. Tống Thư Hàng hy vọng có thể để thông nương thông qua phương án thứ hai trở về luân hồi ấn, cho nên, nếu như tìm về thông nương về sau, hắn sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất cùng tài nguyên, nhân mạch, đi trồng chất thông nương. Tranh thủ để nàng trong thời gian ngắn nhất, chứng đạo trường sinh. Đạt được bá tống hứa hẹn về sau, luân hồi ấn bên trong năng lượng vui sướng bốc lên, nàng đối bá tống, rất có hảo cảm, lúc này nguyện ý tin tưởng hắn hứa hẹn. Tìm về thông nương nhiệm vụ, nàng cứ yên tâm giao cho bá tống. Để cho tiện ngày sau liên hệ, luân hồi ấn tại bá tống trên cánh tay, lưu lại một cái ấn ký. Đón lấy, Tống Thư Hàng ý thức trở về. Luân hồi nhận tiên tử nhẹ nhàng nắm hắn, ý thức rời đi luân hồi ấn, trở lại tổ tinh luân hồi điện bên trong. Tô thị tổ tinh, luân hồi điện bên trong. Tống Thư Hàng toàn thân lần nữa tiến vào tinh khiết lưu ly thể trạng thái, tại lưu ly trạng thân thể bên trong, hắn một thân tiên nguyên toàn bộ chuyển hóa thành á bất hủ trạng thái. Á bất hủ năng lượng, tại lưu ly trong thân thể sinh sôi không ngừng vận chuyển, đẹp như là tác phẩm nghệ thuật. Thành công a, Bạch Long tỷ tỷ nói khẽ. Nàng liền biết, bá tống xuất mã, tuyệt đối sẽ không tay không mà về. Đến tận đây, trước mắt Tống Thư Hàng một thân, đã tập hợp đủ 28 giới thiên đạo bất hủ tin tức. Sau đó không lâu, hắn còn đem lại nhiều cái 8. 5 nhậm thiên đạo ngoại quải. Thành công, Tống Thư Hàng mở to mắt, hoàn mỹ lưu ly thể trạng thái dần dần biến mất. Ngươi bây giờ có thể nói một chút là chuyện gì xảy ra sao? Vì cái gì phân thân của ngươi sẽ trong luân hồi ấn? Trong tay, luân hồi nhận tiên tử thanh âm vang lên. Tiên tử an tâm một chút thông nóng này. Tống Thư Hàng bung ra tay, buông ra thân đao. Luân hồi nhận tiên tử hóa thành nhân hình trạng thái, một đầu chói mắt tóc đỏ bay lên. Ta phân thân tiến vào luân hồi ấn bên trong, trên thực tế là cái bởi vì hiểu lầm đưa tới ngoài ý muốn. Vốn nên quay về luân hồi ấn, là của ta. Chí hữu thông nương, nhưng bởi vì phân thân của ta không rõ tình huống, coi là thông nương sẽ có ngoài ý muốn, cho nên hắn đẩy ra thông nương, thay thế vị trí của nàng. Sau đó, hắn liền bị luân hồi ấn hấp thu tới. Tống Thư Hàng giới thiệu nói. Bạch Long tỷ tỷ, thông nương lúc nào trở thành ngươi chí hữu rồi? Mà lại, thông nương vậy mà lại cùng đệ ngũ thiên đạo có quan hệ. Lượng tin tức thật lớn. Mà phân thân của ta tại bị luân hồi ấn hấp thu về sau, hắn một thế kinh lịch cũng bị hấp thu, trở thành hoàn thiện luân hồi tài liệu. Ta nghĩ, tiên tử ngươi đối ta cảm giác quen thuộc, đối ta công pháp cảm giác, đều bắt nguồn ở đây. Tống Thư Hàng nói bổ sung. Luân hồi nhận tiên tử xoa cằm, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Liên quan tới thông nương. Tiên tử các ngươi yên tâm. Ta sẽ nghĩ biện pháp, đưa nàng tiếp về. Tống Thư Hàng lại nói. Hắn đang giải thích chính mình phân thân thời điểm, lướt qua một chút nội dung. Đệ ngũ thiên đạo rắn ngậm đuôi luân hồi, rất có thể sẽ gây nên thời gian bên trên tuần hoàn. Phân thân Tống tại hiện thế biến mất là năm nay sự tình, nhưng là hắn tại luân hồi ấn bên trong ngây ngô thời gian, lại cùng hiện thế hoàn toàn cũng không đồng bộ. Đây cũng là hắn nhìn thấy bản thể về sau. Sẽ kích động thành dạng như vậy nguyên nhân. Bất quá cái này chút khâu,
luân hồi nhận tiên tử hẳn là so với hắn hiểu được càng nhiều, Tống Thư Hàng liền không nhiều lãng phí miệng lưỡi. Nói cách khác, kỳ thật đệ ngũ thiên đạo bất hủ tin tức, đã sớm thuộc về ngươi. Ngươi qua đây, chính là đi cái tràng diện, Bạch Long tỷ tỷ nói. Bá Tống nhà phân thân cùng Bạch Đạo Hữu nhà phân thân, có dị khúc đồng công chi diệu. Đều thuộc về rất có thể làm hệ liệt, bản thể nằm liền tốt, phân thân sẽ yên lặng đem tất cả mọi chuyện giải quyết, khiến người ghen tị. Tống Thư Hàng ngại ngùng cười một tiếng, sau đó hắn nhìn về phía Tô Thị A Thập Lục vị trí. A Thập Lục tiến hóa phương diện, vừa vặn cũng có thể trợ nàng một tay chi lực. Tống Thư Hàng vươn tay cánh tay, lộ ra luân hồi ấn ấn ký. Thu hồi phân thân Tống về sau, đại lượng ký ức trở về, đồng thời còn bổ sung bộ phận đệ ngũ thiên đạo luân hồi một đoạn ký ức. Cho nên, Tống Thư Hàng đối với Tô Thị A Thập Lục đang tiến hành thuế biến quá trình rõ như lòng bàn tay, đây đều là Tống công lao. Thiên Hà Tô Thị là đệ ngũ thiên đạo luân hồi hạng mục mở ra trạm thứ nhất, có tương đối đặc thù chiến lược địa vị. Bởi vì là lần đầu thực nghiệm, đệ ngũ thiên đạo tại luân hồi chuẩn bị trước rất nhiều, càng giao phó lần đầu luân hồi thể rất nhiều thiên phú lực lượng. Cái này cũng dẫn đến về sau Thiên Hà Tô Thị đệ tử, nhiều ít đều di truyền một chút đặc thù thiên phú. Trong đó, như là đạo khí luân hồi nhận như thế hóa thân thành đao thiên phú, là Tô Thị mạnh nhất ẩn tàng thiên phú. Bất quá bởi vì đệ ngũ thiên đạo bản thân là tiên tử nguyên nhân, cho nên cái thiên phú này thoáng có điểm trọng nữ khinh nam, có thể thức tỉnh cái này ẩn tàng thiên phú, phần lớn đều là Tô Thị tiểu tiên tử. Bởi vì bản thân cái này chính là càng thích hợp tiên tử thể chất năng lực. Tô Thị các tiên trưởng có thể thức tỉnh này thiên phú, số lượng tương đối ít. Tô Thị thằng kết lão tổ chính là đã thức tỉnh thiên phú đao lang, nhưng hắn là biến dị thể. Kiếm lang. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lấy Tô Thị A Thập Lục tính cách cùng thiên phú, nàng kích hoạt thiên phú về sau, có thể hóa hình vì một thanh như là luân hồi nhận đồng dạng thần binh. Dưới tình huống bình thường, đao nương nếu có đạo lữ lời nói, hai người có thể cộng đồng trưởng thành, tương hỗ dựa vào. Lẫn nhau ở giữa tình cảm thân mật trình độ, gặp qua ngang cấp phổ thông đạo lữ mấy lần. Bởi vì, đao nương cùng đạo lữ ở giữa, trừ phổ thông tình yêu quan hệ bên ngoài, còn có thể thân thể cùng tâm hồn đồng thời tiến vào nhân đao hợp nhất trạng thái, điểm ấy là phổ thông đạo lữ không cách nào làm được. Huống hồ, còn có dưỡng đao thuật loại thủ đoạn này, có thể gia tăng lẫn nhau ở giữa thường ngày độ thân mật. Liền xem như loại kia độc cô đao khách loại hình, trong lòng chỉ có một đao. Trừ đao bên ngoài, cái gì cũng không cần đao tu, chỉ cần có được đao nương về sau, cũng có thể làm được sự nghiệp, tình yêu hai bội thu. Bất quá, Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục ở giữa, đã không có cộng đồng trưởng thành thời gian. Thời gian vị này đại lão đối bá Tống luôn luôn keo kiệt, không chịu cho hắn nhiều thời gian hơn chậm rãi trưởng thành. Tô Thị A Thập Lục nếu như hóa thân chính quy đao nương, cùng Tống Thư Hàng ở giữa chỉ có thể nhiều gia tăng một chút người trưởng thành tình thú. Lại không cách nào gia nhập vào tiếp xuống Tống Thư Hàng phải đối mặt đại cục. Đây đều là thế giới sai. Nhưng Tống Thư Hàng trong nội tâm, vẫn như cũ hy vọng chính mình tiếp xuống đối mặt sự kiện bên trong, có thể cùng Tô Thị A Thập Lục giống phổ thông đao nương đạo lữ đồng dạng, cộng đồng đi đối mặt. Dắt tay cùng tiến thối, cũng là trưởng thành đạo lữ ở giữa tình thú. A Thập Lục, Tống Thư Hàng đối mặt thuế biến bên trong Tô Thị A Thập Lục, nhẹ giọng kêu to nói. Thuế biến bên trong Tô Thị A Thập Lục, nhẹ nhàng lên tiếng. Hai người tại vừa gọi một đáp ở giữa, đã hoàn thành tâm hồn giao lưu. Ăn ý cũng là một loại tình thú. Tống Thư Hàng dìu lên tay áo, trên cánh tay luân hồi ấn ấn ký lập lòe tỏa sáng. Hắn chủ động tham dự vào A Thập Lục thuế biến quá trình bên trong đi. Hắn muốn làm gì? Bạch Long tỉ tỉ rơi vào luân hồi nhận tiên tử trên cổ. Theo thói quen một quyển chủ yếu là luân hồi nhận tiên tử khí tức trên thân, cùng A Thập Lục có chút tương tự, để Bạch Long tỷ tỷ thân thể bản năng vận hành. Luân hồi nhận tiên tử tựa hồ cũng rất hưởng thụ, nhẹ nhàng cọ sát Bạch Long khăn quàng cổ, đáp, hẳn là muốn để A Thập Lục thuế biến, tiến thêm một bước đi. Có luân hồi ấn ấn ký tại, có lẽ thật có thể thành công. Tiến thêm một bước về sau, sẽ như thế nào? Bạch Long tỷ tỷ hỏi. Luân hồi nhận tiên tử chính mình cũng không dám xác định nói, biến thành đỉnh cấp đao nương. Nghe rất không tệ bộ dáng, đáng tiếc, liền xem như lại đỉnh cấp đao nương, cảm giác cũng còn thiếu một chút. Bạch Long tỷ tỷ nói khẽ. Bởi vì nàng rất rõ ràng, tiếp xuống bá Tống phải đối mặt cục diện, ít nhất phải đỉnh tiêm trường sinh giả cấp chiến lực, mới có thể vào cục,
liền phổ thông trường sinh giả, đều không thể nhúng tay. Cho nên, Bạch Long tỷ tỷ cảm khái một tiếng, nếu như có thể biến thành đạo khí liền tốt. Luân hồi nhận tiên tử. Các ngươi còn dám nói không đánh ta chủ ý. Đỉnh tiêm đao nương đều trướng mắt, các ngươi chẳng lẽ muốn đổi thiên đạo hay sao? Chờ chút. Bá Tống tựa hồ thật đúng là chuẩn bị muốn đối thiên đạo. Mà lại, luân hồi nhận tiên tử xem xét mắt Bá Tống toàn thân á bất hủ hình thức, chẳng khác gì là hành tẩu trên thế gian tiểu thiên đạo. Đối với Bá Tống mà nói, đỉnh tiêm đao nương tựa hồ thật kém một chút ý tứ. Cũng chỉ có đỉnh tiêm trường sinh giả cấp thần binh, hoặc là đạo khí, mới có thể tiện tay. Kỳ thật, nếu như Tô thị tiểu tiên tử nhóm, đem năng lực thiên phú diễn hóa đến cực hạn, hóa thành đỉnh cấp đao nương, thời điểm then chốt, là có thể mượn dùng lực lượng của ta. Luân hồi nhận tiên tử tiết lộ cái này tiểu công năng nàng không thể để cho người xem thường đao nương công năng. Thiên Hà Tô thị đệ tử, chỉ cần thức tỉnh ẩn tàng thiên phú về sau, liền cùng phản tổ đồng dạng. Thời điểm then chốt, hóa thân vi nhận cộng câu thông lực lượng của nàng, liền có thể để lực lượng của nàng giáng lâm hiện thế, từ đó để Thiên Hà Tô thị đao nương, hóa thành luân hồi nhận. Mà lại, bởi vì song phương bản thân có cùng nguồn gốc, giữa lẫn nhau lực lượng cũng sẽ không bài xích. Tô thị đao nương nhóm biến thành luân hồi nhận trong khoảng thời gian ngắn, cùng chân chính luân hồi nhận cũng không khác biệt, là chân chính đạo khí cấp bậc. Thì ra là thế, như vậy, A Thập Lục cùng Thư Hàng ở giữa, liền có dắt tay cùng tiến thối cơ hội. Bạch Long tỷ tỷ vui mừng cười một tiếng, cười tựa như là cái lão mẫu thân. Lại nói, Bá Tống đạo hữu có đạo khí, là cái gì? Luân hồi nhận tiên tử đặt câu hỏi nói nếu như A Thập Lục tiến hóa thành đỉnh cấp đao nương, cái kia nói không chừng tiếp xuống, nàng sẽ có cơ hội cùng Bá Tống hai cái khác đạo khí gặp nhau. Cùng là đạo khí, sớm trước cởi xuống tình báo, đến lúc đó ở chung, cũng sẽ không như vậy xấu hổ. Hẳn là cái kia hai kiện đạo khí, một là đệ nhị thiên đạo mọc ra mắt tinh cầu, là cấp chiến lược vũ khí. Hai là ba đời thiên đạo cửu tu Phượng Hoàng Đao, trước mắt đã hoàn thành cửu chuyển. Bạch Long tỷ tỷ trả lời. Đã có đao, vẫn là cùng là đạo khí đao. Vậy hắn còn tới Liêu Tô thị tiểu tiên tử, cặn bã đao tu, luân hồi nhận tiên tử nói. Bạch Long tỷ tỷ nghĩ nghĩ, nói, song đao lưu. Luân hồi nhận tiên tử. Kỳ thật, trừ cửu tu Phượng Hoàng Đao bên ngoài, Thư Hàng trong tay còn có chuôi đặc thù kiếm, Xích Tiêu kiếm. Mặc dù là kiếm bộ dáng, nhưng trong xương bên trong kỳ thật là đao. Cho nên, tam đao lưu, Bạch Long tỷ tỷ suy nghĩ nói. Luân hồi nhận tiên tử. Đúng rồi, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong, còn có ô tặc bạo quân song đao, một kiện chính là song đao. Bá Tống trong tay có hai bộ, đó chính là bốn đao. Cho nên, bảy đao lưu, Bạch Long tỷ tỷ càng nói càng có lực. Hai tay các chấp một đao, miệng bên trong cắn một đao, sau đó chân trái hai đao, chân phải hai đao, giang rộng chân. Bảy đao lưu Bá Tống, có sợ hay không? Luân hồi nhận tiên tử đã nói không ra lời. Bang! Lúc này, Tống Thư Hằng cùng Tô Thị A Thập Lục chỗ vị trí, phát ra lưỡi dao ra khỏi vỏ giòn vang. A Thập Lục mở rộng hai tay, chỗ ngực hóa ra một thanh bảo đao hư ảnh. Bất quá, không đợi A Thập Lục triệt để hóa thành đao nương. Tống Thư Hàng liền tiến lên một bước, xòe bàn tay ra nhắm ngay bảo đao hư ảnh. Trên cánh tay, luân hồi ấn hư ảnh sáng tỏ mà lên. Đao nhân hợp nhất. Ánh sáng chói mắt choáng đem Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục bao khỏa. Mấy tức sau, một phương nho nhỏ đại ấn xuất hiện tại Bạch Long tỷ tỷ cùng luân hồi nhận tiên tử trước mặt. Luân hồi nhận tiên tử. Bạch Long tỷ tỷ. Đao nương đâu? Đã nói xong đỉnh tiêm đao nương đâu? Đi nơi nào? Mà lại, Bá Tống đâu? Lớn như vậy một cái Bá Tống, đi đâu rồi? Hợp thể rồi, Bạch Long tỷ tỷ nghi ngờ nói. Trước mắt cái này đại ấn là A Thập Lục Cộng Tống Thư Hàng hợp thể tiến hóa. Vì cái gì đao nương hình thức A Thập Lục Cộng Tống Thư Hàng, lại biến thành một cái đại ấn? Đây là nguyên lý gì? Các ngươi coi như biến thành tử mẫu đao, thậm chí biến thành thư hùng song kiếm, ta đều có thể lý giải. Nhưng từ đao biến thành đại ấn, khoảng cách có phải là hơi nhiều phải không? Hai cái này ở giữa có liên hệ gì? Giữa hai cái này, duy nhất quan hệ, khả năng chính là luân hồi ấn. Luân hồi nhận tiên tử ngẩng đầu vọng thiên, tâm tình phức tạp, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện trước mắt một màn này. Bạch Long tỷ tỷ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Nàng không cùng lấy Tống Thư Hàng cùng một chỗ ý thức lặn xuống, không tiếp xúc đệ ngũ thiên đạo, cho nên không biết luân hồi ấn sự tình. Nhưng nghe cái này luân hồi ấn danh tự, hiển nhiên là cùng đạo khí luân hồi nhận tiên tử nguyên bộ, hoặc là có cùng nguồn gốc đồ vật. Chẳng lẽ nói, đệ ngũ thiên đạo có hai kiện đạo khí? Luân hồi ấn, kia là ta bản tôn đệ ngũ thiên đạo đúc lại luân hồi căn cơ, từ nàng bất hủ thân thể biến thành. Ta vừa mang theo bá tống đi một chuyến nơi đó. Luân hồi nhận tiên tử giải thích nói. Bạch Long tỉ tỉ nháy nháy mắt. Nàng còn đánh giá thấp bá tống gây sự năng lực. Không hổ là tống, cái gì đều có thể cỏ. Thư Hàng sao? Đỉnh tiêm đao nương, có thể thời gian ngắn hóa thân thành đạo khí đao nương. Đối Tống Thư Hàng đến nói. Không chỉ là như thế. Chỉ cần hắn tiếp xúc đến đồ vật, luôn có thể cọ đến một chút đồ vật trở về. Cho nên, tại hiệp trợ Tô Thị A thập lục hóa thành đỉnh tiêm đao nương về sau, Tống Thư Hàng càng đem chính mình cũng đập đi vào, mượn dùng luân hồi ấn ấn ký năng lực, để cho mình cùng Tô Thị A thập lục tiến thêm một bước, hợp thể tiến hóa. Sau đó luân hồi ấn liền bị mân mê ra. Cùng đạo khí, luân hồi nhận hình chiếu đồng dạng, bá tống cộng Tô Thị A thập lục hợp thể tiến hóa ra luân hồi ấn, uy lực đồng dạng gần như tại luân hồi ấn bản thể oanh kích. Đại khái có thể công kích 2-3 lần dáng vẻ. Luân hồi ấn bên trong, truyền ra Tống Thư Hàng thanh âm. Là thực lực của ta còn quá thấp, nếu như ta càng mạnh điểm, chúng ta liền có thể phát huy ra càng nhiều uy lực. Tô Thị A thập lục có chút bất mãn nói, nàng đối với mình tấn cấp tốc độ cảm giác không hài lòng, mặc dù nàng tấn cấp đã nhanh chóng. Không có việc gì, thực lực sự tình, chúng ta có rất nhiều cơ hội đi tăng lên, chủ yếu là không thể lưu lại tai họa ngầm. Muốn một bước một cái dấu chân, vững vàng. Tống Thư Hàng an ủi. Mà lại, một lần hợp thể về sau, có thể nện 2-3 lần luân hồi ấn, hiệu quả đã siêu tán. Khẩn yếu quan đầu, nói không chừng có thể tạo được lật bàn hiệu quả huống hồ, để ngũ thiên đạo một mực mang thù thứ tư thiên đạo. Luân hồi ấn nếu như cùng đến nhằm vào thứ tư thiên đạo, uy lực chí ít lật mấy lần. Bạch Long tỉ tỉ liếc mắt. Chư thiên vạn giới. Duy chỉ có người bá tống không có tư cách nói câu nói này. Thư Hàng, lần sau chúng ta hợp thể tiến hóa trước hết để cho ta làm thực nghiệm, ta có một cái tưởng tượng, nói không chừng có thể gia tăng luân hồi ấn uy lực hiệu quả. Tô Thị A thập lục suy tư nói. Ta vừa rồi cũng có một cái to gan ý nghĩ, Tống Thư Hàng cười nói. Sau đó, hai người chăm miệng một lời ăn ý nói, tại hợp thể tiến hóa trước đem đao nhận hóa uy lực phát huy đến cực hạn. Mượn nhờ luân hồi nhận tiên tử lực lượng, tạm thời tiến hóa thành đạo khí. Ở đây cơ sở bên trên, lại tiến hành hợp thể tiến hóa. Cứ như vậy, có lẽ liền có thể đem luân hồi nhận uy lực, phát huy đến cực hạn. Luân hồi nhận tiên tử bất mãn nói, các ngươi coi ta là công cụ nhân sao? Nén bi thương, Bạch Long tỉ tỉ an ủi. Công cụ nhân không công cụ nhân, kỳ thật không quan trọng. Bạch Long tỉ tỉ cảm giác. Chỉ cần đến lúc đó bá tống dưỡng đao thuật đúng chỗ, luân hồi nhận tiên tử sẽ rất tình nguyện trợ bá tống cùng tiểu thập lục một tay chi lực. Dù sao, bá tống dưỡng đao thuật là thiên đạo cùng nhiều vị cửu u chúa tể, tổng cho rằng là tà thuật bí pháp. Không sai biệt lắm, trước giải khai cái này hình thức. Một mực duy trì lấy cái này hình thức, đối thập lục thân thể của ngươi áp lực tương đối lớn. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Giải, Tô Thị A thập lục khẽ gọi một tiếng. Hai người từ luân hồi ấn hình thức rời khỏi. Trong vầng sáng, A thập lục thân hình cũng khôi phục thành nhân loại bộ dáng. Bạch Long tỉ tỉ thân hình múa, từ luân hồi nhận tiên tử trên cổ rời đi, trở xuống đến A thập lục trên thân. Bị ném bỏ luân hồi nhận tiên tử đưa tay sờ sờ cổ không hiểu, có chút lưu luyến Bạch Long tiên tử quấn quanh ở cổ nàng bên trên cảm giác. Bạch Long khăn quàng cổ, cho người ta chi kỷ che chở. Có thể là bởi vì long giới Bạch Long chi nhánh một bộ phận Bạch Long thể nội, cũng có được bản thể đệ ngũ thiên đạo luân hồi huyết mạch nguyên nhân. Cho nên, để ta cảm giác được lưu luyến. Quay đầu, ta muốn hay không cân nhắc đi long giới, tìm một tôn Bạch Long tới. Luân hồi nhận tiên tử thầm nghĩ trong lòng. Bạch Long tỷ tỷ cũng không biết luân hồi nhận tiên tử lưu luyến không rời, nàng trở lại A thập lục trên cổ về sau, thuận thế một quấn, hỏi, trở thành đao nương về sau, có cảm giác gì không? Thân thể có thay đổi gì? Thân thể bên trong trừ đan điền bên ngoài, tựa hồ còn nhiều thêm một loại khác năng lượng hạch tâm. Ta cùng tất cả tiểu thập lục cùng một chỗ cộng đồng cái này năng lượng hạch tâm lực lượng, đây cũng là ta có thể hóa thân vi nhận cơ sở.
Tô Thị A Thập Lục đáp. Trừ cái đó ra, nàng thực lực cảnh giới, cũng nho nhỏ tăng lên một đoạn. Mà lại, loại này lên cao xu thế còn tại chậm rãi dâng lên, không có đình chỉ. Đây cũng là nàng lựa chọn giữ lại tất cả tiểu thập lục nhân cách ban thưởng. Không càng nhiều biến hóa sao? Bạch Long tỉ tỉ hỏi nàng tựa hồ chờ mong càng lớn phản ứng. Tô Thị A Thập Lục lắc đầu. Bạch Long tỉ tỉ một mặt vẻ tiếc nuối. Sau đó, nàng lại nhìn phía Tống Thư Hàng, hỏi, Thư Hàng ngươi đây? Hóa thân thành luân hồi ấn thời điểm, cảm giác thân thể có thay đổi gì? Hoặc là có hay không đặc thù cảm giác? Ta chỉ là phụ trợ A Thập Lục tại tiến hóa, hóa thành luân hồi ấn thời điểm, kỳ thật cũng chỉ là mượn ta Á Bất Hủ thuộc tính. Cho nên kỳ thật thân thể của ta cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Tống Thư Hàng mỉm cười hồi phục. Mà lại, bây giờ toàn thân hắn bên trên bên dưới đều hóa thành Á Bất Hủ, thân thể đã rất khó tiến hành cải biến cho dù là thiên phạt, hắn hiện tại cũng có thể thản nhiên đối mặt. Chờ có cơ hội, hắn có thể phối hợp đạo tử tiền bối, thử một chút thiên kiếp lão đại ca thiên phạt. Về phần đặc thù cảm giác, khả năng có một ít. Tống Thư Hàng xoa cằm, nhắm mắt nhớ lại chính mình cùng A Thập Lục hợp thể tiến hóa lúc cảm thụ. Nó là lớn nhất cảm thụ, hẳn là trên trăm cái tiểu thập lục cùng Tô Thị A Thập Lục liên hệ cùng một chỗ xung kích cảm giác. Nửa ngày sau, Tống Thư Hàng thử nghiệm quy nạp nói, chư giới duy nhất, vạn giới truyền thuyết. Đây là 8, 5 nhậm thiên đạo đạo tử tiền bối, lợi dụng lỗ thủng chứng đạo lúc, đều chưa từng cảm thụ kinh lịch. Thiên đạo cũng không nhất định đều có được, lý giải thời gian pháp tắc. Nhưng mỗi cái thiên đạo khả năng đều sẽ can thiệp đến thời gian. Loại này can thiệp, nói không chừng liền thiên đạo tự thân, cũng không có phát giác. Tỷ như, lúc ấy hắn nhìn thấy thời gian con sông nhím biển gai, như đều là thật sự tồn tại, cũng không phải là thôi diễn. Mỗi đầu nhím biển gai thời gian trường hà bên trên, phát sinh rất nhiều biến hóa khác. Nhưng mỗi đầu nhím biển gai bên trên lịch đại thiên đạo cũng đều là giống nhau. Đương nhiên, đây là Tống Thư Hàng suy đoán. Không làm được chuẩn. Đúng rồi, chúng ta về cổ u thế giới, tiếp tục đi cắm trụ đi. Tống Thư Hàng mở to mắt. Lịch đại dự bị thiên đạo đều sẽ tiến về cổ u cắm trụ. Bạch tiền bối còn tại cái kia chờ lấy. Làm sao có thể? Mà lại, loại chuyện này ta cũng không có biện pháp làm đến. Tống Thư Hàng khoát tay nói. Lúc trước hắn mượn nhờ các vị tiền bối lực lượng, có thể ngắn ngủi nhìn thấy dòng sông thời gian nhím biển gai bên trên hắn bản thân. Nhưng này loại nhìn thấy, liền cùng người ngồi ở trước màn hình nhìn phim một dạng, là không có khả năng quấy nhiễu trong phim ảnh thế giới. Chớ nói chi là đem tất cả Thư Hàng xử lý. Trong này có được thứ nguyên cự ly tại. Huống hồ, lấy tính cách của hắn. Cũng không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Tuy nói nam nhân, liền muốn đối với mình tàn nhẫn một điểm. Nhưng tàn nhẫn cũng phải có mục đích tính, muốn có nhắm vào tính. Mà không phải mỗi giờ mỗi khắc đối với mình không hiểu thấu tàn nhẫn. Như thế là run em mờ. Ta đem mới chiếm được liên quan tới chư giới duy nhất cảm ngộ truyền cho ngươi, Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng nói, mở ra mình và Bạch Tiền Bối ở giữa số liệu truyền thâu hình thức. Hắn cùng Bạch Tiền Bối ở giữa số liệu, có thể không cần thông qua tu lưu hệ thống. Lợi dụng nho gia thánh nhân thiên phú tương hỗ thôn phệ về sau, giữa bọn hắn có độc thuộc trực liên phương thức. Số liệu truyền thâu càng nhanh, hơn gần như tại phân thân cùng bản thể ở giữa tin tức đồng bộ. Thì ra là thế, Bạch Tiền Bối tiếp thu số liệu về sau, nhẹ gật đầu. Bộ phận này cảm ngộ là Tống Thư Hàng tại tiếp xúc dòng sông thời gian cộng Tô Thị Luân hồi ấn về sau, tổng kết ra. Vạn giới duy nhất sẽ có một cái quá trình, hạ tới cửu u, thượng đến cửu thiên. Tống Thư Hàng giới thiệu, từ xưa đến nay, lịch đại thiên đạo người hậu tuyển đến cổ u thế giới tiến hành cắm trụ, rất có thể cùng hạ tới cửu u quá trình này có quan hệ. Sở dĩ lúc này Tống Thư Hàng, có một ý tưởng thông qua tại cổ u thế giới cắm trụ phương thức, có thể hay không đem hạt giống trước truyền lại đến tất cả Tống Thư Hàng trên người. Đến lúc đó mượn nhờ hạt giống lực lượng. Tại không thay đổi tất cả Thư Hàng tình huống, làm đến kết cục duy nhất. Nói không chừng có thể, đem Thư Hàng ngươi hạt giống, hình chiếu đến thời gian trường hà. Bạch Tiền Bối cảm giác cái phương án này có thể thực hiện. Thư Hàng, hạt giống, Tô Thị A Thập Lục gương mặt nóng lên. Bạch Long tỷ tỷ cũng có chút lúng túng tại A Thập Lục trên cổ xoay quanh vòng. Nếu như muốn làm như vậy lời nói, căn này trụ hình thái, liền phải cải biến một chút.
Bạch tiền bối ném bỏ nhánh cây, nhìn về phía tự ngã thi duy trì trụ. Giờ đây tự ngã thi dựng đứng trụ, cùng lịch đại dự bị thiên đạo nhóm cắm xuống trụ một dạng, là tại cổ u thế giới tiết điểm bên trong, lưu lại thuộc về mình tin tức, lưu lại dấu chân. Làm sao sửa? Tống Thư Hằng hỏi. Hắn chỉ là đưa ra đề nghị cùng ý nghĩ, cụ thể bên trên muốn làm sao thao tác, hắn bất lực. Nếu là lúc trước lời nói, đem người phòng ấn tại trụ bên trong, lưu lại một bộ bá tống thân thể là được, như thế là thuận tiện nhất thao tác. Nhưng bây giờ, đã không cách nào làm như vậy rồi. Bạch tiền bối tiếc nuối nói. Hiện tại Tống Thư Hằng, toàn thân á bất hủ, đã không có lưu lại di thể thao tác đường tắt. Cái kia, để cho ta phân thân thay ta đi lên. Tống Thư Hằng đề nghị. Không cần, ta tại căn này trụ bên trên móc mấy cái vị trí đi ra, người ở bên trong từng cái đắp lên thánh ấn là được. Hiệu quả có thể sẽ kém chút, nhưng hẳn là đủ dùng. Bạch tiền bối khoát tay áo, đáp. Bá Tống Thánh Ấn, bá Nho Ma Ấn, bá Long Cổ Ấn, bá Ma Thánh Ấn, bá Diệt Đạo Ấn, bá U Thái Ấn, bá Đao Chi Ấn, bá Giới Chi Ấn, bá Mai Thánh Ấn. Tống Thư Hằng một hơi tế ra chín đại thánh ấn, theo bạch tiền bối chỉ điểm, tại thân trụ từng cái vị trí, phủ xuống bản thân thánh ấn. Cuối cùng, Tống Thư Hằng hỏi, bạch tiền bối, người cần cùng nhau đắp lên thánh ấn không? Ta không cần, bạch tiền bối lắc đầu, mà lại, lập trụ lúc ta đã tham dự, như vậy đủ rồi. Hắn cũng không cần chư giới duy nhất cái lựa chọn này. Tống Thư Hằng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đi, kế tiếp tiết điểm. Lập xong trụ về sau, bạch tiền bối vẫy vẫy tay. Cùng lịch đại người mở đường một dạng, lập trụ cần thiết cắm tiết điểm, không chỉ một chỗ. Bạch tiền bối cùng tự ngã thi trước liên thủ, đúc ra thân trụ, Tống Thư Hằng bản thể phụ trách đi lên, 333 liền đóng chín ấn. Một ngày một đêm sau, tất cả tiết điểm, lập trụ hoàn thành. Tống Thư Hằng duỗi tay, tại cuối cùng một cây trụ bên trên in dấu xuống thánh ấn, kết thúc. Là bắt đầu. Bạch tiền bối nhắc nhở. Lập xong trụ về sau, Tống Thư Hằng muốn đem hạt giống hình chiếu dòng sông thời gian dự án, mới có thể bắt đầu. Tống Thư Hằng thu hồi chín đại thánh ấn, sau đó nhắm mắt, tụ tập tinh thần, chuẩn bị nghênh đón khả năng phát sinh biến hóa. Nửa ngày sau, có cảm giác sao, Sở Các Chủ ngốc mau hỏi. Tống Thư Hằng lắc đầu. Lần này, hắn không có cảm ứng được dòng sông thời gian. Không cách nào nhìn thấy nhím biển gai bên trên song song bản thân. Thất bại sao? Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối hỏi. Không xác định, Tống Thư Hằng nhìn về phía Bạch Tiền Bối. Đã thành công, Bạch Tiền Bối nói khẽ. Tại vừa rồi một chút thời gian bên trong, Bạch Tiền Bối đã thấy rất nhiều hình ảnh. Mỗi một cái hình ảnh, đều cùng Tống Thư Hằng có quan hệ. Lúc ăn cơm Thư Hằng. Lúc ngủ Thư Hằng. Có tại làm bài tập Thư Hằng. Cũng có đang tắm Thư Hằng. Có trong gương không cách nào chiếu rọi xuất thân hình bá tống. Có cùng tiên tử ngồi đối mặt nhau trao đổi bá tống. Có mặt giãn ra vui cười, cũng có lên tiếng khóc giống. Thiên hình vạn trạng nhân sinh, hợp thành kính vạn hoa Tống Thư Hằng. Mà lúc này, bất kể là cái nào Tống Thư Hằng, đều phụ lên một cái hạt giống. Mỗi một mai hạt giống, đều ẩn chứa Tống Thư Hằng ý niệm. Tại một mảnh màu xám thế giới bên trong, tóc ngắn, ăn mặc màu trắng bó sát người quần bút chỉ thông nương, dẫm lên giày cao gót, xoáy khí từ không trung nhảy dụng, thon dài dẫm lên bước chân mèo, hướng thế giới chỗ sâu bước đi. Ở sau lưng nàng, là ngồi ở một đầu thải điệp trên người Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử tóc dài che đậy lấy nửa bên gò má, một bộ không có tỉnh ngủ dáng vẻ. Vũ Nhu Tử, ngươi lại sử dụng thời gian lực lượng rồi. Phía trước thông nương xoay đầu lại, tóc ngắn khẽ vẫy, hỏi. Thật có lỗi, bất quá đây là một lần cuối cùng. Vũ Nhu Tử ngẩng đầu, trả lời. Sau lần này, nàng đã không có cơ hội lần nữa đi cái kia bình hòa tống tiền bối thế giới. Thông nương thở dài. Vốn muốn nói Vũ Nhu Tử vài câu, nhưng thấy được nàng tinh thần uể oải dáng vẻ, nàng nhanh đến trong miệng lời nói đành phải cố nén trở về. Được rồi, đi thôi, đi xem một chút tống lão bản. Nhìn hắn cái kia bế quan đến cùng kết thúc không có. Hắn thiếu nợ ta tiền lương, cũng là thời điểm phát ta. Tóc ngắn thông nương hai tay xoáy khí đút túi, nện bước thon dài hai chân, nhanh chân hướng về phía trước. Ký tê tê tê, rát. Phía trước, truyền đến một trận nặng nề cửa đá mở ra tiếng. Tiếp đó,
một vị trên mặt ấm áp tiếu dung, nhìn lên đi hơi có chút trông có vẻ già Tống Thư Hàng, từ sau cửa đá bước ra. Nguyên bản soái khí bước chân mèo tiến lên thông nương, bước kế tiếp lơ lửng giữa không trung, nửa ngày không có đạp xuống tới. Thật có lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Thư Hàng dùng nhu hòa, đáng tin thanh âm nói khẽ. Trong tay hắn, có một cái sáng tỏ hạt giống, có chút lấp lóe. Thật có lỗi, xin tha thứ ta, đem tất cả áp lực cùng gánh nặng đều giao cho ngươi. Hắn song trường khép lại, nói khẽ. Hết thảy, muốn bắt đầu. Sau đó, cũng phải kết thúc. Dùng một ngày một đêm thời gian, cắm trụ thời gian tiêu hao so với ta dự tính muốn lâu một chút. Bạch Tiền Bối dụi dụi con mắt. Tiếp đó, Bạch Tiền Bối đem vừa rồi hắn nhìn thấy cái kia kính vạn hoa bá Tống Nhân Sinh tin tức, truyền về cho Tống Thư Hàng, cho hắn biết hạt giống đã truyền tới thời gian trường hà cuối cùng. May mắn có Bạch Tiền Bối tại, hắn có thể nhìn thấy hạt giống hình chiếu đến thời gian trường hà hình ảnh. Tống Thư Hàng nhắm mắt lại, tại cái kia kính vạn hoa bá Tống Nhân Sinh bên trong tìm kiếm. Rất nhanh, hắn tìm được một vị lão bá Tống bộ dáng bản thân. Sở dĩ, truyền tới, Tống Thư Hàng khóe miệng, lộ ra ý cười. Cái này lão bá Tống hẳn là tương lai tử sở tại thế giới bản thân đi. Tương lai tử bởi vì thời gian pháp tắc hạn chế, đã không cách nào lại tới. Sở dĩ hiện tại, liền để bản thân đem ý chí cùng trả lời truyền đạt đi qua đi. Tương lai xa xôi tử, ta bên này, chiến tranh. Muốn bắt đầu. Ngươi, tiếp thu được tin tức sao? Thứ gì truyền tới? Sở các chủ ngốc mau cúi xuống mau ngọn, hỏi. Tín niệm, hoặc là nói, là quyết định của ta. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, lại nói, tiếp đó, bước kế tiếp. Chúng ta muốn đi trước bảo thạch vực sao? Tại bảo thạch vực vị trí, đạo tử tiền bối cùng cầu đàn cha, tam nhãn tiền bối bố cục, hấp dẫn chư thiên vạn giới tất cả trường sinh giả, đỉnh tiêm kiếp tiên, vì muốn cho Tống Thư Hàng một cái giải quyết dứt khoát cơ hội. Nếu như muốn đi bảo thạch vực lời nói, hắn còn chuẩn bị mang A Thập Lục về một chuyến Tô Thị Tổ Tinh, cùng Tô Thị Che Đậy Tiên Tử, Tô Thị Thằng Kết Lão Tổ tụ hợp. Đừng nóng vội, hỏi trước một chút bá chiếm bí pháp nghịch chuẩn bị xong chưa? Bạch Tiền Bối nhắc nhở. Ưu thế của bọn hắn ngay tại ở nắm giữ đen kịt mặt trời cùng phía sau màn đệ tứ thiên đạo đen kịt cự lão tin tức, hành động, liền bá chiếm bí pháp đều tiến hành nhắm vào tính nghiên cứu. Tình báo là hiện đại chiến tranh trọng yếu nhất. Biết người biết ta, chiến tranh liền đã thắng một nửa. Tống Thư Hàng duỗi tay tại hư không bên trong một điểm, mở ra nho ra thánh nhân con mắt nghiên cứu quần. Cửu U Bạch, nhà ta có một đôi cẩu đản cha, Bạch Tiền Bối. Liên quan tới bá chiếm bí pháp nghiên cứu, hiện tại có thành quả không? Tống Thư Hàng dò hỏi. Tống Tiền Bối, người cùng Bạch Đạo Hữu cắm trụ hoàn thành. Thiên Đạo Tử hỏi ngược lại. Giải quyết thu công, hiện tại đang chuẩn bị tiến vào bước kế tiếp hành động. Tống Thư Hàng trả lời. Bạch Tiền Bối, bá chiếm bí pháp phân tích đã hoàn thành, bá chiếm bí pháp nghịch đã cơ cấu thành công, người có thể trở về thử một chút bí pháp hiệu quả. Chư vị các tiền bối. Thân ở tại thiên đạo thời gian bí cảnh bên trong, ngoại giới một ngày một đêm, tại trong bí cảnh thì đã qua nhiều lần thời gian. Có đạo tử trợ giúp thiên đạo tính toán năng lực, phá giải bá chiếm bí pháp nghiên cứu tiến hành rất thuận lợi. Hiện tại, còn kém thực tiễn. Đã như vậy, chiến tranh lại bắt đầu, tam nhãn tiền bối nghiêm túc nói. Sau đó, là bá tống chiến tranh. Chúng ta đã đem chư thiên vạn giới phần lớn trường sinh giả, đều dẫn đạo đến bảo thạch vực bên trong. Còn có một bộ phận trường sinh giả, sớm đã bị ngươi Tống béo cầu cho lễ phép mời tới, một mực tại cùng ngươi hóa thân luận đạo. Ngươi bây giờ trở về, đem bá chiếm bí pháp cùng bá chiếm bí pháp nghịch nắm giữ. Bước kế tiếp, liền tiến về bảo thạch vực, đạo tử tiền bối phát ra tiếng nói. Hắn bên này, đã chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến xuống đài. Bí pháp để ta tới học, chờ ta học được về sau, ta sẽ đem hắn giản lược. Lúc này... Bạch Tiền Bối phát ra tiếng nói. Thời gian cấp bách, không thời gian để Tống Thư Hàng đi tự mình học tập dườm già bí pháp quá trình. Hắn sẽ đem bí pháp giản lược đến hai cái phù văn, lại tiến hành chuyển giáo. Bá Tống chính là như thế bị Bạch Đạo Hữu ngươi dưỡng phế. Sở các chủ lên tiếng nói. Không sao, kiến thức căn bản không đủ, chờ ta chứng đạo bất hủ về sau, lại đi học bổ túc. Hiện tại là phi thường thời khắc, chúng ta phải dùng phi thường phương án. Tống Thư Hàng quyết định thật nhanh nói. Được, vậy ta thối lui thời gian, liền định vào ngày mai.
hôm nay các ngươi về bí cảnh, đem tất cả tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cùng bạch đạo hữu lưu tinh kiếm, toàn bộ dưỡng một lần, dưỡng ra hình người bộ dáng tới. Đạo tử tiền bối xác định nói, ngoại giới một ngày thời gian, đổi thành thời gian bí cảnh lời nói, đầy đủ tống thư hàng đem tất cả pháp khí, dưỡng khí đến cực hạn. Hiện thế thời gian, lại một ngày đi qua. Địa cầu hoa hạ thời gian, năm 2020 ngày mùng 4 tháng 2, lập xuân. Bá tống một cái lý ngư đả đính, nhảy lên một cái. Sau lưng hắn, trọn vẹn ba bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, hóa thành một từng cái lớn bằng ngón cái kim loại tiểu nhân, vây bên người hắn chuyển, phát ra trận trận thanh thúy tiếng cười. Bọn hắn tựa như là từng cái trong thần thoại hoa tinh linh. Tại tống thư hàng trong tay, một thanh quang nhận huyễn hóa ra vòng ánh sáng, ngưng tụ thành Tô Thị A thập lục bộ dáng. Các ngươi người trẻ tuổi thực biết chơi, Sở các chủ ngốc mau chậm rãi nói. Cho tới bây giờ chưa thấy qua dùng nhân đao hợp nhất trạng thái, bồi dưỡng nhân loại tình cảm. A Bạch dạy bảo ngươi bí pháp phù văn nắm giữ không? Bạch Long tỉ tỉ uể oải treo ở tống thư hàng trên cổ, hỏi. Tinh thông, tống thư hàng tự tin nói. Hắn đao pháp thiên phú rất mạnh, quyền của hắn pháp thiên phú không tồi, hắn học tập bạch tiền bối đơn giản hóa phù văn pháp thuật thiên phú, thì ở vào đao pháp thiên phú và quyền pháp thiên phú ở giữa, cũng rất mạnh. Như vậy, tìm A Bạch tụ hợp, sau đó các ngươi liền lên đường đi. Bạch Long tỉ tỉ nói, thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Tống Thư Hàng gật đầu đáp. Hắn vẫy tay, trong đó có hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, hạ xuống ở trên người hắn, trong đó có 32 kiện tiến vào đan điền, nghịch kình quyền sáo khí linh tiểu tiên tử, thì vũ trang tại tay phải hắn bên trên. Bia đá đạo hữu, cửu tu phượng hoàng đao, xích tiêu kiếm tiền bối, toàn bộ treo ở bên hông. Bản thể, Tống Béo Cầu xa xa bính đi qua. Tống Thư Hàng vẫy tay, Tống Béo Cầu hóa thành áo choàng, treo ở trên người hắn. Béo Cầu áo choàng bay lên, anh tuấn rối tinh rối mù. Cùng Tống Béo Cầu cùng nhau qua tới, còn có song song hành tẩu bạch tiền bối cùng bạch tiền bối. Hai vị bạch tiền bối đứng chung một chỗ hành tẩu lúc, toàn bộ thế giới đều lộ ra ảm đạm phai màu. Đã tiến hóa hoàn thành lưu tinh kiếm mang theo một bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, trở về đến bạch tiền bối bên người, tung tăng bay múa. Bạch tiền bối cưng chiều sờ lên lưu tinh kiếm. Thời gian trôi qua thật nhanh. Bạch tiền bối nhìn về phía Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục, con người hơi có chút thất thần. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất về tới vừa xuất quan, bị Tống Thư Hàng tiếp về thời gian.